thích hợp hung thú thú hồn, thì có thể mở ra huỳnh hỏa huyết mạch giác tỉnh thần thông, để nó cầm giữ có khả năng, thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú thần thông. Đương nhiên, mặc kệ là thần nguyên vẫn là thú hồn, đều cần phù hợp. Trầm Uyên chiến trường nơi này, có không ít thần nguyên cùng hung thú, lại có Linh Nhi trợ giúp ta tầm bảo, cho nên nơi này, quả thực là ta quật khởi thiên đường. Cũng không biết, cái này hoàng cấp thần nguyên, huỳnh hỏa phải chăng có thể luyện hóa? Nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối dệt hoa trên gấm. Tương đương Lý Thiên Mệnh huyết mạch cùng thiên phú cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Lúc này, tiểu hoàng gà đã đem chính mình thứ hai môn thần thông, thông hiểu đạo lý. Uy lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cùng Bích Lân hỏa ưng một dạng, là cái thuẫn giáp, bất quá, thuẫn giáp hỏa diễm, thay đổi thành luyện ngục hỏa. Tiểu hoàng gà nói. Thử một chút. Đương nhiên, tiểu hoàng gà đã không kịp chờ đợi. Chỉ thấy nó tại Lý Thiên Mệnh trước mắt bay lên, mặt hướng Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, nó há miệng phun một cái, trực tiếp phun ra một cái cự đại hỏa diễm cầu, ngọn lửa kia bóng trực tiếp đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không có cảm nhận được thống khổ. Bởi vì hắn là vĩnh hằng luyện ngục thể, cái này luyện ngục hỏa không biết nấu đốt hắn. Ngọn lửa kia bóng thì cùng hòa tan giống như, tại Lý Thiên Mệnh bên ngoài thân bao trùm một tầng hỏa diễm. Tầng kia hỏa diễm, tựa như là một thân chiến giáp, đem Lý Thiên Mệnh toàn thân đều bao phủ trong đó, bảo hộ đúng chỗ. Đỏ ngọn lửa màu đỏ, để Lý Thiên Mệnh giờ phút này dường như hóa thân thành hỏa diễm chiến thần. Cái kia Bích Lân hỏa ưng bích hỏa thuẫn giáp, hỏa diễm thiêu đốt hiện lên lân phiến hình dáng, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại cái này một thân, thì giống như là mỹ lệ hỏa diễm lông vũ tạo thành. Một bộ thiêu đốt lên lông vũ hỏa diễm chiến giáp. Từ đó công kích của ngươi, cũng có thể mang theo ta luyện ngục hỏa uy lực. Tiểu hoàng gà kiêu ngạo nói. Mà lại, cái này, luyện ngục thuẫn giáp, nắm giữ cường hãn phòng ngự năng lực, chỉ ít so vừa mới cái kia hung thú cường. Theo ta về sau thú nguyên gia tăng, hắn phòng hộ năng lực, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, vượt qua thú binh. Nó đối với mình thần thông uy lực phán đoán, tự nhiên vô cùng chuẩn xác. Không thể không nói. Cái môn này thần thông, logic hơn mấy hồ cùng bích hỏa thuẫn giáp một dạng, nhưng trên bản chất phát sinh cải biến cực lớn. Chẳng những mạnh hơn nữa còn có thể càng ngày càng mạnh. Xem ra một dạng, kỳ thật đã không giống nhau. Mà lại, cái này, luyện ngục thuẫn giáp, thần thông, ra chỉ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Đây cơ hồ, tương đương với Lý Thiên Mệnh cũng có thể thi triển cái môn này thần thông. Có thể hay không thi triển tại ngươi trên người mình? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có thể. Tiểu hoàng gà không dùng há miệng phun, một bộ mỹ lệ luyện ngục thuẫn giáp, thì bao trùm thân thể của nó. Không tệ, ta xem ra giống hỏa diễm chiến thần, người xem ra, giống hỏa diễm chiến gà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lão tử cái này gọi hỏa diễm chiến phượng. Ha ha, cái này luyện ngục thuẫn giáp, khẳng định thì đối chính nó cùng Lý Thiên Mệnh thi triển, những người khác không có vĩnh hằng luyện ngục thể, căn bản chịu không được loại này luyện ngục hỏa vần quanh. Luyện ngục hỏa thần thông, là tiểu hoàng gà át chủ bài, cho đến trước mắt đánh đâu thắng đó. Bây giờ có cái này tân thần thông, có thể công có thể thủ, có thể nói, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Nói như vậy, chúng ta nếu là không đoạn săn giết hung thú, có thể vô hạn mở ra huyết mạch của ngươi thần thông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhất định, hôm nay có thể là loại hình đúng lúc đụng phải, ta trở thành cộng sinh thú về sau, phát sinh rất nhiều cải biến, ta nói không rõ ràng. Nhưng trưởng thành thứ này, cần phải muốn từng bước một tới. Tiểu hoàng gà nghiêm túc nói. Nói như vậy, cái này hoàng cấp thần nguyên ta mới giấu đi, chúng ta tuần hoàn từng bước. Lan, ta hiện tại liền muốn ăn. Đối tiểu hoàng gà tới nói, thần nguyên sức hấp dẫn, có thể so sánh thú hồn mạnh hơn nhiều. Ha ha, một bộ này luyện ngục thuẫn giáp quá phong cách, đến tranh thủ thời gian tắt mất. Tiếp đó, tiểu hoàng gà cần một hoàn cảnh yên ổn. Hấp thu cái này hoàng cấp thần nguyên tạo hóa. Lý Thiên Mệnh điệu thấp tiến lên. Đại khái nửa ngày về sau, hắn lựa chọn tại một cái khe núi bên trong, nơi này không có gì hung thú, xem như tương đối an toàn. Chung quanh khắp nơi đều là màu đen rừng rậm, giấu ở rừng rậm phía dưới, cũng có thể che đậy ánh mắt. Có thể tại Trầm Uyên chiến trường mọc ra cây cối, sinh mệnh lực đều rất ương ngạnh. Phía trước là một cái hồ nước rất bao la, cũng rất an tĩnh. Lựa chọn nơi này là Hỏa Lăng Sơn viên kính hồ cho Lý Thiên Mệnh linh cảm. Bởi vì lúc ấy tại viên kính hồ bên trong đen kịt một màu, chỉ có hắn con mắt thứ ba có thể thấy rõ ràng.
Một khi gặp phải không thể chống cự nguy hiểm, có thể mượn nhờ hồ này đào tẩu. Toàn bộ Trầm Uyên chiến trường, nơi này xem như chỗ an toàn nhất. Rời đến nơi đây về sau, Lý Thiên Mệnh một chút bố trí một chút, tại trên vách núi đá đào ra một cái hố hang, đem tiểu hoàng gà cùng thần nguyên cùng một chỗ chôn vào trong, lại dùng nham thạch bịt kín. Luyện hóa thần nguyên hội có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh đã tận lực đem động tĩnh phong bế. Đi vào Trầm Uyên chiến trường, khẳng định cẩn thận là hơn. Dù sao tiểu hoàng gà rất nhỏ, đào cái hang động không tính khó khăn. Hết thảy giải quyết, Lý Thiên Mệnh ngay tại cách đó không xa trên cây khô ngồi xuống. Hắn vừa cùng Khương Phi Linh nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy tiểu hoàng gà tiếp tục phá vỡ huyết mạch gông xiềng. Lần trước luyện hóa phổ thông thần nguyên, huỳnh hỏa đều dùng rất lâu, không biết cái này hoàng cấp thần nguyên, cần phải bao lâu. Người bình thường, khả năng đều cần 1-2 tháng, huỳnh hỏa đã đầy đủ đáng sợ. Ca ca, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, huyết mạch khủng bố như thế ngự thú sư cùng cộng sinh thú. Khương Phi Linh tán thưởng nói. Nàng phụ linh thời điểm, kỳ thật đối Lý Thiên Mệnh tình huống thân thể hiểu rất rõ. Duy nhất không thể tiến, chỉ sợ sẽ là thần bí cộng sinh không gian. Khương Phi Linh đã sớm biết, hắn không giống bình thường. Bất quá, nàng và Mộc Tình Tình khác biệt, nàng tuyệt sẽ không đối với người ngoài nói lên những thứ này, liền xem như Khương Thanh Loan, nàng cũng sẽ không nói. Đây chính là giữa người và người khác nhau. Lý Thiên Mệnh bắt đầu tốn thời gian, tiếp tục suy nghĩ, thần hồn thiên thư cùng tang hồn thất sát. Thần hồn thiên thư phương diện, hắn mê linh chi đồng đã tiếp cận đại thành. Không biết cái gì thời điểm, thứ hai môn pháp môn sẽ xuất hiện. Tang hồn thất sát mặc dù là siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, nhưng Lý Thiên Mệnh tìm được bí quyết, tu luyện không khó. Đúng vào lúc này, người nào ở chỗ này? Sau lưng nơi xa bỗng nhiên truyền tới một nam tử âm trầm thanh âm, người này liền tại phụ cận. Có người đến. Lý Thiên Mệnh tự nhận là tìm địa phương cũng không tệ lắm, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, vậy mà đụng phải những người khác. Đây cũng là vấn đề vận khí, người này vừa tốt tại phụ cận đi ngang qua. Tại hắn phát hiện Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng phát hiện hắn. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống cây mộc, đứng tại tiểu hoàng gà luyện hóa thần nguyên. Mật thất, phía trước 100 mét, cản lại người tới đường đi. Này người đã như thế tới gần, dù là tiểu hoàng gà luyện hóa thần nguyên tiết lộ khí tức rất nhỏ, hắn cũng đã nhận ra. Tại sao ta cảm giác, có cộng sinh thú tại luyện hóa thần nguyên? Tại Trầm Uyên chiến trường luyện hóa thần nguyên, đây là to gan lớn mật, đây là không muốn sống. Bộp một tiếng, một người nam tử rơi trên mặt đất, đánh bay đầy đất lá rụng, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là một người mặc màu đỏ thắm cẩm y thanh niên. Hắn cầm giữ có một đầu thầm tóc dài màu đỏ, trong hai mắt có lửa giận tại thiêu đốt. Hai cánh tay của hắn rất dài, cảm giác so với thường nhân muốn dài nửa thước, một đôi tay vô cùng thô to. Người này không được tốt lắm nhìn, thậm chí có chút dữ tợn. Hắn trong ánh mắt để lộ ra hung sát chi khí, tuyệt đối gọi người kinh hồn bạt vía. Ánh mắt của hắn vượt qua Lý Thiên Mệnh, rơi vào tiểu hoàng gà luyện hóa thần nguyên địa phương. Nhịn cười không được. Ta thấy được, thì tại cái này địa phương, cho nên nói, ngươi cộng sinh thú, hẳn là một cái cực kỳ nhỏ đồ chơi nhỏ. Luyện hóa thần nguyên, tối thiểu đều phải vài ngày. Ta muốn là ngươi, liền đem thần nguyên giấu đi, sẽ không giống như bây giờ, nghênh ngang bày ra, cho ta tranh đoạt cơ hội. Hắn đây là không biết, tiểu hoàng gà ngay tại luyện hóa là, hoàng cấp thần nguyên. Không phải vậy, chỉ sợ đều không cách nào tâm bình khí hòa nói chuyện. Nói đi, ngươi là ai? Chu Tước Quốc vẫn là Thương Hải Quốc, hỏa thuộc tính, đoán chừng là Chu Tước Quốc đi. Nam tử mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Bán đảo chi địa, Thương Hải Quốc đa số quốc thổ đều là hải đảo, gần như không tại sao cùng ngoại giới xung đột. Mà Trúc Long Quốc cùng Chu Tước Quốc, đều lấy hỏa diễm lập quốc, song lửa không cho. Nói như vậy, người đến là Trúc Long Quốc người. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy, thì đến nơi này. Hỏi khác người thân phận trước đó, lời đầu tiên báo họ tên. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, bản nhân Cơ Trường Viêm, Trúc Long Quốc thất phương tử. Ngươi là người phương nào? Cơ Trường Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần xác nhận Lý Thiên Mệnh thân phận, hắn thì động thủ. Xác nhận thân phận, không phải sợ hãi, mà là lấy thân phận đối phương phán đoán, đến cùng là giết, vẫn là đánh bại. Thân phận cao, đánh bại. Thân phận thấp, chém giết. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải Chu Tước Quốc vương tử, không phải Thiên Phủ phủ chủ dòng chính,
liền có thể giết. Ca ca, làm sao bây giờ, Huỳnh Hỏa ngay tại luyện hóa thần nguyên, không thể phân thân, mà đối phương khẳng định có cộng sinh thú. Bọn họ hai đánh một, hơn nữa còn không thể để cho bọn họ đụng phải Huỳnh Hỏa. Khương Phi Linh có chút khẩn trương, bởi vì cục đối mặt bọn hắn vô cùng bất lợi. Lấy một địch hai, còn phải bảo vệ Huỳnh Hỏa, một chút ra một chút lầm lỗi, khả năng phí công nhọc sức, liền tiểu hoàng gà đều sẽ bị thương. Cục diện bây giờ, đối bọn hắn tới nói xem ra vô cùng khó khăn. Hỏi thăm Lý Thiên Mệnh tính danh thời điểm, Cơ Trường Viêm đã lấy ra binh khí của hắn. Đó là một thanh lửa cháy bừng bừng đốt cháy trường mâu, có dài hơn 2 mét, trường mâu lên long lân trải rộng, hỏa diễm thiêu đốt. Xem xét cũng là đỉnh cấp cấp 5 thú binh. Này binh khí tên là Xích Hỏa Long Mâu. Binh khí của hắn đã chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật trong lòng của hắn tại may mắn, có thể tại Trầm Uyên chiến trường gặp phải đối thủ như vậy, lại đối thủ cộng sinh thú, ngay tại luyện hóa thần nguyên. Này bằng với là đem thần nguyên chắp tay đưa cho hắn. Mau nói, ngươi là ai? Cơ Trường Viêm ánh mắt sáng rực, chỉ cần Lý Thiên Mệnh đáp lại, hắn lập tức xuất thủ. Ta là cha ngươi, Trúc Long Vương, con ngoan, nhanh như vậy cũng không nhận ra cha ngươi sao? Ngay tại Khương Phi Linh vội vã cuống cuồng thời điểm, Lý Thiên Mệnh chợt cười đáp lại Cơ Trường Viêm. Có thể, ta vốn đang tại lựa chọn là đánh bại ngươi, vẫn là giết ngươi, hiện tại ta có đáp án. Cơ Trường Viêm không những không giận mà còn cười. Đi vào Trầm Uyên chiến trường, tất cả mọi người là đối thủ. Hiện tại khó chịu nhất chính là, người nào cũng không biết trò chơi quy tắc là cái gì, người nào đều ở nơi này tán loạn. Thiên Trúc đi ra. Làm Xích Hỏa Long Mâu chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, đã hướng về Lý Thiên Mệnh áp chế đi lên thời điểm, một đầu to lớn cộng sinh thú, theo trên người hắn lao ra. Đó là một đầu đại xà, toàn thân bao trùm đỏ lớp vảy màu đỏ. Bất quá, đại xà này lại có tứ chi, có móng vuốt sắc bén. Theo đầu rắn nhìn, đại xà này ngược lại không giống như là xà, ngược lại càng giống trong truyền thuyết thần long, chỉ là đỉnh đầu không có sừng thôi. Ta Trúc Long Vương tộc, địa hỏa Trúc Long, được chứng kiến a? Cơ Trường Viêm cười lạnh. Cái gì, địa hỏa Trúc Long, ta ở trong sách nhìn, các ngươi cái này, căn bản không tính chân chính Trúc Long, chỉ có thể coi là, địa hỏa cầu long cũng đừng ở trên mặt rát vàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đối bất kỳ một cái nào Trúc Long Vương tộc tới nói, không thừa nhận bọn họ cộng sinh thú vì Trúc Long, mà xưng là cầu long, vậy cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cơ Trường Viêm trong nháy mắt nổi giận, sát khí đằng đằng. Ngươi cộng sinh thú không thể chiến đấu, ngươi liền chờ chết đi. Cơ Trường Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Cần gì chứ, hiện tại mọi người cũng không biết trò chơi quy tắc, nói không chừng giết ta cũng là phí công. Đến mức cái này phổ thông thần nguyên, ngươi cộng sinh thú đã là cấp 7 cộng sinh thú, ngươi cũng chướng mắt. Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Địa hỏa cầu long, đúng là cấp 7 cộng sinh thú, 10 phần cường hãn. Lý Thiên Mệnh có thể không nói ra hoàng cấp thần nguyên đến, không phải vậy ra hỏa này đến nổi điên đi. Hắn chỉ là muốn tại động thủ trước đó, thăm dò một chút, Cơ Trường Viêm có biết hay không cái này Trầm Uyên đấu thú trò chơi quy tắc. Dù sao, hiện tại không hiểu ra sao, thật mạc danh kỳ diệu. Coi như phí công, ta cũng muốn giết ngươi, thiếu một cái đối thủ. Mà lại, Chu Tước Quốc, đều đáng chết. Hai nước ở giữa, ngàn năm qua đã sớm không đội trời chung. Tam quốc ở giữa, trên một số Chu Tước Quốc cùng Trúc Long Quốc đánh đến hung hăng. Chết! Lấy hai địch một, Cơ Trường Viêm nắm chắc thắng lợi trong tay. Linh Nhi, đừng sợ hắn, có ngươi tại, ta cũng không tính đơn đả độc đấu. Đối mặt Cơ Trường Viêm hung mãnh tiến công. Lý Thiên Mệnh quất ra Viêm Long xiềng xích, ánh mắt lạnh lẽo, thẳng hướng Cơ Trường Viêm. Ông! Viêm Long xiềng xích trên không trung chấn động một chút, phát ra kịch liệt thanh âm, gọi người tê cả da đầu. Được rồi, ca ca. Nàng ngay từ đầu xác thực lo lắng, sợ hãi, dù sao nàng đối mặt loại này hung tàn nhân vật, lá gan xác thực tiểu. Chỉ bất quá tại Lý Thiên Mệnh cường hãn đấu trí phía dưới, nàng lấy dũng khí, lựa chọn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Bây giờ tại Trầm Uyên chiến trường, đều là sinh tử chi chiến. Mà nàng, tại nhà ấm bên trong lớn lên, thật chính chém giết, kinh hồn bạt vía khẳng định cũng bình thường. Có lẽ chỉ có phụ linh trạng thái phía dưới. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh tâm, bá đạo ý chí, có thể làm cho nàng tâm thần ổn định một số. Nghe ta phân phó, thời gian sử dụng chàng. Lý Thiên Mệnh vèo một tiếng, tại cái này trong rừng rậm, cùng cái kia Cơ Trường Viêm đụng thẳng vào nhau.
Tốt. Khương Phi Linh loại thứ hai năng lực phong ấn, phóng xuất ra, trực tiếp trưởng khống một cái lĩnh vực. Thủ đoạn này uy lực không so phụ linh kém. Thời gian dưới trận, Cơ Trường Viêm trong nháy mắt tiến vào vũng bùn. Cơ Trường Viêm căn bản không nghĩ ra, trên thế giới còn sẽ có thời gian lực lượng lĩnh vực. Cho nên, hắn sẽ không sợ hãi chính mình cùng địa hỏa cầu long chậm, sẽ chỉ giật mình Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh. Dù sao, này lên kia xuống, Lý Thiên Mệnh tốc độ biến nhanh. Nhất là thiên chi dực chiếm hữu, Lý Thiên Mệnh lấy cái này vô hình cánh tới đón lực, thì triển hỏa hồn thiểm ảnh tốc độ càng là hung mãnh. Phụ linh, thời gian tràng, thiên chi dực hoàn toàn phóng thích. Ai nói Lý Thiên Mệnh là tại lấy một địch hai? Nếu là không có Khương Phi Linh, Cơ Trường Viêm chính mình cũng có thể đánh chết Lý Thiên Mệnh, nhưng là có Khương Phi Linh, hết thảy không giống nhau. Muốn chết, Cơ Trường Viêm lòng tin 10 phần, hắn tay múa trường mâu, thi triển cái kia, vòi rồng xuyên hồn thương, cái này chính là cao phẩm nguyên cấp chiến quyết. Cái môn này chiến quyết thi triển ra, cái kia trường mâu cương khí như là vòi rồng, đầy trời thương ảnh hướng về Lý Thiên Mệnh bao trùm mà đến. Cùng lúc đó, cái kia địa hỏa cầu long vậy mà trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Trong một chớp mắt, chung quanh nơi này 50 mét mặt đất vậy mà bắt đầu thiêu đốt, Lý Thiên Mệnh dưới chân đều hóa thành biển lửa. Đây là cái này địa hỏa cầu long linh nguyên thần thông một trong, khắp nơi phần hỏa. Ông! Mặt đất đốt cháy hỏa diễm đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành từng cái thần long hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Đây là hắn loại thứ hai thần thông, địa hỏa long tức. Lấy Cơ Trường Viêm thân phận, hắn cấp 7 cộng sinh thú, có thể tế luyện 7 loại linh nguyên thần thông, khẳng định đã đầy. Cái này địa hỏa cầu long thủ đoạn, xác thực thực tương đương khó chơi. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh hỏa thuộc tính miễn dịch. Hỏa thuộc tính miễn dịch, không phải nói Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không sợ Cơ Trường Viêm tiến công, chỉ là không sợ tất cả tiến công bên trong, phụ ra hỏa thuộc tính thương tổn. Tỷ như, Cơ Trường Viêm muốn là nhất thương đâm xuyên Lý Thiên Mệnh, cái kia Lý Thiên Mệnh còn phải chết. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng dễ chịu. Bởi vì, cái kia khắp nơi phần hỏa bị bỏng ở trên người hắn, hắn cũng không có cái gì cảm giác bỏng. Mà lại đúng vào lúc này, sau lưng cái kia, mật thất, bên trong, đột nhiên xông ra một cái hỏa diễm cầu, trong nháy mắt đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Đây là huỳnh hỏa thần thông, luyện ngục thuẫn giáp. Tiểu hoàng gà vẫn tại luyện hóa thần nguyên, nhưng lúc này thời điểm vậy mà có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể nói tương đương lợi hại. Có cái này luyện ngục thuẫn giáp, Lý Thiên Mệnh càng thêm không sợ hỏa diễm thiêu đốt, địa hỏa cầu long thần thông, cơ bản đối Lý Thiên Mệnh cũng vô hiệu. Huynh đệ, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh vốn là không sợ Cơ Trường Viêm, hiện tại có huỳnh hỏa luyện ngục thuẫn giáp, còn sợ cõng lông. Tại Lý Thiên Mệnh bị vây ở đại địa chi hỏa bên trong thời điểm, Cơ Trường Viêm hung ác đánh tới, chiêu chiêu đều chỉ hướng Lý Thiên Mệnh muốn hại. Cái kia địa hỏa cầu long cũng thường xuyên xé rách khắp nơi, từ bên trong chui ra. Nanh vuốt thi triển thú pháp, nhiều lần kém chút xé rách Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật sự định giết ta? Bất quá là bèo nước gặp nhau, cần gì chứ? Đánh với ngươi một trận, ta càng suy nghĩ minh bạch. Vốn là, ta cảm thấy thân phận đối phương nếu là cao, đánh bại là được rồi. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không được, Cơ Trường Viêm đẫm máu nói. Vì cái gì, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sẽ không suy đoán sao? Vì sao gọi là Trầm Uyên đấu thú? Nếu là đấu thú, sau cùng sống tiếp, chỉ có một người. Người không chết, chính là ta vong. Chỉ có sống tiếp người, mới có tư cách đi Thánh Thiên Phủ. Cơ Trường Viêm cười lạnh một tiếng, sát khí nghịch thiên. Ta không biết người nghĩ như thế nào, loại cơ hội này ở trước mặt ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Sinh ở Trúc Long Quốc, là vận mệnh của chúng ta, có lẽ chúng ta đời này, đều đi không ra nơi này, nhưng là, ta không phục. Cho nên, lần này đấu thú, ta muốn giết sạch hết thảy, thẳng đến cái này Úy Lam vực, chỉ còn lại có ta một người đến. Đến lúc đó, ngươi nói cho ta biết, Thánh Thiên Phủ có thể tuyển người nào. Ngươi nói trò chơi này không có quy tắc, cái kia ta nói cho ngươi, cái này, cũng là quy tắc của trò chơi này. Cơ Trường Viêm một bên giết hại, một bên cười lạnh, giáo dục Lý Thiên Mệnh. Hắn cùng địa hỏa cầu long phối hợp vô cùng thô bạo. Nhưng cũng tiếc, nhiều lần đánh trúng Lý Thiên Mệnh. Nhưng lại không có đánh phá luyện ngục thuẫn giáp. Dù sao, loại bỏ rơi hỏa diễm thiêu đốt về sau, hắn lực sát thương đã giảm xuống một cái cấp bậc. Lại thêm, tốc độ cũng giảm xuống một cái cấp bậc. Cơ Trường Viêm, ta không biết trò chơi quy tắc là cái gì, ta cũng không muốn suy đoán lung tung.
ta càng sẽ không nói, ngươi đoán không đúng. Có điều, ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi ngay từ đầu liền định giết sạch tất cả mọi người, chính mình độc tôn Úy Lam vực, như vậy, cái thứ nhất chết người, sẽ chỉ là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói đến một chữ cuối cùng, hai tay đã đồng thời sử dụng. Giờ khắc này, địa hỏa cầu long theo dưới chân lao ra, bén nhọn hàm răng, trực tiếp cắn lấy Lý Thiên Mệnh trên đùi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có luyện ngục thuẫn giáp. Nó trong lúc nhất thời không thể cắn nát, thậm chí bị luyện ngục hỏa bỏng đầu lưỡi. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh lòng bàn tay trái, đặt ở trước mắt của hắn, mê linh chi đồng uy lực, trực tiếp đối với địa hỏa cầu long phóng thích. 81 đầu huyễn linh mạch bên trong, tinh tế thú nguyên cuồn cuộn mà động. Địa hỏa cầu long ngoài miệng buông lỏng. Ông! Bỗng nhiên có thanh âm quỷ mị tại nó bên tai vang lên đến, loại thanh âm này cùng mê linh chi đồng hiệu quả chồng chất lên nhau, quả thực như là ác mộng. Tang hồn thất sát, đệ nhất giết. Đinh! Viêm long xiềng xích chấn động, trực tiếp quất vào cái kia địa hỏa cầu long trên thân, trong một chớp mắt da chóc thịt bong. Ngao ô! Địa hỏa cầu long kêu thảm một tiếng, lần nữa tiến vào bên trong lòng đất, cái này còn không phải con giun là cái gì. Chỉ là nó chui vào đống đất bên trong, đã dính đầy máu tươi. Ngươi nhất định phải chết, cơ trường viêm theo mặt bên đánh tới. Ông! Viêm long xiềng xích lần nữa chấn động, tiếng gió gào thét mang theo gào khóc thảm thiết thanh âm, dường như ác quỷ quấn quanh ở cơ trường viêm trên thân. Đinh đinh đinh! Viêm long xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh ở đỏ hỏa long thương lên, trực tiếp quấn quanh tốt mấy trọng, cái kia sắc nhọn nhất viêm long nha giống như rắn độc quay quanh đi lên, trực tiếp đâm vào cơ trường viêm trên cánh tay. A, cơ trường viêm bị đau, kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem đỏ hỏa long thương rút ra, vùng ra sau lưng đi. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, địa hỏa cầu long lần nữa chui ra, nó mở ra to lớn miệng, một miệng dòng nước lũ giống như hỏa diễm nôn hướng Lý Thiên Mệnh. Loại thứ ba linh nguyên thần thông, hỏa diễm dòng nước lũ. Đinh! Viêm long xiềng xích lần nữa chấn động, cái kia quỷ mị thanh âm như bóng với hình, tang hồn thanh âm nhượng địa hỏa cầu long nhìn không được kêu rên. Phốc phốc! Ngay tại hỏa diễm dòng nước lũ phun ra ngoài trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích đâm vào trong ngọn lửa. Lần này, viêm long xiềng xích, trực tiếp theo cái kia địa hỏa cầu long cổ họng cắm đi vào. Đâm xuyên cổ họng! Cái kia viêm long nha trực tiếp đâm xuyên ngũ tạng lục phủ. Ngao ô! Địa hỏa cầu long kêu thảm một tiếng, mềm mại ngã trên mặt đất. Làm Lý Thiên Mệnh quất ra viêm long xiềng xích thời điểm, liền cái này cự thú nội tạng đều cho rút ra. Đương nhiên, cái kia địa hỏa cầu long sau cùng thần thông hỏa diễm dòng nước lũ, cũng toàn bộ phun ở trên người hắn. Bình thường tới nói, nếu như là vệ quốc hào đứng ở chỗ này, đều muốn bị trực tiếp phun chết. Nhưng là, loại trình độ này hỏa diễm, sao có thể đốt xuyên luyện ngục thuẫn giáp? Cơ trường viêm. Còn muốn giết ta sao? Lý Thiên Mệnh lông tóc không thương theo trong ngọn lửa đi tới, luyện ngục hỏa diễm đốt cháy, hắn như cùng đi tự địa ngục ma quỷ. Lý Thiên Mệnh, có chính mình chuẩn tắc. Người không giết ta, ta không giết người. Người như muốn giết ta, vậy liền, trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Đây là võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, chính là vĩnh hằng định luật. Như không phải như vậy, Kim Vũ làm sao lại chết? Hắn theo không cho là mình là nhân từ người, thậm chí Diễm Đô đều có rất nhiều đáng chết người. Nói thí dụ như Thần Diệu cùng Tuyết Lam, nếu như Lý Thiên Mệnh không phải thụ ân thần thánh, hắn thật có khả năng đưa hai vị này lên Tây Thiên. Thiên Trúc, cơ trường viêm tròn mắt tận nứt. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ trường viêm ánh mắt đỏ thẫm, lần nữa đánh tới. Cần gì chứ, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, hắn hội biết khó mà lui. Ngươi không hiểu, Trầm Uyên đấu thú, chính là sinh tử chi chiến. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng, nếu như ngươi như thế ngây thơ, ngươi cũng đi không được bao xa. Nhưng là, ngươi bây giờ liền muốn ngã xuống A, Lý Thiên Mệnh nói. Thì tính sao, ta sớm đã ôm lấy lòng quyết muốn chết mà đến, chết ở chỗ này, lại có vấn đề gì? Ta đánh giá thấp ngươi, đúng là thất bại giả, cơ trường viêm ánh mắt đổ máu. Vì cái gì? Ta sinh ở Trúc Long Quốc, không đến 20 tuổi, liền thấy được tương lai mình cả đời, nếu là lại đi tổ tông đường xưa, ta không cam tâm. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi xem một chút viêm hoàng đại lục lớn bao nhiêu. Dù chết không tiếc, cơ trường viêm đẫm máu nói. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, nếu như vậy, Khương Thanh Loan cũng cùng mình nói qua.
Bọn họ những vương tử này công chúa, với bên ngoài khát vọng, giống như so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Được rồi, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi muốn đi, ta lưu ngươi một con đường sống. Lý Thiên Mệnh nói, ta không đi, ngươi thế nào biết, ta coi như còn lại chính mình, ta sẽ giết không chết ngươi. Cơ Trường Viêm lần nữa đánh tới. Hắn đã điên rồi. Đã như vậy, cái kia thì không có gì đáng nói. Làm đối phương lần nữa giết hại mà đến, hoàn toàn không để ý tánh mạng, liền vì muốn Lý Thiên Mệnh chết một khắc này, Lý Thiên Mệnh lần nữa thi triển tang hồn thất sát. Thứ tư giết. Viêm Long xiềng xích tại thanh âm trong mê loạn, lấy một cái xảo trá góc độ, trong nháy mắt đâm xuyên qua Cơ Trường Viêm. Phốc phốc. Cơ Trường Viêm trừng to mắt, quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi tên là gì? Lý Thiên Mệnh. Phụ mẫu người nào? Vô danh tiểu bối. Tốt ngươi cái, vô danh tiểu bối. Phốc. Cơ Trường Viêm ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Đối phương thấy mình chỉ có thể đơn đả độc đấu, khinh thị chính mình, muốn nhân cơ hội chém giết, kết quả bị chính mình phản sát, quá trình này, nghe rất thoải mái. Dù sao, Cơ Trường Viêm không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, bị chết có chút chết không nhắm mắt. Sự vĩ đại của hắn kế hoạch, vừa mới bắt đầu, thì chung kết tại Lý Thiên Mệnh trên tay. Nhưng là Lý Thiên Mệnh có chút thoải mái không đứng dậy. Bởi vì Cơ Trường Viêm nói tất cả lời nói, đều là cái này Trầm Uyên đấu thú mang cho hắn. Cho nên, Trầm Uyên đấu thú đến cùng là cái gì? Là Cơ Trường Viêm sai, còn là mình nhận biết không đủ. Ca ca, Trầm Uyên đấu thú, thật tàn nhẫn như vậy sao? Thánh Thiên Phủ, thật hội an bài như vậy sao? Tất cả mọi người, chỉ có thể sống sót một cái. Khương Phi Linh thanh âm có chút run rẩy. Không nhất định, đừng có đoán mò, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh an ủi. Kỳ thật, hắn nói như vậy cũng là tự an ủi mình, bởi vì, hắn muốn trốn tránh vấn đề như vậy. Thế nhưng là, Thanh Nhi cũng tiến vào a, ta. Ta không muốn để cho Thanh Nhi chết. Khương Phi Linh thanh âm yếu ớt mà hoảng sợ mà nói. Đây mới là Lý Thiên Mệnh nhức đầu nhất sự tình. Hắn có thể mặc kệ tất cả mọi người chết sống, bao quát Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết. Nhưng là Khương Thanh Loan, nữ hài kia, Lý Thiên Mệnh không có khả năng giết nàng. Hắn đều khó có khả năng để cho nàng chết. Đừng suy nghĩ, hết thảy đều không có định số, nói không chừng là gia hỏa này chính mình điên phỏng đoán, hắn không phải chết tại chính mình suy nghĩ lung tung sao. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Ca ca, ta hiểu được. Cái gì? Cái này Trầm Uyên đấu thú, đáng sợ nhất, không phải chỉ có thể sống sót một người. Mà chính là... Tất cả mọi người sinh hoạt tại, căn bản không biết quy tắc trong sự sợ hãi. Cứ như vậy, như Cơ Trường Viêm dạng này người, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, nàng nói có đạo lý. Trên trời lôi đình lấp lóe, trong lòng mỗi người, chỉ sợ đều bịt kín một tầng bóng ma. Ca ca, đi xa một chút, ta không muốn nhìn thấy thi thể. Khương Phi Linh nói, ngươi chán ghét ta giết người sao? Không phải. Đó là. Ta không biết, có thể là ta quá vô tri, không biết người khác khó khăn. Kỳ thật, ta có thể nghe được trong lòng ngươi thanh âm, cho nên, tuy nhiên ta không thích máu tanh chẳng diện, nhưng là ta nguyện ý đi cùng ngươi đi xuống, ngươi sẽ không sai. Linh Nhi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối này Trầm Uyên chiến trường. Mây đen cơ hồ áp ở trên đỉnh đầu, sấm sét vang dội ở bên tai điên cuồng kêu gào. Đây là một chốn tu la. Tới chỗ này người, đều đừng hy vọng còn sống đi ra ngoài. Nói như vậy, chúng ta đều là quân cờ, như vậy, người đánh cờ, là ai? Người kia, đáng chết. Lý Thiên Mệnh một mồi lửa, đem Cơ Trường Viêm cùng địa hỏa cầu long đều đốt đi, đem xích hỏa long mâu ném vào hồ ở dưới đáy. Sau một ngày, tiểu hoàng gà thành công luyện hóa thần nguyên. Làm nó theo dưới nền đất chui lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh chính chờ mong lấy nó kinh thiên động địa thuế biến. Kết quả, hắn vẫn là bộ kia như cũ. Lớn cỡ bàn tay, màu vàng nhạt, lông xù, tươi non ngon miệng, vào miệng tan đi. Duy nhất biến hóa là, trên đỉnh đầu dài ra một cái không đến một cm sừng nhỏ. Xem ra, 10 phần, đáng yêu. Nhìn đến nó bộ dạng này, Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Đến từ thái cổ hỗn độn cự thú phong cách đâu? Vẫn là cái này điểu dạng A, lôi ra đến, đều không cách nào gặp người. Sao? Lão tử cũng là chưa trưởng thành, người có thể bắt ta sao?
Tiểu hoàng gà chột dạ nói. Thì ngươi dạng này, phát dục không tốt, còn cả ngày nghĩ đến sinh con gà con, e lệ sao? Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Lý Thiên Mệnh, chớ lấn thiếu niên tiểu, 30 năm Hà Đông, 30 Hà Tây, một ngày nào đó, ta. Ngươi thế nào giọt? Ta, lão nhị so ngươi đầu đều lớn. Tiểu hoàng gà phẫn nộ nói. Ha ha, có dạng này tên dở hơi huynh đệ, dù là cái này Trầm Uyên đấu thú tàn khốc nữa, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có lòng tin. Một vị bi quan, có thể không phải là phong cách của hắn. Bất kể hắn là cái gì, giết hắn cái không chừa mảnh giáp là có thể. Hắn quan tâm người, toàn bộ đều phải cẩn thận còn sống. Hắn cựu hận người, muốn giết hắn người, đều đi chết. Để ta xem một chút, hắn nhìn kỹ, tiểu hoàng gà trong mắt, lại thêm một cái điểm sao. Mà lại rõ ràng có thể cảm nhận được, nắm giữ 7 cái điểm sao nó, hắn huyết mạch lực lượng, so với phổ thông cấp 7 cộng sinh thú, cũng còn muốn dồi dào. Chuyển sang nơi khác, tu luyện thử một chút. Chỉ có thông qua cộng sinh hệ thống tu luyện, nó dựa vào thần nguyên tiến hóa đi ra thành quả, mới có thể chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Hiện tại biết ta chỗ tốt rồi. Vừa mới người nào chào phúng ta tới. Tiểu hoàng gà ra vẻ nói. Tới hay không, Lý Thiên Mệnh lấy ra tay trái, phô bày một chút hắc ám cánh tay hai đầu cơ bắp. Đại ca, đến, lập tức tới. Tiểu hoàng gà một hơi thì sợ, hấp tấp chạy tới. Bọn họ đổi cái địa phương, lần nữa bắt đầu vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh. Lần này, Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm nhận được, đến từ vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng huyết mạch lực lượng, lần nữa cải tạo thân thể của mình. Hắn thú mạch, trở nên càng thêm cường đại. Hắn luyện ngục chi nguyên, biến đến càng thêm vững chắc, bao la, như là hỏa diễm biển cả. Hắn vĩnh hằng luyện ngục thể, càng tăng mạnh hơn ngang. Thậm chí, liền đầu óc của hắn, suy nghĩ của hắn, đều càng thêm rõ ràng. Hoàng cấp thần nguyên, sao có thể đối tiểu hoàng gà không dùng? Coi như bề ngoài cải biến không nhiều, chỉ là có thêm một cái xấu hổ sừng nhỏ góc. Nhưng là, hắn huyết mạch chi lực, chỉ sợ siêu việt cấp 7 cộng sinh thú. Một trận tu luyện xuống tới, tuy nhiên vẫn là linh nguyên cảnh tầng thứ tư cảnh giới, nhưng là so với trước đây, lại mạnh hơn phía trên 3 phần. Mà lại, nhiều một cái thần thông, tiểu hoàng gà cũng mạnh hơn. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh niềm tin càng mạnh. Vẫn là tìm được trước Khương Thanh Loan, chỉ cần nàng ở bên người, cũng không cần lo lắng như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ta liền sợ Thanh Nhi, cũng gặp phải cơ trường viêm dạng này người. Khương Phi Linh nói. Xuất phát. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu ở Trầm Uyên chiến trường tiếp tục tiến lên. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 6. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh hướng mặt trước nhìn, hắn giống như thấy được một tầng màng mỏng, cái kia hẳn là thiên văn kết giới. Chúng ta đến Úy Lam vực biên giới rồi. Khương Phi Linh hỏi, thiên văn kết giới, thiết trí tại Úy Lam vực biên giới, đem chọn cái Úy Lam vực hết bao vây hết. Không đúng, vị trí này, không thể nào là Úy Lam vực biên giới. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hắn thoáng qua ở giữa, đứng tại thiên văn kết giới bên cạnh, lúc đó văn kết giới ngay tại trước mắt hắn 3 mét chỗ. Sau đó, 2 mét, 1 mét. Thiên văn kết giới tại co vào. Lý Thiên Mệnh đạt được đáp án. Cái này thiên văn kết giới, tại trên mặt đất bộ phận, đã là một cái bán cầu, đem Úy Lam vực cái này một khối khu vực đóng chặt hoàn toàn. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh nhìn ra cái này thiên văn kết giới ngay tại co vào. Nói cách khác, cái này bán cầu, hội càng ngày càng nhỏ. Nếu như tiếp tục co vào, thiên văn kết giới, có thể sẽ cuối cùng quy về số 0. Đến lúc đó, sợ tất cả chúng ta, đều sẽ bị tập hợp một chỗ, vây khốn tại một chỗ. Thiên văn kết giới, đối hung thú không có ảnh hưởng, đối với người cùng cộng sinh thú có ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh biết, mặc kệ bọn hắn hiện tại làm sao chia tán, dựa theo cái này thiên văn kết giới co vào tốc độ, một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ bị tập hợp một chỗ. Như vậy, trò chơi quy tắc lại là cái gì? Tạm thời, vẫn là không nghĩ ra. Nhưng là, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Trầm Uyên đấu thú chung kết ngày. Biết sự biến hóa này, hắn cũng không thể thay đổi, hắn chả muốn tiếp tục tìm kiếm Khương Thanh Loan. Nhưng là, Khương Thanh Loan không tìm được, lại tìm được hai người quen. Thần Hạo, Tinh Khuyết, không nghĩ tới, bọn họ vận khí tốt như vậy mà đụng nhau. Lấy bọn hắn quan hệ, kề vai chiến đấu, ai có thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh.
Kết quả là, bọn họ thoải mái cười to. Tại Trầm Uyên chiến trường, hai người bọn họ cùng một chỗ, gặp phải lẻ loi một mình Lý Thiên Mệnh. Loại chuyện tốt này, bọn họ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Không nói sát phạt. Bọn họ chỉ ít, muốn cho Lý Thiên Mệnh quỳ trên mặt đất, cho bọn hắn không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Thẳng đến. Đầu rơi máu chảy đến. Thật là khéo, thật sự là khéo léo. Ma Nhật phía dưới, người mặc màu xanh thăm thẳm tinh bào thần hạo, di chuyển thần thánh anh tuấn, phiêu giật. Hắn trên mặt, âm u, cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Hắn sợ là đang nhớ lại Viêm Hoàng Tháp bên trong, hắn bởi vì Lý Thiên Mệnh, bị phụ thân rút một cái tát kia. Đó là vô cùng nhục nhã. Lý Thiên Mệnh quật khởi trong khoảng thời gian này, mẫu thân biến đến tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường. Đệ đệ bị sau khi đánh bại, đánh mất một số tu hành ý chí, tại Viêm Hoàng học cung ngơ ngơ ngác ngác. Hắn thấy, đây hết thảy, đều là Lý Thiên Mệnh làm hại. Lý Thiên Mệnh, người vận khí không tốt, chính mình xông đến trên hoàng tuyền lộ tới. Tinh khuyết mặc lấy một thân áo giáp. Dáng người khôi ngô cao lớn hắn, thoạt nhìn như là trên chiến trường tướng quân. Bọn họ là Phú Khả Địch Quốc tinh thần thương hội thái tử gia, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, bảo vật chặt tay có thể được. Bây giờ đi vào Trầm Uyên chiến trường, tự nhiên có trọn vẹn thích hợp bọn hắn nhất binh khí. Tỷ như thần hạo, cái kia màu xanh thăm thẳm tinh bào, kỳ thật chính là cứng cỏi sợi bạc biên chế mà thành, cũng là một loại phòng ngự thú binh, chỉ ít cấp 5 mức độ. Binh khí chính là thánh thiên phủ duy nhất hạn định, bằng không, bọn họ khả năng người mặc tốt hơn phòng ngự thú binh. Lúc nói chuyện, bọn họ một cái đi phía trái, một cái hướng phải, kẹp lấy Lý Thiên Mệnh. Tại Trầm Uyên chiến trường gặp phải chúng ta, là ngươi cả đời này, lớn nhất bất hạnh. Thần hạo nhớ tới những cái kia khúc mắc, trong mắt tinh quang, đã hóa thành lợi kiếm. Lý Thiên Mệnh, lần này, ngươi mọc cánh khó thoát. Ta đã sớm nói, nhất định sẽ cho ngươi một cái, để ngươi cả một đời đều không ngóc đầu lên được giáo huấn. Hôm nay, là cơ hội tốt nhất. Tinh khuyết nói chuyện vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng cẩn trọng, có không thể nghịch phản quyền uy. Huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Tinh khuyết vượt qua Lý Thiên Mệnh, hỏi đã ngừng lại một chút Lý Thiên Mệnh phía sau thần hạo. Không dùng, chính ta là được rồi. Có một số việc, ta cần hướng phụ thân ta chứng minh. Thần hạo ánh mắt sáng rực, sắc bén bén nhọn. Một cái tát kia, hiện tại còn đau. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Tinh khuyết tác dụng, thứ nhất là trông chừng, cảnh giác những người khác đến, thứ hai, thì là ngăn cản Lý Thiên Mệnh chiến bại chạy trốn. Kim quang lập lòe thời điểm, hắn cộng sinh thú theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, đó là một đầu kim sắc mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ toàn thân lóng lánh kim sắc tinh quang, uy nghiêm mà hung mãnh, hình thể to lớn, chỉ là độ cao đều có 2 mét trở lên, chiều cao 5-6 mét. Cái này một đầu ngôi sao màu vàng mãnh hổ. Nó lớn nhất lập lòe đặc điểm, chính là nó trên đỉnh đầu bén nhọn độc giác, cái kia độc giác kim quang sáng chói, sắc bén, tràn ngập xuyên thấu chi lực. Đây là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú, kim tinh cự giác hổ. Đây là tinh thần hệ tẩu thú loại, cộng sinh thú. Bực này cộng sinh thú, chính là tinh phủ bảng hiệu. Năm đó tinh thánh, chính là dựa vào cái này kim tinh cự giác hổ, hoành không quật khởi, bại hết sức đối với tay. Cho tới bây giờ, tinh thánh kim tinh cự giác hổ, đã phát triển đến cực hạn. Tinh khuyết cộng sinh thú so sánh phụ thân, chỉ có thể coi là con non. Nhưng chú nhóc này, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, cũng là một đầu cự thú. Năm đó tinh thần song thánh, kỳ thật cũng danh xưng, sư hổ song thánh. Làm tinh khuyết cưỡi tại cái kia kim tinh cự giác hổ phía trên, phong tỏa ngăn cản Lý Thiên Mệnh đào thoát con đường thời điểm, thần hạo cộng sinh thú, cũng xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đệ đệ của hắn cộng sinh thú lục tinh diệu sư, đã đầy đủ sáng chói lộng lẫy, mà thần hạo cộng sinh thú, chỉ có càng mạnh. Đó là một đầu càng lớn tinh thần hùng sư, toàn thân lông tóc đều có tinh quang thiểm nhấp nháy. Bắt mắt nhất chính là, hắn sườn bộ vậy mà dài ra một chương to lớn vũ rực, cái kia vũ rực triển khai cùng bát rực kim xí đại bằng điều một dạng lớn. Đây là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú, thất tinh rực sư. Tham dự Trầm Uyên đấu thú thiên phủ các thiên tài, cơ bản đều nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú, cơ bản cũng đều là hạ phẩm. Liền xem như hạ phẩm, cái kia cũng không phải cấp 6 cộng sinh thú chỗ có thể so sánh. Vương thú ở giữa thượng trung hạ phẩm, chênh lệch kỳ thật đều rất lớn. Nếu như có được trung phẩm trở lên, bọn họ thiên tài cấp bậc, chỉ sợ còn muốn tăng lên. Đương nhiên, tuy nhiên có hai cánh,
nhưng là thất tinh dực sư, vẫn là thuộc về tinh thần hệ tẩu thú loại cộng sinh thú. Cái này hai đầu đều là vương thú. Bất luận cái gì một đầu vương thú cấp bậc cộng sinh thú, trưởng thành đến cực hạn, đều là chu tước quốc cao nhất thiên cường giả. Mà bây giờ, Tinh Khuyết cưỡi tại kim tinh cự giác hổ phía trên, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, mà Thần Hạo cùng thất tinh dực sư một đạo, đã hướng về Lý Thiên Mệnh áp bách mà đến. Thần Hạo chẳng những có cái kia màu xanh thăm thẳm tinh bào, trong tay càng cầm lấy một thanh lập lòe trường kiếm. Trường kiếm kia phía trên, khảm nạm lấy 7 cái sáng chói bảo thạch phía trên phóng thích ra sắc bén cương khí. Đây là đỉnh cấp cấp 5 thú binh, thất tinh huyền kiếm, trên đó, thất tinh cương khí, chính là theo một loại hiếm thấy linh tai phía trên chuyển di mà đến, lực sát thương đáng sợ. Một kiếm phía dưới, nham thạch vỡ vụn. Thần Hạo người mặc tinh bào, tay cầm thất tinh huyền kiếm, khống chế thất tinh dực sư, trong ánh mắt ngôi sao ánh sáng chiếu rọi, ngoài miệng cười lạnh thời khắc, đã hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh, sau trận chiến này, người chỉ có thể bò ra ngoài Úy Lam vực. Thần Hạo cười lạnh một tiếng, thất tinh huyền kiếm đã bao phủ tại Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu. Khoác lác lời nói, ai không biết nói đâu. Kỳ thật, đối mặt bọn hắn châm chọc khiêu khích, còn có loại kia ăn chắc tiếng cười của mình, Lý Thiên Mệnh cũng không có cùng bọn hắn tranh cãi. Hắn chỉ muốn nói một câu. Đáng tiếc, nơi này là Trầm Uyên chiến trường, Tuyết Lam không thể tự mình trông thấy, ta là làm sao để cho các ngươi ở trước mặt ta, biểu diễn ăn cứt chó. Nếu như nàng có thể trông thấy, đó mới gọi sảng khoái. Nhưng nếu như nhìn không thấy, vậy cũng không quan hệ. Các loại Thần Hạo cùng Tinh Khuyết mặt đều bị đánh sưng bò ra ngoài đi, Tuyết Lam cùng Nguyên Ngu phu nhân sẽ nhìn thấy. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh thì không khách khí. Huỳnh Hỏa, Linh Nhi, giúp ta nghiền ép bọn họ, đem bọn hắn mặt đánh sưng. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ở trước mặt mình đùa nghịch. Xem sớm cái này hai trang bức không vừa mắt, chơi hắn nhóm nha. Tiểu hoàng gà nhảy bay lên, nhìn chằm chằm thất tinh dực sư. Dựa vào cái gì, nó như thế khóc khoe, chính mình như thế manh. Ta Huỳnh Hỏa, cũng muốn khóc khoe a. Nó càng nghĩ càng giận, chỉ có thể thông qua bạo lực, đến bày ra chính mình giống được khí tức. Tinh Khuyết không định trợ thủ. Lý Thiên Mệnh cười, nếu nói như vậy, cái kia chính là cho mình chụp một kích phá cơ hội. Hắn phải cảm tạ, hai vị này tại đối mặt bây giờ chính mình, còn có thể như thế tự đại. Hắn so đánh bại Vệ Quốc Hào thời điểm, lại cưỡng hiếp 3 phần. Loại này cường hãn, là tiểu hoàng gà huyết mạch thuế biến mang tới. Đương nhiên, nó tân thần thông, so tinh bào, tỏa giáp, khẳng định còn muốn lợi hại hơn. Luyện ngục thuẫn giáp. Tiểu hoàng gà rất thức thời, thì tại chiến đấu trong nháy mắt, nó trực tiếp phun ra một miệng nóng rực hỏa diễm. Ngọn lửa kia hóa thành to lớn hình cầu, trực tiếp đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Sau đó, hóa thành một bộ hỏa diễm lông vũ chiến giáp, bao phủ toàn thân, liền ánh mắt đều bao trùm lên một tầng luyện ngục hỏa. Dạng này luyện ngục hỏa, chẳng những bảo hộ Lý Thiên Mệnh, đồng thời cũng có thể thiêu đốt đối phương. Làm Lý Thiên Mệnh tay cầm viêm long xiềng xích thời điểm, cái kia luyện ngục hỏa thậm chí quấn quanh ở viêm long xiềng xích phía trên, hắn giờ phút này, hóa thành hỏa diễm chiến thần. Đến mức tiểu hoàng gà, tự nhiên cũng cho mình mặc lên luyện ngục thuẫn giáp, biến thành hỏa diễm chiến gà. Linh Nhi, kỳ thật không dùng Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh liền biết. Thất tinh dực sư có cánh. Không có ý tứ, Lý Thiên Mệnh cũng có. Hắn thiên chi dực, sáng chói triển khai. Làm Lý Thiên Mệnh bay trên trời thời điểm, kỳ thật Thần Hạo cưỡi lên thất tinh dực sư, đều đuổi không kịp hắn, Tinh Khuyết càng thêm ngăn không được. Nhưng là, hắn cũng không có đào tẩu ý tứ. Ngay sau đó, Khương Phi Linh loại thứ 3 năng lực phong ấn, thời gian tràng, bỗng nhiên lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm triển khai. Trước sau trái phải trên dưới, đều chính là thời gian tràng phạm vi bao phủ. Tại thời gian trong tràng, bọn họ sẽ không cảm giác phía trên thời gian chậm chạp. Bọn họ chỉ sẽ thấy, Lý Thiên Mệnh càng nhanh, nhẹ nhõm thì tránh thoát khỏi Thần Hạo cái kia phô thiên cái địa kiếm quyết. Muốn chạy trốn. Trầm Uyên chiến trường mây đen phía dưới, Thần Hạo thất tinh huyền kiếm xé rách mà đến. Thất tinh cương khí lít nha lít nhít, mỗi một kiếm, đều có thể bộc phát ra 7 đạo thất tinh cương khí. Phốc phốc phốc, dọc theo đường nham thạch cây cối, toàn bộ để hắn kiếm quyết đánh nát. Chân hắn giẫm huyền diệu tinh thần thân pháp, mỗi một lần rơi xuống đất, dưới chân đều xuất hiện một cái điểm sao. Cái kia điểm sao chấn động động, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn, lần nữa phóng tới Lý Thiên Mệnh.
Tinh Hà Huyến Lạn Kiếm Quyết. Đây cũng là hắn chiến quyết, đạt đến siêu phàm nguyên cấp chiến quyết trình độ. Đây là hắn mạnh nhất chiến quyết, cầm tới đối phó Lý Thiên Mệnh, đã coi như là cho đủ Lý Thiên Mệnh mặt mũi. Ở bên cạnh hắn, cái kia Thất Tinh Dực Sư đồng dạng thi triển thú pháp, đừng nhìn cái này cộng sinh thú hình thể to lớn, nhưng là chiến đấu vô cùng linh hoạt. Đến phiên chúng ta, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà đột nhiên bạo phát. Bọn họ tâm linh tương thông thời điểm, trực tiếp chuyển đổi đối thủ. Tiểu Hoàng Gà hóa thành một đạo hỏa ảnh, xông về Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh thì nhảy bay lên trời, vèo một tiếng, xuất hiện tại Thất Tinh Dực Sư trên đỉnh đầu. Thất Tinh Dực Sư hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh hội giống như nó nắm giữ cánh, giống như nó bay trên trời. Mà lại, Lý Thiên Mệnh xem ra so với hắn còn muốn linh hoạt. Ông! Thứ vừa đối mặt, Lý Thiên Mệnh thì thi triển Mê Linh Chi Đồng. Hắn ưa thích dùng nhất thủ đoạn này đối phó cộng sinh thú, quả thực lần nào cũng đúng. Cộng sinh thú trí tuệ tuy nhiên so hung thú cao hơn nhiều, nhưng đối cái này Mê Linh Chi Đồng sức chống cự, khẳng định là so ngự thú sư kém. Siêu! Làm Mê Linh Chi Đồng mê huyễn hiệu quả, đối Thất Tinh Dực Sư có hiệu lực, để Thất Tinh Dực Sư thần trí hơi có chút hỗn loạn thời khắc, Lý Thiên Mệnh Viêm Long xiềng xích đã biểu bay ra ngoài, tang hồn thất sát đệ nhất giết, trực tiếp quất vào hắn trên cánh. Ầm ầm. Thất Tinh Dực Sư nện ở trên vách núi đá, lăn lông lốc xuống tới. Nhận lấy cái chết, Thần Hạo một kiếm ngút trời, kiếm khí tung hoành 30 mét, trực chỉ Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, trong nháy mắt thoát ly kiếm khí của hắn phạm vi. Cùng lúc đó, cái kia trên thân nắm giữ luyện ngục thuẫn giáp, hoàn toàn không sợ chết Tiểu Hoàng Gà như mũi tên một dạng phóng tới Thần Hạo, làm cho Thần Hạo không thể không đối phó nó. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh né tránh qua Thần Hạo công kích, lần nữa đi vào Thất Tinh Dực Sư trước mắt. Hắn có thiên chi dực, nhưng là Thần Hạo không có, cho nên đang phi thiên chiến đấu phía trên, Thần Hạo xác thực ăn thiệt thòi. Thậm chí, cơ hồ tất cả ngự thú sư, đụng tới Lý Thiên Mệnh đều phải ăn thiệt thòi. Ai bảo Lý Thiên Mệnh, nắm giữ Khương Phi Linh đâu? Thiên chi dực, nhìn như vô dụng nhất, kỳ thật tác dụng phát huy ra, đó là tương đương đáng sợ. Cái kia Thất Tinh Dực Sư đâm vào trên vách núi đá thời điểm đã giận dữ. Nó bò lên, khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Chỉ thấy cái này trong một chớp mắt, nó cái kia một hai cánh bộc phát ra chướng mắt hào quang màu tím. Sau một khắc, nó một hai cánh đụng vào nhau, kích phát ra một đạo chướng mắt cột sáng, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Thất Tinh Thiên Dực. Cái này Thất Tinh Thiên Dực, đủ để trong nháy mắt oanh sát Lý Thiên Mệnh. Đây là nguy hiểm chí mạng. Linh Nguyên Thần Thông mới là cộng sinh thú mạnh nhất địa phương. Thất Tinh Dực Sư so Thần Hạo hiếu thắng, cho nên Lý Thiên Mệnh mới đến nhằm vào nó, để Tiểu Hoàng Gà đối phó Thần Hạo. Dù sao, hiện tại Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh trợ giúp. Rầm rầm rầm. Nói thật, hỏa hồn thiểm ảnh tốc độ cũng chỉ là né tránh một chút. Cái kia Thất Tinh Thiên Dực đại bộ phận uy lực đánh vào luyện ngục thuẫn giáp phía trên. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh cảm nhận được đáng sợ nhất chấn động, quả thực để hắn khí huyết quay cuồng. Giả nếu không có cái này luyện ngục thuẫn giáp, lần này có thể sẽ chết. Nhưng là, quan trọng hắn có A. Tuy nhiên Thất Tinh Dực Sư Linh Nguyên Thần Thông, kém chút bật nát cái này luyện ngục thuẫn giáp. Chỉ tiếc, kém chút, thì là vô dụng. Lý Thiên Mệnh đứng vững công kích, trực tiếp xuyên thấu tinh quang, lấy đáng sợ tư thái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thất Tinh Dực Sư trước mắt. Cái kia Thất Tinh Dực Sư hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh bị mạng hắn bên trong, còn có thể lông tóc không thương xuất hiện. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ong ong ong, ngay tại Lý Thiên Mệnh xuất hiện nháy mắt, cái kia Viêm Long xiềng xích đã quăng vài vòng, trực tiếp quấn lên Thất Tinh Dực Sư một cái cánh. Lăn tới, thiên hỏa thúc hồn, thiêu đốt luyện ngục hỏa theo Viêm Long xiềng xích phía trên lan tràn đi qua, trong nháy mắt thiêu tại Thất Tinh Dực Sư trên thân. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo một phát, cái kia to lớn cộng sinh thú bị hắn trực tiếp kéo tới, trong nháy mắt kéo xuống trước mắt. Tam Dương Trọng Quyền. Lý Thiên Mệnh một tay rồi, tay trái hắc ám cánh tay thì ngưng tụ thành quyền. Hắn cái này tay trái so tay phải tráng kiện rất nhiều, bàng bạc huyết nhục chi lực, cơ hồ làm cho Tam Dương Trọng Quyền phát huy ra 130% đến 150 lực lượng. Phanh phanh phanh. Liên tục ba quyền nện ở Thất Tinh Dực Sư trên đầu, đem cái này Thất Tinh Dực Sư sọ não đều đánh nát. Ngao ô. Thất Tinh Dực Sư thê thảm vừa gọi, mềm ngã trên mặt đất,
miệng sùi bọt mép hỗn hợp máu tươi, hấp hối. Hôm nay, nó chỗ cảm nhận được chính là hoảng sợ, chính là bị nghiền ép. Tiểu thất, mới vừa rồi còn bản thân cảm giác tốt đẹp thần hạo, lúc này thời điểm quả thực tròn mắt tận nứt. Hắn quả thực muốn để tiểu hoàng gà cho tức chết, hắn căn bản không nghĩ ra, con chim nhỏ này tốc độ làm sao nhanh đến loại trình độ này. Hắn muốn đến giúp đỡ thất tinh dực sư, nhưng lại bị tiểu hoàng gà dây dưa. Hắn căn bản không thể xem thường nó, bởi vì nó xuất quỷ nhập thần, một chút không chú ý, liền có thể trên người mình kéo xuống đi một miếng thịt. Tinh bào có thể bảo trụ phần lớn thân thể, nhưng là cũng có bảo vệ hộ địa phương mà không đến được, nói thí dụ như khuôn mặt. Nhưng giả dụ nó truy đuổi tiểu hoàng gà, hắn sẽ phát hiện, chính mình căn bản đuổi không kịp. Thời gian chàng đối tốc độ của hắn phía trên áp chế, chính hắn rất khó cảm thụ đi ra. Cứ như vậy biệt khuất một đoạn thời gian, để hắn khó có thể tin, để hắn lòng tự tin bị to lớn đả kích chính là, thất tinh dực sư bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị thương. Cái kia thô bạo ba quyền, nhìn đến thần hạo đầu phá run lên, toàn thân run rẩy. Viêm long xiềng xích chiến đấu tựa như là một loại nghệ thuật. Loại binh khí này xem ra so trường kiếm phải ôn nhu, muốn duy nhất, nhưng là thật biến hóa, quả thực thiên biến vạn hóa. Nhất là đó là tinh vi nhất viêm long nha. Lý Thiên Mệnh thì đã từng theo địa hỏa cầu long cổ họng cắm đi vào, trực tiếp xuyên thấu nội tạng. Các loại thần hạo kịp phản ứng. Hết thảy thì đã chậm, hắn như bị sét đánh, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn vì cái gì, có thể cường hãn đến loại trình độ này? Hắn cộng sinh thú, trước kia đều là hung thú, hắn dựa vào cái gì? Thần hạo cũng không tiếp tục muốn vừa mới tự tin như vậy. Hiện tại hắn đã hốt hoảng, thậm chí khóc không ra nước mắt. Trước kia hắn không nghĩ ra, đệ thần diệu thua với Lý Thiên Mệnh về sau, sẽ như thế thất bại. Cho đến hôm nay, vẫn luôn muốn cho Lý Thiên Mệnh một bài học hắn, thưởng thức được đệ lúc trước tâm tình. Trong lòng lời nói hùng hồn, hào tình vạn trượng, lại Lý Thiên Mệnh cái kia ba quyền phía dưới, trực tiếp bật nát. Liền thế giới quan đều đổ sụp. Ô ô, thất tinh dực sư kêu đau, càng làm cho hắn thất thần. Ngay tại thất thần thời điểm. Tiểu hoàng gà cái kia kinh khủng thần thông luyện ngục hỏa, đã hóa thành một cái lửa cháy bừng bừng đốt cháy hỏa diễm phượng hoàng, mãnh liệt mà đến. Oanh! May mắn cũng may lúc này, mặt bên một đầu kim sắc cự thú vọt lên. Cái kia cự thú phun ra một miệng kim sắc dòng nước lũ, đem cái kia hỏa diễm phượng hoàng đụng nát. Mà lại may mắn là tại mặt bên, cho nên đụng nát về sau, cái kia bay múa đầy trời luyện ngục hỏa, toàn bộ cùng thần hạo gặp thoáng qua, rơi trên mặt đất mãnh liệt thiêu đốt. Lúc này thời điểm giải cứu thần hạo, đương nhiên là một bên tinh khuyết. Kỳ thật, tâm tình của hắn càng thêm rung động. Bởi vì, hắn mắt thấy đây hết thảy, hắn muốn cứu vãn, đều có chút không kịp. Cùng đi, thần hạo rốt cục tìm về lòng tin. Không sai, bọn họ có hai người a. Hai đánh một, thì sợ gì? Sớm biết Lý Thiên Mệnh khó đối phó như vậy, vừa mới thì không vô lễ. Hiện tại bọn hắn đã mất đi một cái chiến đấu lực. Hiện tại, chỉ có thể hai người bọn họ, tăng thêm kim tinh cự giác hổ, vây công Lý Thiên Mệnh bọn họ. Thần hạo rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn còn có trả thù cơ hội, ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng. Ngươi ngăn chặn cái này gà, ta cùng, sao vàng, vây công hắn, hắn tựa hồ so cộng sinh thú mạnh, bởi vì có Khương Phi Linh tại. Tinh khuyết cũng không dám nắm lớn. Chí ít, hai người bọn họ vây công Lý Thiên Mệnh, hắn rất có lòng tin. Tiểu hoàng gà bị kéo ở. Lý Thiên Mệnh thì tương đương với không có cộng sinh thú. Cho hắn một cái thảm trọng giáo huấn, thần hạo cơ hồ là cắn răng, nói ra câu nói này. Kỳ thật hắn nội tâm vẫn là run rẩy, bởi vì hắn nhớ đến rất rõ ràng, ngay tại hơn một tháng trước, Lý Thiên Mệnh đối thủ còn là đệ hắn. Khi đó, hắn thần hạo một cái tay, đều có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh. Dựa vào cái gì cho tới hôm nay, hắn có thể như thế nghiền ép chính mình. Đến cùng là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, hắn khó chịu, hắn biệt khuất, hắn phiền muộn, trong lòng của hắn run rẩy. Hiện tại, chỉ có hắn cùng tinh khuyết liên thủ đánh bại Lý Thiên Mệnh, hắn có thể phá cái này tâm ma, hắn có thể ra cái này giọng điệu. Nhưng, coi như đánh bại, thật có thể sao? Hắn không biết, hắn giờ phút này đối Lý Thiên Mệnh hoảng sợ cùng run rẩy, đã là một sinh sự tình. Chỉ cần hắn đơn đả độc đấu không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Hắn liền sẽ không thẳng lên sống lưng. Hắn càng xấu hổ đối mặt thần thánh, càng không biết, như thế nào đối táo bạo mẫu thân bàn giao. Một khi chính mình nói cho mẫu thân,
mình bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, mẫu thân hội tức giận đến nổi điên đi. Nàng muốn là tức giận đến kêu khóc, chửi mình là phế vật, cái kia muốn làm sao? Huynh đệ bọn họ, từ nhỏ đều là thiên chi kiêu tử, mẫu thân của nàng cao cao tại thượng, bị A Dua nịnh hót, bị nịnh hót 20 năm, muốn để nàng mất mặt, nàng được nhiều thê thảm A. Cái này tất cả ý nghĩ, đều là hắn giờ phút này khó chịu nhất sự tình. Quả thực không dám tưởng tượng. May mắn Tinh Khuyết coi như chấn định, làm hắn cùng Kim Tinh Cự Giác Hổ cùng một chỗ vây công Lý Thiên Mệnh, xem ra ổn. Nhưng là, thật ổn sao? Thần Hạo bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn nhìn lại, quả thực mộng bức. Tinh Khuyết cùng Kim Tinh Cự Giác Hổ, cũng không thể bay trên trời, mà Lý Thiên Mệnh ỷ vào Thiên Chi Dực, đem bọn hắn dẫn đến rất xa. Tinh Khuyết cùng Kim Tinh Cự Giác Hổ điên cuồng đuổi theo, bị Lý Thiên Mệnh bay lên trêu đùa. Quan trọng Lý Thiên Mệnh cái kia viêm long xiềng xích còn rất dài, Tinh Khuyết đều không làm gì được hắn. Làm đuổi theo ra đi một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bay trên trời, trong nháy mắt trở về, sau đó hướng về Thần Hạo vọt tới. Các loại Tinh Khuyết phát hiện mục đích của hắn, đã không kịp. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh, có một cái khoảng cách kém. Mà lại, một khi hắn đuổi kịp thời gian chàng phạm vi, sẽ xuất hiện tốc độ kém. Cái này dẫn đến, hắn căn bản đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh. Vây công. Không có ý tứ, hiện tại là Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà, vây công Thần Hạo. Dù là chỉ có không đến hai hơi thời gian, Tinh Khuyết là có thể đuổi kịp tới. Nhưng là, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, giống như hồ đã đầy đủ. Bởi vì hắn nhìn đến, Thần Hạo tâm lý ba động rõ ràng quá lớn. Ánh mắt của hắn không còn là tinh quang thôi sán, mà chính là lỗ trống, ngốc trệ. Người đối với ta, sinh sinh sợ hãi. Lý Thiên Mệnh từ trên trời lao xuống mà đến, nhanh đến cực hạn. Siêu! Người không tới, viêm long xiềng xích đến, cái kia viêm long xiềng xích tựa như là vô hình xuất hiện độc xà, đột nhiên cắn đến Thần Hạo trên thân. Thần Hạo coi như không tệ, hắn vội vàng thi triển tinh hà huyến lạn kiếm quyết, ép ra Lý Thiên Mệnh. Bất quá đúng vào lúc này, sau lưng lại là hỏa diễm thiêu đốt. Làm hắn quay đầu thời điểm, đã không kịp, lại là một đầu thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Oanh! Một khắc này, Thần Hạo bị đánh bay ra ngoài, luyện ngục hỏa uy lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để hắn cũng thay đổi thành hỏa diễm chiến thần. Nhưng là, hỏa diễm thiêu là chính hắn. Hắn tuy nhiên mặc lấy tinh bào, nhưng là tinh bào trong nháy mắt đốt bốc cháy, tại tiếp tục như vậy. Hắn sẽ bị tố quen. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn duy nhất có thể làm, cũng là đem cái này tinh bào trong nháy mắt cởi xuống. Bởi vì, luyện ngục hỏa đại bộ phận đều tại tinh bào phía trên thiêu đốt. Chỉ là, ngay tại cởi xuống tinh bào trong nháy mắt, lại là một roi đánh lên đến. 3. Một tiếng vang giòn, hàm răng rơi xuống, Thần Hạo lăn lộn 3 tuần, té lăn trên đất, trực tiếp phun ra một miệng răng. Ách, trên mặt đau rát. Nửa gương mặt máu me đầm đìa. Đinh! Thất tinh huyền kiếm bay lên, rơi xuống đất trực tiếp đâm vào trên đùi của hắn, sau đó lại đâm vào phía dưới nham thạch, đem Thần Hạo cùng nham thạch đinh cùng một chỗ. A, Thần Hạo kêu đau một tiếng, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn đến, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích, quấn quanh lấy thất tinh huyền kiếm, vào trên đùi mình. Loại đau này, để hắn nhanh ngất đi. Loại này hoảng sợ. Để hắn toàn thân run rẩy, nội tâm sụp đổ. Hắn thừa nhận chính mình đối Lý Thiên Mệnh có sát tâm, mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh lại có cơ hội giết mình. Thanh kiếm này, hoàn toàn có thể từ trên người chính mình xuyên qua. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh không có làm như thế. Bởi vì hắn là thần thánh nhi tử, mà thần thánh đối với mình có ân huệ. Cho nên, dù là Thần Hạo có sát tâm, Lý Thiên Mệnh sẽ còn cho hắn một con đường sống. Mà lại, Lý Thiên Mệnh không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nổi giận Tinh Khuyết đã đánh tới. Hắn giải quyết triệt để Thần Hạo cùng hắn cộng sinh thú. Tiếp đó, cũng là Tinh Khuyết. Cái này có thể nói là Lý Thiên Mệnh đánh cho đặc sắc nhất một trận chiến đấu, nếu như bọn họ ngay từ đầu thì 4 người vây công, Lý Thiên Mệnh chưa chắc có cơ hội. Lại gặp ngộ một lần, nếu như song phương đều lông tóc không thương, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ chiến bại. Cho nên trận chiến đấu này đặc sắc ngay tại ở. Lý Thiên Mệnh trước giải quyết uy hiếp, cánh diều Tinh Khuyết. Làm hắn bị thương Thần Hạo cùng thất tinh dực sư, liền trong nháy mắt quay đầu, cùng Tinh Khuyết hai người giết cùng một chỗ. Vừa rồi, Tiểu Hoàng Gà trợ giúp Lý Thiên Mệnh chặn Tinh Khuyết. Hiện tại,
lại là một trận chính diện, đơn đấu. Tinh khuyết tương đương cương mãnh. Nhưng là, chớ nhìn hắn uy mãnh bá đạo, tim của hắn cùng ngay từ đầu đã không đồng dạng. Hắn nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh trọng thương Thần Hạo cùng Thất Tinh Dực Sư, hắn lại căn bản ngăn không được. Cho nên hiện tại, hắn đã không có cách nào tại Lý Thiên Mệnh trước mắt bật cười, hắn chỉ có thật sâu cau mày, cùng Lý Thiên Mệnh tử chiến. Hắn đã không có thời gian, đi thể hội nội tâm rung động cùng chênh lệch, không có thời gian suy nghĩ Lý Thiên Mệnh một tháng trước là thực lực gì. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh không cho hắn thời gian. Tinh khuyết, có muốn biết hay không, ta có thể hay không, đem người gương mặt này cho dẫm dẹp. Tinh khuyết binh khí, tên là, Xích Dương Chiến Thần Kích. Thời khắc này tinh khuyết, tay cầm cái kia kim quang lập lòe chiến kích, lấy khôi ngô hình thể, tay cầm cái này to lớn binh khí, hiệu quả quả thực nổ tung. Trảm tinh quyết. Đây là một môn chiến quyết, chém xuống vì sao trên trời, có thể thấy được cỡ nào bá đạo. Tinh khuyết chiến đấu, thẳng thắn thoải mái, thô bạo hung mãnh, cùng Thần Hạo trói lọi kiếm quyết hoàn toàn khác biệt. Một cái bá đạo, một cái hoa lệ. Bọn họ muốn không phải đều là nam, đoán chừng đã sớm thông gia từ bé, sợ là mười mấy tuổi liền bắt đầu, sáp lá cà. Coi như không phải người yêu, nhìn đến huynh đệ trọng thương, tinh khuyết lên cơn giận dữ, cái kia Xích Dương Chiến Thần Kích uy lực càng thêm hung mãnh. Lý Thiên Mệnh, người sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Cho tới bây giờ không ai có thể thương hắn đến trình độ như vậy, người hôm nay, nhất định phải thê thảm kêu khóc. Tinh khuyết cả giận nói. Khác khoác lác, dạng này, không có cách nào che giấu ngươi nội tâm, đối giờ phút này ta sinh ra hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh thân giữa không trung, thiên chi rực chấn động, thời gian chàng bao trùm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tinh khuyết, cũng không có so vệ quốc hào cùng Thần Hạo cường đại đến mức nào. Mà Lý Thiên Mệnh, chỉ có càng mạnh. Ông, ngay tại Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, phía dưới cái kia kim tinh cự giác hổ trên đỉnh đầu độc giác, đột nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc ánh sáng, như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là linh nguyên thần thông xí nhật thần quang. Cùng lúc đó, tinh khuyết nhảy lên thật cao, cái kia Xích Dương Chiến Thần Kích, đem Lý Thiên Mệnh làm tinh thần, mà hắn lúc này thời điểm, muốn chảm lạc tinh thần. Dạng này bạo phát, xác thực vô cùng hung mãnh. Nhưng là Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị, dù là cái kia xí nhật thần quang tốc độ gần thành dạng này, làm hắn ở trên trời thời điểm, đối phương cũng không dễ dàng như vậy trúng đích hắn. Hắn luyện ngục thuẫn giáp một lần nữa ra chỉ đến viên mãn trình độ, coi như trúng đích, cũng không đánh tan được Lý Thiên Mệnh. Ông! Thời gian chàng ra chỉ phía dưới, hỏa hồn thiểm ảnh tốc độ càng nhanh. Lý Thiên Mệnh nghiêng người thời điểm, cái kia xí nhật thần quang cơ hồ theo bên người sát qua đi, nhưng là hắn lông tóc không thương. Chết, tinh khuyết Xích Dương Chiến Thần Kích phủ đầu rơi xuống. Hô! Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở ra tay trái, lần nữa thi triển mê linh chi đồng. Cái này cánh tay trái con mắt thứ ba trong chiến đấu tác dụng, có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên, đây là sắc dụ chi thuật, thi triển ra, là có như vậy một chút xấu hổ. Chỉ là hữu hiệu, người nào mẹ nó quản nhiều như vậy a? Mê linh chi đồng trong nháy mắt, tinh khuyết giật mình tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh lại dựa vào cơ hội này. Thi triển tang hồn thất sát. Thứ nhất giết, ác quỷ kêu khóc. Thứ hai giết, oan hồn quấn thân. Viêm long xiềng xích chấn động phát ra tới quỷ dị thanh âm, cùng mê linh chi đồng hiệu quả lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành thị giác cùng thính giác phía trên song trọng trùng kích. Thứ ba giết, thứ tư giết, thứ năm giết. Tinh khuyết có thể ngăn cản một roi, nhưng là ngăn không được tang hồn thất sát cái này siêu phàm nguyên cấp chiến quyết liên tục cuồng oanh loạn tạc. Trên người hắn có cấp 5 thú binh cấp bậc áo giáp, nhưng là cái này áo giáp cũng không thể bảo hộ tất cả địa phương. Bởi vì một khi bịt kín, thì sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu linh hoạt. Lúc này thời điểm, linh hoạt viêm long nha, như là độc xà hàm răng, dễ dàng nhất tìm tới những cái kia áo giáp bảo hộ không đến địa phương. Làm tang hồn thất sát thi triển đến thứ 5 giết thời điểm. Viêm long nha đột phá Xích Dương Chiến Thần Kích trảm tinh quyết. Từ trên xuống dưới đâm vào tinh khuyết phần eo một cái khe hở phía trên. Tinh khuyết đột nhiên kêu thảm. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, phi lên một chân, trực tiếp quét vào tinh khuyết trên đầu. 3. Cái kia tinh khuyết thân thể to lớn bay ra ngoài, hung hăng đập vào Thần Hạo bên người. Thần Hạo lúc này thời điểm mới từ trên đùi rút ra Thất Tinh Huyền Kiếm, dọa đến trực tiếp thanh kiếm vứt trên mặt đất, kiếm cũng không dám kiếm. Tinh khuyết còn muốn đứng lên. Lúc này thời điểm lại bên trong Lý Thiên Mệnh một chân, trực tiếp đâm vào trên tảng đá, đâm đến hắn đầu váng mắt hoa.
Làm hắn khó khăn mở mắt thời điểm, bất ngờ nhìn đến Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà cùng một chỗ, đánh cho Kim Tinh Cự Giác hổ hoa rơi nước chảy, máu me đầm đìa. Hắn cộng sinh thú, trên thân bị đâm ra mấy cái lỗ máu, đã hoàn toàn thảm bại. Làm Lý Thiên Mệnh cuối cùng dừng tay thời điểm, chung quanh chính là chết yên tĩnh giống nhau. Ngoại trừ hai người hai thú kêu rên cùng trên trời lôi đình gào rít, không còn gì khác. Tinh Khuyết cùng Thần Hạo, đồng thời hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đã tràn đầy sâu vô cùng hoảng sợ. Siêu siêu. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích bay tới, đem hai người bọn họ lưng tựa lưng buộc chung một chỗ. Cái kia viêm long xiềng xích bên trên có viêm long hỏa thiêu đốt, thiêu đến bọn hắn nhe răng trợn mắt. Hai cái kiêu ngạo tinh thần thương hội thái tử ra, hiện tại sắc mặt tái xanh, nhìn như kiên cường, nhưng là chân lại nhẫn không ngừng run rẩy. Trong lòng của bọn hắn, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là, nhìn đến chính mình máu me đầm đìa, phủ phục run rẩy cộng sinh thú. Sáng chói hùng sư, uy mãnh lão hổ, chiến bại thành loại này bộ dáng. Làm Lý Thiên Mệnh đứng tại bọn họ trước mắt, trên tay nắm bắt viêm long nha thời khắc, hai người bọn họ sắc mặt suy bại, tê cả da đầu. Như thế nào, sướng hay không? Lý Thiên Mệnh tóm lấy Thần Hạo tóc, đem đầu của hắn cầm lên đến, để hắn không có cách nào cúi đầu, chỉ có thể nhìn chính mình. Hỏi người đâu, Thần Hạo, sướng hay không? Lý Thiên Mệnh trên mặt nụ cười. Nói thật, từ lần trước bài vị chiến kết thúc. Bọn họ, tại vệ tĩnh trước mặt châm chọc khiêu khích. Lý Thiên Mệnh các loại giờ khắc này đã rất lâu rồi. Người trước kia, không phải rất ra vẻ, một bộ rất tôn quý dáng vẻ sao? Không phải rất biết lỗ mũi nhìn người sao? Hôm nay làm sao sợ thành dạng này? Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ Thần Hạo mặt, cười hỏi. Người đừng quá mức, khắc nhục nhã chúng ta. Người đánh bại chúng ta, tính người cường đại, nhưng là chờ xem, người còn có thảm hại hơn thời điểm. Thần Diệu hàm răng đã rơi xuống một nửa, nói chuyện đều tại hở. Ta quá phận, ta nhục nhã các ngươi. Tặc hồ bắt trộm đi, Thần Hạo, ngươi cùng mẹ ngươi nói những cái kia đã thương người thời điểm, có thể từng muốn đến họp có một ngày như vậy. Lý Thiên Mệnh cho hắn một bàn tay, vô cùng vang dội. Thần Hạo trên mặt đau rát, hắn không có lại nói tiếp. Hắn muốn báo thù, nhưng là tâm lý thất bại, chống đỡ không nổi hắn báo thù chi tâm. Trở về sau, thật tốt cùng mẹ ngươi miêu tả, ta là thế nào đánh bại ngươi, làm sao nhục nhã ngươi. Lý Thiên Mệnh lần nữa một bàn tay, đánh trên mặt của hắn. Bên trái hắn bị viêm long xiềng xích quất sưng, hiện tại Lý Thiên Mệnh đánh chính là má phải. Hai bàn tay, má phải cũng bắt đầu sưng lên. Cùng một chỗ sưng, hắn anh tuấn tiêu sái cũng liền không có, chỉ có xấu xí cùng sỉ nhục. Ta biết ngươi có giết ta chi tâm, hôm nay nếu như các ngươi thắng, ta khả năng tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng là, ta và ngươi không giống nhau, ta phẩm hạnh so với các ngươi tốt. Cho nên ta không giết các ngươi. Dù sao, ta và các ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, thậm chí thần thánh còn đối với ta có ân đức. Lý Thiên Mệnh một bên nói, một bên vả miệng, nói xong câu đó, đã đánh ba lần. Sau cùng một bàn tay, để Thần Hạo triệt để cúi đầu xuống. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí nước mắt chảy ngang. Hắn xác thực vẫn không phục, nhưng là, hắn không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh. Người có gan hướng về phía ta đến. Tinh Khuyết quát ầm lên. Gấp cái gì, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mắt hắn, càng nặng một bàn tay trực tiếp tát tại trên mặt hắn. Tinh Khuyết, nhà ngươi quan tài cửa hàng, còn muốn miễn phí đưa ta một bộ quan tài sao? Lý Thiên Mệnh như thế nào quên, bài vị chiến sau khi kết thúc. Bọn họ cho mình báo cái địa chỉ, để cho mình đi vì mẫu thân nhận lấy một bộ miễn phí quan tài. Ngươi khi nhục người khác. Đem cực khổ của người khác, xem như chính mình giải trí thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Ba, lại một cái tát, Tinh Khuyết mặt đã tử sắc. Lý Thiên Mệnh, Tinh Khuyết chết cắn hàm răng, ngẩng đầu chờ lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh viêm long nha, đến tại trên cổ họng của hắn, lạnh lùng nói. Ta không biết cha ngươi đối với ta không có ân huệ, cho nên ta không giết Thần Hạo, nhưng là ta có thể. Để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ngươi, ta hỏi lại ngươi một câu, còn muốn hay không đưa ta một phần miễn phí quan tài? Tinh Khuyết ánh mắt phun lửa. Ba, lại một cái tát. Đưa sao? Còn dám hay không đưa? Đưa hay không đưa à? Sau cùng một bàn tay, đánh cho Tinh Khuyết nước mắt đều đi ra.
Viêm Long Nha đến tại cổ họng phía trên thời điểm, Tinh Khuyết lại cũng không dám nói tiếp nữa. Để ngươi ở trước mặt ta đựng cứng rắn. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, một chân giẫm tại ót của hắn phía trên. Giẫm đến Tinh Khuyết, cái mũi đều sập. Tinh Khuyết, nhớ kỹ giờ phút này ta đối với ngươi nhục nhã, về sau nhìn đến ta, khách khí một chút. Sau khi nói xong, hắn để xuống chân, bắt chuyện Tiểu Hoàng Gà một tiếng. Sau đó, thu hồi Viêm Long xiềng xích, tại Tinh Khuyết cùng Thần Hạo nhìn chăm chú phía dưới, nghênh ngang rời đi. Thần Hạo, Tinh Khuyết, thê thảm ngã xuống đất, lưu lại khuất nhục nước mắt. Không có cách, ai bảo bọn hắn, thực lực không bằng người. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Làm giặc tặc, tức giận nữa, lại bi phẫn, đều là một loại buồn cười. Trên người bọn họ rất nhiều dược, nói thật, Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn đều là bị thương ngoài da, không thương tổn gân cốt, không thương tổn ngũ tạng lục phủ, bọn họ rất nhanh liền có thể dựa vào linh túy khôi phục chiến đấu lực. Nhiều lắm là thất tinh dược sư thương thế nặng một chút, bởi vì nó là Lý Thiên Mệnh đối thủ thứ nhất. Lý Thiên Mệnh nhất định phải cam đoan nó không đứng dậy được, nếu không hiện tại đầu bị chân đạp ở phía dưới, liền sẽ là hắn Lý Thiên Mệnh. Hắn cho Tinh Khuyết cùng Thần Hạo mang tới, càng nhiều là nội tâm đả kích. Ai bảo bọn họ, nói qua nhiều như vậy lời khó nghe đây. Có mấy lời, ngôn ngữ chu tâm. Đó mới là ác độc nhất. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hy vọng bọn họ trở về, cùng Tuyết Lam thật tốt nói một câu. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn như thế nào đáp lại? Nói trắng ra là, bọn họ tuy nhiên nhằm vào Lý Thiên Mệnh, nhưng là Lý Thiên Mệnh đối thủ chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ. Hôm nay giáo huấn rất khốc liệt, nhưng có lẽ đối với hai vị này kiều sinh quán dưỡng tinh thần thương hội thái tử gia, sẽ có chỗ tốt của bọn họ. Dù sao, không phải ai đều có thể thưởng thức được loại trình độ này nhục nhã. Lý Thiên Mệnh sau cùng một cước kia, Tinh Khuyết đời này khó quên. Hắn theo xuất sinh bắt đầu, thì đã định trước không ai dám dẫm trên đầu hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thì làm như vậy. Có lẽ giờ phút này, thế giới của bọn hắn đều đổ sụp, bọn họ tôn nghiêm mất hết. Nhưng là, chỉ ít bọn họ không chết, không phải sao. Đổi lại một người khác, bọn họ lên sát tâm, chưa hẳn mới có thể sống sót. Cường đại ý nghĩa, ngay ở chỗ này, tất cả không phục, không cam lòng, có thể dựa vào nắm đấm của mình, để bọn hắn chịu phục, để cho mình cam tâm. Đi ra Hứa Xa, Lý Thiên Mệnh đối cái này con đường tu hành, có sâu vô cùng cảm ngộ. Cho nên, đây chính là một cường giả thế giới. Hắn nhìn lên Thương Thiên. Huỳnh Hỏa, về sau, chúng ta cứ như vậy đi xuống. Bất kể là ai, khi nhục chúng ta, giết hắn cái long trời lỡ đất. Chút lòng thành, an bài. Tiểu Hoàng Gà tại trên bả vai hắn, một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ. Còn có ta đây, Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, ta hung tàn như vậy, người có thể hay không thích ta đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao nha đầu này quá tinh khiết, luôn cảm thấy, không cần phải ở trước mặt nàng huyết tinh. Không có nha, vừa mới ra tay và miệng, hả hê lòng người, vô cùng đẹp trai. Khương Phi Linh sùng bái nói. Không nghĩ tới, Linh Nhi lại là tàn nhẫn như vậy nữ nhân, xong, hình tượng tan vỡ. Tiểu Hoàng Gà đáng tiếc nói. Ta mới không quan tâm, ta tại Huỳnh Hỏa tâm lý hình tượng đây. Chỉ cần ca ca, cảm thấy Linh Nhi đáng yêu liền tốt. Khương Phi Linh nói. Thao, các ngươi hai cái đổ bỏ đi, kê ra ta muốn cách nhà trốn đi. Tiểu Hoàng Gà lửa giận ngút trời. Khắc a, ngươi không thể đi, không có ngươi, ta cùng Linh Nhi hội thương tâm gần chết. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vì cái gì? Tiểu Hoàng Gà không nghĩ tới chính mình trọng yếu như vậy, liền vội hỏi. Bởi vì... Gà! Ngươi quá đẹp! Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 11. Lần trước đánh tan Tinh Khuyết, Thần Hạo về sau, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ gặp những người khác. Hung thú ngược lại là gặp không ít. Nhưng không có ý nghĩa chiến đấu, Lý Thiên Mệnh cơ bản không tham dự. Dù sao Ý Lam vực nơi này, băng thủy hệ hung thú tương đối nhiều. Bọn chúng giác tỉnh thần thông, nhất định không thích hợp vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng. Tại không biết Trầm Uyên đấu thú quy tắc tình huống dưới, Lý Thiên Mệnh có hai đại mục tiêu. Đệ nhất, tìm kiếm thú hồn, thần nguyên. Cái này dựa vào Khương Phi Linh, cũng dựa vào vận khí. Vừa mới tiến đến tìm đến hoàng cấp thần nguyên. Nhưng là tiếp đó, thần nguyên có đụng phải, nhưng cơ bản đều là phổ thông mức độ. Tiểu Hoàng Gà luyện hóa về sau, cảm giác không có gì hiệu dụng. Phổ thông thần nguyên cùng hoàng cấp thần nguyên giá trị, xác thực chênh lệch quá lớn.
Thứ hai, tìm kiếm Khương Thanh Loan. Một ngày không tìm tới nàng, Lý Thiên Mệnh không thể an tâm, Khương Phi Linh càng thêm không thể an tâm. Nàng mỗi ngày đều tại nhắc tới Thanh Nhi. Khương Thanh Loan, là nàng theo vào đến nguyên nhân trọng yếu nhất. Các nàng không phải thân tỉ muội, thế nhưng là vài chục năm cảm tình, lại tựa hồ như so thân tỉ muội, đều muốn thâm trầm, thuần túy. Không có Khương Thanh Loan tranh cãi, Lý Thiên Mệnh đều phá lệ không thoải mái. Cho nên, với hắn mà nói, tìm kiếm Khương Thanh Loan tầm quan trọng, còn có trội hơn tìm kiếm Thần Nguyên. Trúc Long quốc 7 người, Thương Hải quốc 7 người, Chu Tước quốc 6 cái, cho đến nay, ta thì gặp Cơ Trường Viêm, Tinh Khuyết, Thần Hạo. Những người khác, đi nơi nào? Còn có nàng, Mộc Tình Tình. Trầm Uyên chiến trường là cơ hội tốt nhất, giả dụ gặp phải nàng, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối, lại so với đánh bại Tinh Khuyết, Thần Hạo thời điểm, càng thêm hung ác. Đây cũng là hắn Trầm Uyên đấu thú hành trình căn bản mục đích. Lâm Tiêu Đình đến quy nhất cảnh, một bước lên trời. Hắn bế quan kết thúc, Lý Thiên Mệnh liền sợ hắn sớm rời đi. Hắn ý thức đến, cơ hội không nhiều, thời gian không đợi người. Hắn tiếp tục hành tẩu, tìm kiếm, xuyên thẳng qua. Nhìn ra, thiên văn kết giới đường kính, đã thu nhỏ lại một nửa. Lý Thiên Mệnh lại một lần nhìn đến thiên văn kết giới, mà lại là tại Úy Lam vực vị trí trung tâm. Điều này nói rõ, thiên văn kết giới đã co vào rất nhiều. Một cái hình tròn phạm vi, đường kính thu nhỏ một nửa, cái kia toàn bộ chiến trường diện tích, thu nhỏ đến càng nhiều. Bọn họ này một đám 20 người, trên lý luận đã càng thêm tới gần, càng thêm dày đặc. Đương nhiên, Cơ Trường Viêm chết rồi, chỉ có 19 người. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cũng không thể xác định, chính mình có phải hay không Trầm Uyên chiến trường người thứ nhất giết nhân giả. Có lẽ, đã chết nhiều người hơn. Lần trước nhìn thấy Tinh Khuyết, Thần Hạo bọn họ, nên hỏi một chút, bọn họ có thấy hay không qua những người khác. Lý Thiên Mệnh nghĩ, có lẽ, tại Trầm Uyên đấu thú 20 ngày về sau, toàn bộ thiên văn kết giới, hội co vào đến phi thường nhỏ phạm vi. Như vậy, kết quả sau cùng, khả năng ngay tại cái này chừng 10 ngày, sẽ có rốt cuộc. Đến cùng quy tắc là cái gì? Đến cùng, người nào có thể thắng được, nắm giữ đi Thánh Thiên Phủ tư cách? Lý Thiên Mệnh cho rằng, không chỉ là mình tại suy nghĩ vấn đề này, những người khác, hẳn là cũng đang tự hỏi. Nhất là, Trầm Uyên đấu thú. Rốt cuộc muốn làm sao đấu? Đúng như Cơ Trường Viêm nói, giết sạch tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, đây là một cái cự đại khả năng, nhưng là, hắn khó có thể tiếp nhận. Khương Phi Linh càng khó tiếp nhận. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 13. Lười hóa, còn muốn kiên trì tới khi nào? Cộng sinh không gian bên trong, tiểu hoàng gà trước người có một cái trứng. Nó đem viên này trứng đá tới đá vào, tại toàn bộ cộng sinh không gian bên trong nhảy nhót. Nhìn kỹ, viên này thái cổ hỗn độn cự thú trên vỏ trứng đã có ba đạo vết nứt. Cái này ba đạo vết nứt phía trên, tựa hồ có, màu đen lôi đình, ở trong đó lấp lóe. Thật sự là lười a, người một ra sức, không liền rách sao. Muốn không ca lại giúp ngươi một chút. Tiểu hoàng gà tính cách vội vàng sao động, lúc trước ấp trứng, nó có thể so sánh Lý Thiên Mệnh cũng còn muốn gấp. Kết quả cùng nó đồng thời có động tĩnh ra hỏa, hiện tại cũng đi qua 2 tháng, lại còn tại kiên trì. Mỗi ngày phá trứng quá trình, tam tâm nhị ý. Lý Thiên Mệnh đem viên này trứng, theo cộng sinh không gian bên trong lấy ra. Ong ong ong. Làm viên này trứng xuất hiện thời điểm, trên trời cái kia lít nha lít nhít tia chớp bắt đầu chấn động. Lôi đình điên cuồng gào thét, sấm sét vang dội, vô số tia chớp hướng về cái phương hướng này hội tụ. Sét đánh ba ba. Vỏ trứng này vết nứt bên trong, cũng có tia chớp màu đen bắt đầu lập lòe. Xem ra, rốt cục muốn ấp trứng, nhưng là Lý Thiên Mệnh không có chút nào kích động. Ngay tại tràng diện cơ hồ sôi trào, vô số tia chớp màu đen tụ đến thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hết thảy đình chỉ. Vỏ trứng phía trên tia chớp màu đen biến mất, trên trời lôi đình tán đi. Như thế nào, tiểu hoàng gà chạy ra đến hỏi. Lại ngủ thiếp đi, Lý Thiên Mệnh nói. Lần thứ ba, mỗi một lần đều là như vậy, hắn đều nhanh cho cái này lười hóa quỳ. Làm nền nhiều như vậy, mỗi lần động tĩnh to lớn, kết quả đang muốn kích động thời điểm, con hàng này ngao ô một tiếng, tiếp tục nằm ngáy o o. Đều là thái cổ hỗn độn cự thú, vì cái gì cái này lão nhị, lười thành dạng này. Gia hỏa này cũng là lười, ép, lão tử đâm bạo nó vỏ trứng, đem nó lôi ra tới.
Tiểu hoàng gà uy hiếp nói. Vẫn là khác đi, tránh khỏi đứa nhỏ này vừa ra đời, liền muốn rời nhà trốn đi. Lý Thiên Mệnh dự định thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn cảm thấy, thái cổ hỗn độn cự thú khẳng định có địa phương khác nhau. Nhưng mà, hắn quả thật rất muốn kiến thức, vỏ trứng này lên đều có lôi đình, hơn nữa còn có thể dẫn động thiên đình biến hóa ra hỏa, lại là nhân vật gì. Mà lại, một khi nó xuất sinh, bắt đầu cùng mình tu luyện, vậy mình sau đó cũng là song sinh ngự thú sư. Chẳng những có vĩnh hằng địa ngục lực lượng, chỉ sợ cũng phải có loại này màu đen sức mạnh sấm sét. Hắn có thể cảm nhận được, vỏ trứng này phía trên lôi đình không đơn giản. Loại lực lượng kia, tự nhiên cùng luyện ngục chi nguyên không sai biệt lắm. Gia hỏa này, là một con mãnh hổ, tương đương hung tàn. Tiểu hoàng gà nói, mãnh hổ, so tinh khuyết kim tinh cự giác hổ, xem ra còn muốn uy mãnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, so với nó uy mãnh gấp một vạn lần, toàn thân lôi đình quấn quanh, chính là lôi đình chí tôn, có hủy thiên diệt địa năng lực. Tiểu hoàng gà nghiêm túc nói, làm sao ngươi biết, ta thông qua khe hở nhìn đến, tuyệt đối vô cùng hung tàn, bá khí mười phần, là loại kia khiến người ta nhìn, thì nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tiểu hoàng gà nói, xem ra, ta rốt cục muốn rửa sạch nhục nhã, huỳnh hỏa, nhìn xem ngươi cái này một bộ xuẩn manh ngốc dạng, vì cái gì ngươi là lão đại, không có chút nào uy phong. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói, mỗi lần xuất ra cộng sinh thú, tiểu hoàng gà đều muốn bị chế giễu một trận, xấu hổ a. Ta làm sao biết, thượng thiên không công bằng chứ sao? Tiểu hoàng gà bĩu môi, một mặt cười xấu xa. Lôi đình, Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Tiêu Đình lực lượng, liền là đến từ lôi đình chi lực. Hắn hai đầu cộng sinh thú, đều là hung mãnh lôi đình chi thú. Hy vọng, lão nhị có thể mau chóng ấp trứng, đến lúc đó, để Lâm Tiêu Đình nhìn xem, là hắn lôi đình lợi hại, hay là của ta lôi đình khủng bố. Tiểu hoàng gà đã chứng minh. Hắn là trên đời này đáng sợ nhất hỏa diễm thần điều. Hắn tin tưởng, cái này lão nhị, một đầu uy mãnh mãnh hổ, bá khí bế nghế, khẳng định cũng là lôi đình bên trong chí tôn. Nó đã ngủ thiếp đi, Lý Thiên Mệnh liền để nó trở về cộng sinh không gian bên trong ngủ. Mà hắn tiếp tục tìm kiếm. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 14. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước. Có chiến đấu dấu vết. Hắn nhìn đến bên cạnh hồ một bên rừng sâu bị to lớn phá hư, rất nhiều đều bị lửa đốt rụi. Mà lại, bên cạnh hồ nước bên trong nước, có chí ít 1/3 bay ra hồ nước, khắp nơi đều là ướt nhẹp vệt nước. Chí ít tạo thành mấy trăm cái hồ nước. Dưới chân, thậm chí còn có vô số tôm cá thi thể. Theo thi thể đến xem, nơi này chiến đấu, cần phải phát sinh ở một trước đó 2 ngày. Có thể nói, một mảnh lộn xộn. Chiến đấu tạo thành phá hư lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ cộng sinh thú rất lớn, vận dụng hồ nước chi thủy, hẳn là băng thủy hệ cộng sinh thú. Có không ít cây bị đốt rụi, nói rõ cũng có hệ hỏa cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh tại bên trong chiến trường hành tẩu. Đúng vào lúc này, hắn trong mắt hơi híp, thấy được mặt đất một vật. Trong lòng của hắn, nhất thời có tướng làm dự cảm không tốt. Đây là cái gì? Khương Phi Linh có chút khẩn trương hỏi. Lý Thiên Mệnh nhặt lên vật kia, vứt bỏ phía trên cho bụi. Nghiêm chỉnh có thể thấy được, đây là một mảnh thanh sắc lông vũ, có bàn tay lớn như vậy. Đây là, thanh hỏa, lông vũ. Khương Phi Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, thanh âm hơi có chút run rẩy. Thanh hỏa, chính là Khương Thanh Loan cấp 7 cộng sinh thú, thanh hỏa chu tước. Khương Phi Linh cũng cùng cái này thanh hỏa chu tước cùng nhau lớn lên, nàng đương nhiên quen tất, khẳng định không sai được. Thanh Nhi đâu? Nàng thế nào? Người trước chớ khẩn trương, rớt xuống lông vũ, không nhất định có việc, mà lại nơi này cũng không có thi thể, càng không có còn lại vết máu. Lý Thiên Mệnh coi như bình tĩnh, khắp nơi nhìn một chút. Chỉ có thể nói, nàng ở chỗ này cùng người khác chiến đấu, nhưng là, có thể là 2 ngày trước, cho nên, không nhất định tại phụ cận. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng phải tìm. Mau tìm đến nàng, ca ca, Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh khẳng định cũng muốn, chỉ là mênh mông Trầm Uyên chiến trường, làm sao tìm được. Hắn nhìn một chút chung quanh. Cách đó không xa có một cái cự đại hồ nước, cái này hồ nước hình dáng có chút kỳ quái, là một cái hình sợi dài. Đây là cộng sinh thú nện ở chỗ này hình thành, đây không phải thanh hỏa chu tước, là một đầu băng thủy hệ cộng sinh thú. Cũng có thể là hung thú. Nhưng, nơi này không có hung thú thi thể, cho nên cộng sinh thú khả năng so sánh lớn. Lý Thiên Mệnh muốn nhìn nhiều một chút,
tìm một chút manh mối. Thanh Nhi là tại cùng người nào chiến đấu? Có thể là Thương Hải Quốc băng thủy hệ ngự thú sư rất nhiều. Giữa song phương, hẳn không có sinh tử cừu hận, Lý Thiên Mệnh nói. Thương Hải Quốc, trước mặc kệ, ta nhìn xung quanh. Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, hắn muốn bay cao một chút, nhìn xem chung quanh còn có hay không dấu vết khác. Làm hắn bay lên trời thời điểm, chợt thấy vừa mới cái kia hồ nước hình dáng. Đây là cự thú nện ở phía trên hình thành. Hồ nước hình dáng, cũng là cộng sinh thú hình dáng. Ta không để ý đến một người, nàng cũng là băng thủy hệ ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh thanh âm, bỗng nhiên lạnh rất nhiều, thậm chí, hắn toàn thân đều bốc lên hơi lạnh. Người nào? Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Ta nghe nói, nàng cộng sinh thú Thâm Hải, tại Lâm Tiêu Đình trợ giúp dưới, theo cấp 5 tiến hóa đến cấp 7, trở thành Nộ Hải Long Kình. Cái này hồ nước hình dáng, là Nộ Hải Long Kình hình dáng. Nàng cộng sinh thú, chỉ tại Chu Tước Quốc Thiên Phủ, là hình thể lớn nhất cộng sinh thú. Nộ Hải Long Kình, thủy chi bá chủ, phi thường to lớn. Mộc Tình Tình tuy nhiên đến từ Thần Phong Thành. Thần Phong Thành lấy bạo phong hệ ngự thú sư tương đối nhiều, nhưng nàng là băng thủy hệ. Cho nên nói, trận chiến đấu này, rất có thể là Thanh Nhi cùng Mộc Tình Tình. Khương Phi Linh một chút đã thả lỏng một chút. Dù sao, Mộc Tình Tình miễn cưỡng trở thành thiên bảng thất tử, nàng cần phải so Khương Thanh Loan muốn kém một chút. Tìm các nàng đi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn dự cảm đến, báo thù thời khắc, đến. Truy. Diễm Đô phía Bắc. Là Chu Tước Quốc chứ danh, Thiên Hồ Chi Địa. Thiên Hồ Chi Địa, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, hồ nước thanh tịnh, chính là Diễm Đô có tên du ngoạn thánh địa. Thiên Hồ Chi Địa, có mấy ngàn hồ nước. Trong đó một mặt hồ nước nhất là nổi tiếng, kỳ danh là Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ bao la như hải, lấy bên trong có hơn vạn đảo nhỏ mà nổi danh. Những cái kia trên đảo nhỏ, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Tại Vạn Đảo Hồ, du ngoạn người. Cũng không phải là tất cả mọi người biết, tại cái kia tĩnh mịch, âm trầm Trầm Uyên chiến trường, kỳ thật cũng có một cái, Vạn Đảo Hồ. Trầm Uyên chiến trường Vạn Đảo Hồ, đồng dạng bao la như hải. Chỉ là, nơi này đảo, là màu đen đảo, ở trên đảo không có một ngọn cỏ. Nơi này nước, là màu đen vết bẩn chi thủy, hôi thối ngút trời. Hình thù kỳ quái tôm cá, tại trong hồ nước tiềm hành. Hồ trên nước, thậm chí bao phủ nồng đậm màu đen hơi nước. Cho dù là ngự thú sư đi tới nơi này, cũng rất khó coi đến nơi xa. Nghe nói, cái này Vạn Đảo Hồ phía dưới, ẩn giấu rất nhiều dữ tợn hung thú. Bọn họ ẩn núp trong đó, chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Dựa theo đạo lý tới nói, Vạn Đảo Hồ chỗ như vậy, chính là ngự thú sư kính nhi viễn chi địa phương. Bất quá, ngay tại hôm nay, lại có một cái trắng noãn không tì vết áo trắng thiếu nữ, ở trên mặt hồ phiêu đãng mà qua. Áo trắng thiếu nữ hình dạng cực đẹp, cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa như là một đóa liên hoa. Liên hoa sinh tại trong vũng bùn, Trầm Uyên chiến trường Vạn Đảo Hồ, xem ra tựa như là vũng bùn, mà thiếu nữ mặc áo trắng kia, váy dài tung bay, hồ nước vết bẩn hoàn toàn không được cận thân. Cho nên, lại rất có ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu cảm giác. Nếu nói duy nhất trên ngọc có vết xước, chính là thiếu nữ mặc áo trắng này sắc mặt, xem ra có chút tái nhợt. Liền cái kia môi đỏ, đều đã mất đi một số sắc thái. Muốn đến, trong cơ thể nàng huyết dịch, tựa hồ có chút không đủ. Mà quỷ dị chính là, mi tâm của nàng vị trí, giờ phút này tựa hồ có một cái tử sắc ấn ký. Cái kia ấn ký quỷ dị, hơi hơi vặn vẹo, mê loạn một cách yêu dị, xem ra tựa như là có vô số nhỏ xíu xúc tu, cắm vào thiếu nữ huyết nhục da thịt bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng cùng máu tươi. Chỉ là... Áo trắng thiếu nữ cũng không quan tâm cái này tử sắc ấn ký. Nàng mắt thấy phía trước, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nàng đứng trên mặt hồ lên, vậy mà có thể không ngừng tiến lên, xem ra có chút quỷ dị. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ, liền biết nàng căn bản không phải đứng trên mặt hồ xuống. Tại dưới chân của nàng, có một đầu cự thú. Cái kia cự thú ngay tại Vạn Đảo Hồ bên trong tới lui, mang theo áo trắng thiếu nữ, không ngừng vòng qua các loại hòn đảo. Hướng về Vạn Đảo Hồ chỗ sâu mà đi. Mơ hồ có thể thấy được, cái kia trong nước tới lui cự thú, vậy mà phảng phất có thần long giống như lân giáp. Loại này úy lớp vảy màu xanh lam, cho dù là tại hắc thủy bên trong, đều có ánh sáng sáng tỏ trạch.
Đọc qua Chu Tước Quốc Cộng Sinh Thú Bách Khoa Toàn Thư thứ 3,862 trang. Liên biết, cái này một đầu cự thú vì, băng thủy hệ loài cá cộng sinh thú, là một loại hạ phẩm cấp 7 vương thú, tên là Nộ Hải Long Kình. Hải dương mới là Nộ Hải Long Kình thiên địa, vạn đảo hồ mặc dù lớn, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ Nộ Hải Long Kình tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, đây chỉ là ấu niên Nộ Hải Long Kình, nó muốn phá vỡ vạn đảo hồ, chỉ sợ còn muốn trưởng thành 20 năm. Lam Tinh, tìm tới nó sao? Áo trắng thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, ôn hòa nhìn lấy dưới chân cự thú. Tìm được, 30 hơi thở về sau, nó thì sẽ phát hiện chúng ta. Nộ Hải Long Kình lấy tâm linh câu thông, cùng nó ngự thú sư giao lưu. Theo cấp 5 cộng sinh thú thâm hải, tiến hóa đến cấp 7 vương thú, nhưng áo trắng thiếu nữ cũng không có sửa lại tên của nó. Dù sao, đã xưng hô tiếp cận 20 năm. Nàng đại khái đã quên, Lam Tinh, Kim Vũ, đã từng nhận biết qua, trêu đùa qua. Các nàng, cũng thay đổi. Tốt, ta để chúng nó cùng lên đến. Áo trắng thiếu nữ nhẹ gật đầu. Tại mi tâm cái kia tử sắc ấn ký làm nổi bật dưới, sắc mặt của nàng tựa hồ càng trắng hơn. Khi nàng sau khi nói xong, sau lưng vùng nước rất nhanh truyền đến động tĩnh. Đại khái 10 hơi về sau, lại có hai đầu chiều cao vượt qua 7-8 mét thú loại, theo trong hồ nước ló đầu ra đến. Bên trái một đầu, chính là một đầu giao long. Cái kia giao long có vảy màu tím, miệng to lớn, hàm răng sắc bén, còn có tráng kiện bốn chân cùng mọc đầy gai ngược cái đuôi. Bên trái một đầu, thì là một cái cự quy. Cái kia cự quy có ám kim sắc mai rùa lên mọc đầy lít nha lít nhít gai nhọn, tựa như là một tòa thương sơn. Mà lại, móng của nó cùng hàm răng, cũng đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Nói thật, loại này tướng mạo cùng Nộ Hải Long Kình có rõ ràng khác nhau, không giống như là cộng sinh thú. Nhất là, cặp mắt của bọn nó, đều hung tàn, huyết hồng, dữ tợn, không có không trí tuệ có thể nói, đây rõ ràng là hung thú biểu tượng. Hai con hung thú, đi theo tại Nộ Hải Long Kình cùng áo trắng thiếu nữ sau lưng. Bọn họ vậy mà không công kích, hơn nữa còn có một loại thuận theo, nghe theo chỉ huy ý tứ, đây là vì cái gì? Chỉ sợ, không có người biết đáp án. Hai con thú dữ này, chính là vạn đảo hồ thổ dân, chiếm cứ một phương vùng nước, chính là trong thủy vực bá chủ. Theo thứ tự là, Tử Lân Giao Long, Kim Giáp Thứ Quy. Bọn họ đều là cấp 4 hung thú, bàn về sức chiến đấu. Nếu như là tại trong thủy vực, lực chiến đấu của bọn nó so Bích Lân Hỏa Ưng còn mạnh hơn. Bọn họ vì cái gì tùy tùng áo trắng thiếu nữ cùng Nộ Hải Long Kình? Rất rõ ràng, có thể nhìn đến đầu của bọn nó lên, đồng dạng có một cái tử sắc ấn ký. Cái kia tử sắc ấn ký đồng dạng quỷ dị, yêu dị, hút lấy hai con hung thú máu tươi, để chúng nó càng ngày càng hung tàn. Nếu như ta có thể thi triển cái này, tử huyết hồn ấn, liền tốt, máu của ta, còn nhiều, rất nhiều. Nộ Hải Long Kình nhìn lấy áo trắng thiếu nữ, có chút tiếc hận. Không có việc gì, cộng sinh thú, không tu luyện được đặc thù công pháp, huống chi là cấm kỵ công pháp. Áo trắng thiếu nữ mục quang lãnh lệ nhìn về phía trước. Đây là đời ta, trọng yếu nhất một cái cơ hội. Muốn đi Thánh Thiên Phủ, cùng hắn song túc song tê, vẫn là vĩnh viễn mất đi hắn, lưu tại Lôi Tôn Phủ, làm một cái lúng túng oán phụ, liền nhìn lần này. Ta biết. Cho nên, sinh tử. Có sợ gì đâu. Áo trắng thiếu nữ, mỉm cười, dường như hết thảy, đều không đáng nhắc đến. Nàng quay đầu nhìn Tử Lân Giao Long cùng Kim Giáp Thứ Quy liếc một chút. Hết thảy ba đầu cự thú tại nàng trưởng khống phía dưới, dù là nàng xem ra lại thảm, nàng cũng càng cường. Lên, nàng phân phó. Ông, đúng vào lúc này, an tĩnh vạn đảo hồ, đột nhiên truyền đến hung thú chém giết động tĩnh. Nộ Hải Long Kình, Tử Lân Giao Long cùng Kim Giáp Thứ Quy. Phân biệt theo ba phương hướng, hướng về một cái phương vị vây quanh. Màu xanh lam, tử sắc, kim sắc, ba loại màu sắc cự thú, đột nhiên xông vào hồ nước chỗ sâu. Ầm ầm. Thì tại tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hồ nước chỗ sâu, truyền đến to lớn chiến đấu động tĩnh. Mơ hồ có thể nhìn đến, tại đáy hồ nước bùn chỗ sâu, đột nhiên vươn vô số xúc tu. Những cái kia xúc tu, mỗi một cây đều có to bằng bắp đùi, đều có dài hơn 10 thước. Khoảng chừng trên 100 con. Mỗi một cái xúc tu, phía trên đều dài hơn đầy gai nhọn, thoạt nhìn như là lang nha bổng. Mà lại, cái kia gai nhọn mũi nhọn, cơ hồ còn có màu xanh biếc độc dịch. Phanh phanh phanh. Nộ Hải Long Kình các loại ba đầu cự thú, phân biệt thi triển linh nguyên thần thông cùng giác tỉnh thần thông, ba cái vây công cái kia xúc tu quái.
Cái kia Tử Lân Giao Long vẫy đuôi một cái, rốt cục đem cái kia xúc tu quái cho quất bay ra. Nguyên lai, đây là một cái cùng loại, nhím biển, hung thú. Hắn bản thể là một cái hình cầu, trên đó dài ra trên trăm lang nha bổng một dạng xúc tu, không nhìn thấy ánh mắt cái mũi miệng. Loại hung thú này, chính là cấp 5 hung thú. Cái tên, gọi là, Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma, đã từng chính là vạn đảo hồ mạnh nhất hung thú, xưng bá vạn đảo hồ. Tử Lân Giao Long cùng Kim Giáp Thứ Quy, đều chỉ có thể ở nó uy thế phía dưới, run lẩy bẩy. Cấp 5 hung thú, cái kia phải là quy nhất cảnh cường giả mới có thể đối phó. Nếu như là thành niên Bách Thủ Hắc Ma, Nộ Hải Long Kình, Tử Lân Giao Long tăng thêm Kim Giáp Thứ Quy vây công, cái kia cũng không là đối thủ. Bất quá, đầu này Bách Thủ Hắc Ma, cũng không phải là trưởng thành, nó coi như tuổi nhỏ, hiện tại chiến đấu lực, nhiều lắm là cùng cấp 4 hung thú không sai biệt lắm. Mẹ của nó, kỳ thật đã chết già rồi, cho nên đã từng xưng bá vạn đảo hồ, cũng không phải nó. Hiện tại, nó tứ cố vô thân, đối mặt tam đại cự thú vây công, ước chừng chỉ tương đương với thiếu niên nó, căn bản ngăn không được. Mà lại, còn có một cái ngự thú sư không có động thủ đây. Thiếu nữ mặc áo trắng kia, đứng tại một hòn đảo nhỏ lên, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cuộc chiến đấu này. Rầm rầm rầm. Tại ba đầu cự thú vây công phía dưới, vị thành niên Bách Thủ Hắc Ma, chỉ có thể tan tác, trên thân vết thương chồng chất. Nó hấp hối đổ vào trong hồ nước, vết thương chồng chất, tuy nhiên thân thể nó tự lành tốc độ rất nhanh, nhưng, bên người ba đầu cự thú cũng không có buông tha ý tứ của nó. Cái này khiến Bách Thủ Hắc Ma run rẩy. Nó trí tuệ không cao, không nghĩ ra tại sao mình lại bị vây công, nhưng là chí mạng hoảng sợ, nó lại có thể cảm nhận được. Đúng vào lúc này, thiếu nữ mặc áo trắng kia, đạp trên sóng nước, chạy như bay ở tại trước mắt, đứng ở Nộ Hải Long Kình trên đỉnh đầu. Không biết vì sao, Bách Thủ Hắc Ma thấy thiếu nữ chỗ mi tâm tử sắc ấn ký, lại có run rẩy cảm giác. Nó đương nhiên có thể nhìn đến, Tử Lân Giao Long cùng Kim Giáp Thứ Quy trên thân, có đồng dạng tử sắc ấn ký. Thần phục, hoặc là tử vong. Áo trắng thiếu nữ lạnh lùng nói một tiếng. Nàng tựa hồ tại vận chuyển công pháp. Bỗng nhiên, chỉ thấy nàng xuất ra một cây tiểu đao, tại cẩn thận trắng nõn trên cổ tay, cắt một đao. Trong một chớp mắt, máu tươi bắt đầu chảy ra. Nàng xem ra, giống như là một cỗ thi thể. Nàng đến cùng, muốn đối với Bách Thủ Hắc Ma, làm cái gì? Cái kia máu tươi cũng không có rớt xuống hồ nước, mà là tại áo trắng thiếu nữ trước mắt ngưng tụ. Quỷ dị như vậy hình ảnh, gọi người run lẩy bẩy. Theo huyết dịch chảy ra, thiếu nữ sắc mặt càng thêm trắng bệch, thậm chí cả người đều đang run rẩy, đều tại thở dốc. Miệng nàng môi nhan sắc, càng ngày càng mỏng, thân thể của nàng, xem ra càng thêm gầy yếu. Mà cổ tay nàng bên trong chảy ra huyết, lúc này thời điểm ngưng tụ ở trước mắt, nhiều như vậy máu tươi, chỉ ít có nặng một cân. Đây cũng là áo trắng thiếu nữ sắc mặt, biến đến càng thêm trắng bệch nguyên nhân. Tử huyết hồn ấn, ngưng tụ. Dù cho sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt thiếu nữ lại có nụ cười, cái này khiến nụ cười này xem ra, có vẻ hơi dữ tợn. Tại nàng trưởng khống phía dưới, nàng đổ máu máu tươi, dần dần ngưng tụ ra một cái tử sắc ấn ký. Cái kia ấn ký tựa như là độc xà, trên không trung vặn vẹo. Hô! Bỗng nhiên ở giữa, ấn ký chui vào Bách Thủ Hắc Ma đầu, cơ hồ khắc ở bên trên. Ngao ô! Bách Thủ Hắc Ma tuy nhiên không biết miệng ở nơi nào, nhưng nó giờ phút này, lại đang lăn lộn, kêu thảm. Vạn đảo hồ tại cái này Bách Thủ Hắc Ma trong tiếng kêu thảm, nhấc lên từng trận sóng lớn. Sốt cục, đại khái tại nửa khắc đồng hồ về sau, Bách Thủ Hắc Ma bất động. Nó biến đến cùng Tử Lân Giao Long bọn họ một dạng, đờ đẫn thần phục tại áo trắng thiếu nữ trước mắt. Nhưng là, áo trắng thiếu nữ sắc mặt càng trắng bệch hơn, trạng thái càng kém. Muốn không, hiện tại thì đình chỉ, ta, tăng thêm cái này ba con hung thú, có thể để ngươi tại cái này trầm uyên chiến trường, đánh đâu thắng đó. Nộ Hải Long Kình quan tâm nói. Còn chưa đủ, ta muốn không phải đánh đâu thắng đó, ta muốn là, giết sạch hết thảy. Áo trắng thiếu nữ trên thân không có huyết sắc, nhưng là trong mắt, lại phủ đầy tia máu. Trầm Uyên đấu thú quy tắc, cũng là giết sạch tất cả mọi người. Cái gì gọi là đấu thú, cũng là thượng đẳng nhân chơi trò chơi, chỉ có một cái thú, mới có thể sống sót, còn lại đều phải chết. Sinh, thì tiền đồ vô lượng, chết, thì tan thành mây khói. Ngươi nói, cấm kỵ công pháp tính là gì, tử vong nguy hiểm, lại tính là cái gì. Ta đã đi tới nơi này.
chính là muốn để trong này, long trời lỡ đất. Không có ai biết, nàng có như thế nào quyết tâm. Không có ai biết, vì trèo lên trên, nàng có bao nhiêu cứng cỏi. Lam Tinh, đời này, ai cũng ngăn cản không được con đường của ta, dù là sau này Lâm Tiêu Đình, đều không được. Theo xuất sinh bắt đầu, ta thì thụ đủ rồi, chỉ có cường giả, mới có tư cách phối nắm giữ tôn nghiêm. Một ngày nào đó, tất cả mọi người, đều muốn ngưỡng mộ ta. Người nào cản đường của ta, người nào, đều phải chết. Nàng thật sâu hít một hơi, ánh mắt đỏ như máu, nhìn lấy cái này một vùng tăm tối thiên địa. Kỳ thật, Viêm Hoàng Đại Lục, cùng Trầm Uyên chiến trường, cũng không có khác nhau. Tình tình, Nộ Hải Long Kình ngắm nhìn nàng. Bất kể như thế nào, ta dùng vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, ngươi nói không sai, chúng ta, không có đường lui. Tiếp tục lên đường đi, ta chỉ ít, còn cần hai con hung thú. Ngươi chịu đựng được sao? Yên tâm, ta không chết được. Trong khoảng thời gian này, bách thủ hắc ma đã hoàn toàn thuần phục. Không đến 10 ngày, tử huyết hồn ấn liền sẽ tiêu tán, nhưng, theo trời văn kết giới co vào đến xem, thời gian 10 ngày đầy đủ. Có lẽ, lần này ta sẽ bị cái này cấm kỵ công pháp trọng thương, sinh tử một đường, nhưng là, chỉ cần ta được đến danh sách kia, ta liền có thể một bước lên trời. Ta có thể được đến cái này nghịch thiên cấm kỵ công pháp, chính là vận mệnh của ta, người nào cũng không sánh bằng. Nàng nhìn về phía nơi xa. Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc ta tìm không thấy ngươi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định tại giống như nổi điên tìm ta. Cho nên, ta rất chờ mong, chờ chúng ta chạm mặt ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi lớn nhất một kinh hỉ. Đến lúc đó, thật tốt hưởng thụ đi. Đáng tiếc, ngươi còn tưởng rằng, đã ăn chắc ta. Áo trắng thiếu nữ mang theo 4 đầu cự thú, lại xuất hiện, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chỉ là vừa đi không bao lâu đâu. Nàng thì dừng bước. Bởi vì vạn đảo hồ phía trước, xuất hiện hai người. Một nam một nữ. Nữ tử kia người mặc màu xanh lam quần áo, đôi mắt cũng lộ ra màu xanh lam, hắn dung mạo xinh đẹp mà xinh đẹp, da thịt có nước một dạng lộng lẫy. Thấy thế nào, đều là cái đỉnh phong mỹ nhân. So với hiện tại toàn thân trắng bệch áo trắng thiếu nữ, nàng xem ra tựa hồ khỏe mạnh hơn, càng có mị lực một số. Mà nam tử kia, thì người mặc trường bào màu xanh. Dáng người thẳng, như là một gốc thanh tùng. Người này mày kiếm mắt sáng, có một loại hào khí vượt mây khí khái, hắn thủ hộ tại nữ tử bên người, 10 phần vừa vặn. Hai người xem ra, thanh mai trúc mã, 10 phần xứng. Cặp mắt của bọn hắn một chút liền thấy áo trắng thiếu nữ mi tâm bên trên tử sắc ấn ký. Tử huyết hồn ấn, người điên rồi đi, mệnh cũng không cần. Màu xanh lam thiếu nữ 10 phần chấn kinh. Liền loại này tự tổn cấm kỵ công pháp. Đều lấy ra sử dụng, vì đạt tới mục đích, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn, ngươi là ai, xưng tên ra. Thanh y nam tử sắc mặt không tốt nói. Bọn họ đều nghe nói qua tử huyết hồn ấn, cũng biết tử huyết hồn ấn đáng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, lại có người tại Trầm Uyên đấu thú thời điểm thi triển. Chí ít tại Thương Hải Quốc, văn bản rõ ràng cấm đoán cấm kỵ công pháp, tử huyết hồn ấn liệt ra tại trước ba, tuyệt đối cấm đoán sử dụng. Hỏi người khác tính danh trước đó. Có phải hay không, muốn tự giới thiệu đâu? Áo trắng thiếu nữ lãnh đạm nở nụ cười. Nàng xem ra tuy nhiên yếu ớt, nhưng là phía sau nàng, Nộ Hải Long Kình tăng thêm 3 con hung thú, dữ tợn khủng bố. Bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Thương Hải Quốc Phúc Hải Nguyên Soái chi tử, Lý Thanh Thành. Đến mức cái này một vị, chính là Thương Hải Quốc Thất Công Chúa Điện Hạ Cô Tô Vũ. Người đến cùng là người phương nào? Vậy mà làm trái quy tắc sử dụng như thế phát rồ cấm kỵ công pháp, ta muốn hướng Thánh Thiên Phủ tiền bối tố cáo ngươi. Thanh y nam tử, Lý Thanh Thành, quát lớn. Sử dụng cấm kỵ công pháp, còn muốn thủ thắng, ý nghĩ hão huyền đi, cái này tử huyết hồn ấn, cái thứ nhất hủy đi, liền là chính ngươi. Thất công chúa Cô Tô Vũ khinh bỉ nói. Bọn họ nghĩa chính ngôn từ, vốn cho rằng áo trắng thiếu nữ hội hoảng sợ. Nhưng là, nàng không có. Nàng nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một chút chính mình thái dương tóc dài, sau đó che miệng, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là công chúa, hắn họ Lý, các ngươi yêu nhau, đúng không? Áo trắng thiếu nữ hỏi. Phải thì như thế nào? Lý Thanh Thành cất cao giọng nói. Ta, chuyên giết công chúa, ta, còn chuyên giết họ Lý người. Áo trắng thiếu nữ nở nụ cười. Quả thực có bệnh, Cô Tô Vũ khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc. Công chúa! Người này giữ lấy tuyệt đối là phiền phức, chúng ta cầm xuống nàng tuy nhiên có hung thú,
nhưng hung thú không có có trí tuệ. Mà lại, bản thân nàng chiến đấu lực, đã đánh mất hầu như không còn. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cầm xuống người này, dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Thành nói. Đúng, mà lại nói không chừng, đánh bại loại này phá hư quy tắc người, Thánh Thiên Phủ còn có khen thưởng. Cô Tô Vũ cau mày nói. Bọn họ Thương Hải Quốc người, đồng dạng là băng thủy hệ ngự thú sư, cái này Vạn Đảo Hồ, cũng là bọn hắn chiến trường. Tuyệt đối đừng cho cái này phong tử, tiếp tục điên đi xuống. Đúng. Bọn họ làm ra quyết định, đã triệu hoán ra chính mình cộng sinh thú. Cái kia Lý Thanh Thành cộng sinh thú, lại là một cái to lớn ếch xanh. Trong ấn tượng, ếch xanh đều rất xấu xí, nhưng kỳ thật không phải vậy. Lý Thanh Thành cái này một đầu, Phúc Hải Thanh Thần Hoa, thân phía trên lưu quang giật thải, đường cong vô cùng sắc bén, thân phía trên bất kỳ một cái nào vị trí, đều phảng phất là châu báu chế tạo. Bao trùm Thanh Thần Hoa, đồng dạng là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Mà lại, cái này chính là hiếm thấy song hệ cộng sinh thú. Nó cầm giữ có kịch độc cùng nước đá hai loại thuộc tính, cho nên phân loại làm, nước đá kịch độc hệ sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại cộng sinh thú. Sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại, cũng là một loại đặc thù loại hình. Cái này một đầu bao trùm Thanh Thần Hoa, rơi vào Vạn Đảo Hồ phía trên, tựa như là một mảnh thanh sắc lưu ly, muốn nhiều lộng lẫy, thì có bao nhiêu lộng lẫy. Loại này cộng sinh thú cường đại nhất đặc điểm, liền là bất kể ở trong nước vẫn là trên lục địa, đều có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Không giống Nộ Hải Long Kình, ở trong nước là bá chủ, trên đất bằng thì sợ rất nhiều. Đương nhiên, hôm nay Phúc Hải Thanh Thần Hoa, tuyệt đối không phải tiêu điểm. Đó là bởi vì, thất công chúa Cô Tô Vũ cộng sinh thú xuất hiện. Thương Hải Quốc Vương tộc, danh xưng là Thánh Vương Thủy Mẫu tộc. Kỳ tộc hệ cộng sinh thú, tên là Thánh Vương Thủy Mẫu. Thánh Vương Thủy Mẫu, chính là Thủy Mẫu đỉnh phong huyết mạch. Thủy Mẫu, vốn là chính là đơn giản nhất sinh vật biển, căn bản không có gì lực công kích, nhưng là cái này Thánh Vương Thủy Mẫu lại không đơn giản. Cô Tô Vũ cộng sinh thú, tên là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, chính là băng thủy hệ nói ruột loại cộng sinh thú. Loại này cộng sinh thú, kỳ thật cũng tương đương hiếm thấy. Bây giờ có thể nhìn đến, một chỉ có được 7 loại màu sắc rực rỡ Thủy Mẫu. Tại Vạn Đảo Hồ bên trong xuất hiện. Vạn Đảo Hồ hồ nước rất bẩn hư, nhưng khi cái này Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu rơi vào thời điểm, chung quanh hồ nước rất nhanh biến đến trong suốt. Thanh tịnh trong hồ nước Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, sóng nước lấp loáng, 7 màu khoe khoang, càng thêm đẹp mắt. Quả thực, tựa như ảo mộng. Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, còn có tịnh hóa hệ, thuộc tính, cho nên cực kỳ toàn thuộc loại, hẳn là, nước đá tịnh hóa hệ nói ruột loại cộng sinh thú. Dạng này cộng sinh thú, xem ra tựa như là một loại mộng đẹp. Tương đối, bách thủ hắc ma, tử lân giao long, kim giáp thứ quy, đều thực sự quá xấu xí. Mà lại mấu chốt nhất là, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, được xếp vào trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú cấp bậc. Hả, nguyên lai là ngươi, ta nghe nói lần này Trầm Uyên đấu thú, duy nhất một đầu trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú, đến từ Thương Hải Quốc. Đối mặt dạng này cộng sinh thú, áo trắng thiếu nữ vẫn đang cười. Hiện tại, người sợ sao? Đã chậm, cô Tô Vũ cười lạnh nói. Đó cũng không phải đây. Bạch Y nữ tử ngẩng đầu, lấy ánh mắt tán thưởng, nhìn lấy cái kia Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu. Thật xinh đẹp cộng sinh thú. Cho nên, ta, muốn, áo trắng thiếu nữ cười nói. Kỳ thật, tử huyết hồn ấn bị như thế cấm đoán, nguyên nhân lớn nhất là, nó có thể đối cộng sinh thú sử dụng. Đương nhiên, là ngự thú sư tử vong về sau cộng sinh thú. Cái kia con cóc, ta cũng muốn. Áo trắng thiếu nữ nhẹ giọng nở nụ cười. Loại này tiếng cười, bỗng nhiên để hai vị này, dùng mình. Các ngươi chết trước, các loại tất cả mọi người chết sạch, Thánh Thiên Phủ danh ngạch, thì là của ta. Đúng, vẫn là không đúng đâu. Nàng tiếp tục che miệng cười khẽ. Thật sự là có bệnh, Lý Thanh Thành buồn nôn nói. Nàng hẳn không phải là Trúc Long Quốc người, Trúc Long Quốc, không có băng thủy hệ. Cái kia kình ngư mới là nàng cộng sinh thú, nói như vậy, ta biết thân phận của nàng. Chu Tước Quốc, Mộc Tình Tình. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 15. Không có tìm được Khương Thanh Loan. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 16. Vẫn là không có. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 17. Vẫn không có. Không có bất kỳ ai, đến cùng chạy đi đâu. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Đương nhiên, 20 người tiến lớn như vậy Úy Lam vực.
coi như thiên văn kết giới còn đang thu nhỏ lại, có thể đụng phải tỷ lệ, kỳ thật cũng không cao. Mấu chốt là tìm không thấy Khương Thanh Loan, tâm lý không có cách nào buông lỏng. Ngoại trừ lần trước nhìn đến cái kia màu xanh lông chim, một chút còn lại manh mối đều không có. Cho nên, gấp cũng vô ích. Cảm giác có thể hay không đụng tới, đều là xem vận khí, đi tìm, cũng là con ruồi không đầu. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ có thể hy vọng Thanh Nhi bình an thuận lợi. Khương Phi Linh thấp giọng nói, không có việc gì, nàng xem xét cũng là phúc lớn mạng lớn bộ dạng, nhất định không có việc gì. Nói không chừng, hai ngày này thì đụng phải. Kỳ thật, nếu như nàng không có chuyện, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục thu nhỏ, chung quy đụng tới. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên. Xế chiều hôm đó, bên này địa hình, làm sao có chút quen thuộc. Hắn vượt qua một tòa màu đen cao điểm, phía trước xuất hiện liên miên sơn mạch cùng sơn mạch ở giữa, khoảng cách là sơn cốc. Ta không quen, ta cũng không quen. Các người đương nhiên không quen, bởi vì, nơi này là ta được đến thánh thú chiến hồn địa phương. Khi đó, còn không có huỳnh hỏa đây. Khương Phi Linh, khi đó cũng còn không biết Lý Thiên Mệnh. Nơi này, xem ra cũng không có gì kỳ lạ, tiểu hoàng gà dẫm trên vai của hắn nói. Nó nói không sai. Chỉ có như vậy địa phương, ra đời viễn cổ thánh thú chiến hồn, cải biến Lý Thiên Mệnh vận mệnh. Trở lại chốn cũ, đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh bóng người lóe lên, tại sơn mạch trong rừng xuyên thẳng qua. Lại vượt qua qua một tòa núi cao, đằng sau cũng là hắn đạt được thánh thú chiến hồn địa phương. Nhớ đến, chỗ đó có một mặt hồ nước không tính lớn, còn không xếp vào thiên hồ chi địa bên trong 1000 hồ. Thánh thú chiến hồn, chính là tại cái kia đáy hồ đạt được. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh coi là đây chẳng qua là một mảnh phổ thông lông vũ, làm sao biết, lại là như thế thần tích. Đương nhiên, nơi này cũng không có mảnh thứ hai lông vũ, bởi vì cái này toàn bộ hồ nước, Lý Thiên Mệnh đã lật cả đáy lên trời. Hắn lần nữa đi vào bên hồ. Hồ nhiệt độ của nước, ngược lại là so trước kia cao. Lý Thiên Mệnh chân đạp trên đi, từ từ chìm xuống. Đó là cái gì? Hồ nước rất đục chọc, nhưng là, hắn trong tay trái con mắt thứ ba, lại có thể thấy rất rõ ràng. Tại hồ trong nội tâm, tồn tại một gốc để hồ nước biến đến nóng rực linh túy. Cái kia linh túy không cao, chỉ có nửa mét, chỉ có ba cái lá cây vì hỏa hồng sắc. Ba cái lá cây, nhưng lại kết xuất quả thực tại chính giữa, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái. Đây là một cái đỏ bừng quả thực. Bởi vì thực sự quá nhỏ, cho nên Lý Thiên Mệnh thoạt đầu không thế nào hưng phấn. Nhưng là tại nhìn thoáng qua bên trong, hắn chợt thấy trái cây này phía trên, có một đạo, màu xanh lam thiên văn. Màu xanh lam thiên văn. Khái niệm gì? Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, màu xanh lam chính là cái thứ 6 cấp bậc. Màu xanh lam thiên văn linh túy. Cái kia chính là tuyệt đỉnh chân quý A. Cứ như vậy chỗ bình thường, như vậy phổ thông quả thực, lại là màu xanh lam thiên văn linh túy. Quả thực không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh cấp tốc tiến lên, hắn đúng lúc phát hiện, cái này một gốc linh túy, vừa vặn thì sinh trưởng ở hắn đã từng lấy đi thánh thú chiến hồn địa phương. Một tia sai lầm đều không có. Cái này linh túy, hẳn là 3 năm này mọc ra. 3 năm này, tựa hồ cũng không người đến qua nơi này. Dù sao, cái hồ này có chút phổ thông. Có điểm giống là, hỏa thần quả cũng là màu xanh lam thiên văn linh túy, có 3 cái lá cây. Liền cái này 3 cái lá cây, đều có thanh sắc thiên văn, mà lại trong miêu tả, hỏa thần quả thụ rất nhỏ. Khương Phi Linh nhớ lại chính mình đã học qua thư tịch nói. Nàng đã học qua sách so Lý Thiên Mệnh nhiều, dù sao nàng không dùng tu luyện, nhàn đến phát chán thì đọc sách, kiến thức vô cùng rộng. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nhìn lá cây, không phải liền là biết. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút cái kia 3 cái lá cây, quả nhiên phát hiện trên đó có thanh sắc thiên văn. Nói thật, dạng này linh túy, đối quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả, kỳ thật đều có ích lợi. Phụ thân của hắn Lý Viêm Phong, đã từng cũng là quy nhất cảnh đỉnh phong, cũng không biết, hắn đột phá đến thiên ý cảnh giới không có. Nói cách khác, coi như Lý Viêm Phong ở chỗ này, nhìn đến cái này màu xanh lam thiên văn linh túy, hắn đều sẽ ra tay tranh đoạt. Mỹ vị A, huynh đệ. Phân, nói đến đây, tiểu hoàng gà cũng sớm đã thèm nhỏ dãi. Cái này hỏa thần quả vô cùng nội liếm, bề ngoài nhìn không ra, nhưng là kỳ quả thịt ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể xưng khủng bố cấp bậc. Liền màu xanh lam thiên văn đều ra đời. Người điên rồi đi,
màu xanh lam thiên văn linh túy, muốn đốt xuyên bụng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, hỏa thần quả, xem ra không có gì đặc thù, ăn vào đi, sợ là muốn nổ tung. Coi như Lý Viêm Phong, đoán chừng cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Thứ hèn nhát a, ta xem thường ngươi, chúng ta loại này chân nam nhân, còn sợ trái cây này. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Ngươi nói thật chứ? Dù sao, hiện tại tiểu hoàng gà nắm giữ luyện ngục chi nguyên, còn có luyện ngục hỏa. Bụng của nó, cầm giữ có đáng sợ luyện hóa năng lực, liền hoàng cấp thần nguyên đều thẳng tiếp luyện hóa. Nếu như có thể cấp tốc chuyển hóa cái này hỏa thần quả năng lượng linh khí, bọn họ có khả năng tiếp tục tiến bộ. Nói nhảm, ngươi muốn là sợ, ngươi ăn trước lá cây. Tiểu hoàng gà vẻ mặt đắc ý. Rốt cục có thể tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, dương mi thổ khí. Kỳ thật hai người bọn họ người nào ăn, đều không có quan hệ gì. Bởi vì, cộng sinh hệ thống tu luyện, cả hai thú nguyên lẫn nhau chuyển hóa, có thể cùng hưởng. Dựa theo đạo lý, tiểu hoàng gà luyện ngục chi nguyên phía trên, nắm giữ luyện ngục hỏa, như vậy nó luyện hóa năng lực, khẳng định so Lý Thiên Mệnh cường. Hiện ở đây, nếu như là cấp độ thứ tư, xanh biếc thiên văn linh túy, Lý Thiên Mệnh tùy tiện luyện hóa. Thanh sắc thiên văn, là thứ năm cấp bậc, hắn cần thử một chút. Dù sao trước đó, hắn cũng không có thử qua. Loại này linh túy, tại hái thời khắc, là dược hiệu tốt nhất thời điểm. Thả càng lâu, dược hiệu trôi qua càng nhiều. Cho nên, người cái này sợ hàng, cho người ba cái lá cây được, lão tử gia châu, chuyên ăn trái cây. Tiểu hoàng gà đã ngụm nước chảy đầy. Để ngươi khoác lác, chờ sau đó bị đốt xuyên cái bụng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, đi qua dạng này thảo luận. Lý Thiên Mệnh quyết định luyện hóa. Bất quá, lý do an toàn, hắn cùng tiểu hoàng gà, đều trước luyện hóa một chiếc lá. Lá cây uy lực, cũng tốt cho tiểu hoàng gà một cái tham khảo. Nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, không thể phủ nhận nó ở phương diện này tư bản nghịch thiên. Hỏa thần diệp hái xuống, bọn họ một người một gà, giấu ở hồ này chỗ sâu, không nói hai lời, bắt đầu luyện hóa. Làm hỏa thần diệp nhập thể thời điểm. Lý Thiên Mệnh thì ngao ô một tiếng. Trước thiêu cổ họng. Đây không phải một chiếc lá, đây là một miệng dung nham, mà lại là thật lớn một miệng, cứ như vậy nuốt xuống. Lý Thiên Mệnh thân thể trong nháy mắt hỏa hồng, mạch máu đều đốt lên, ở bên ngoài có thể thấy rõ ngũ tạng lục phủ của hắn. Thần kỳ nhất chính là, Khương Phi Linh Phụ Linh ở trên người hắn, vẫn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh điều trị khí tức. Quả thực là, tu hành, chiến đấu. Hoàn mỹ tiểu trợ thủ. Nàng đối Lý Thiên Mệnh thân thể, quả thực so Lý Thiên Mệnh chính mình còn muốn quen thuộc. Bao quát, cái kia đồ chơi. Hi hi. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Lý Thiên Mệnh đều muốn cười. Ca ca, đều lúc này thời điểm, người đang suy nghĩ gì nha? Mặc dù là phụ linh trạng thái, nhưng là hoàn toàn có thể nghe được, nàng vừa thẹn vừa giận. Không, ta là chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, vội vàng nói. Nghiêm túc điểm, bụng của ngươi nhanh đốt thủng. A, à, loại kia cảm giác. Sao một cái thoải mái đến cao minh? Linh Nhi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh một bên thi triển vĩnh hằng luyện ngục kinh, một bên không đứng đắn hỏi. Không muốn trả lời ngươi, hừ. Ngươi, có hay không đối với ta động đậy cái gì không tốt suy nghĩ a? Dù sao ta loại nam nhân này, là dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Ngươi cầm giữ không được, kỳ thật cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không biết xấu hổ. Đừng như vậy nha, muốn tuân theo nội tâm của ngươi lựa chọn. Lúc này thời điểm ngươi, phải chăng nhịp tim đập như hươu con sông loạn. Đụng cái đầu của ngươi, lại tam tâm nhị ý, ngươi sắp nổ tung. Xác thực, muốn nổ tung. May mắn, Lý Thiên Mệnh cưỡng ép chống đỡ, điên cuồng luyện hóa. Hắn đang nghĩ, cái này thanh sắc thiên văn linh túy, đều đáng sợ như vậy, tiểu hoàng gà. Thật muốn khiêu chiến cái kia hỏa thần quả. Rốt cục, bọn họ một người một gà luyện hóa thành công, luyện ngục chi nguyên lần nữa mở rộng. Một lần cuối lá cây cho ngươi, lão tử, muốn ăn cái này hỏa thần quả, Lý Thiên Mệnh, nhìn cho thật kỹ, cái gì mới là chân nam nhân. Tiểu hoàng gà hai cánh chống nạnh, ánh mắt hỏa nhiệt. Ngươi gần nhất làm sao như thế phấn khởi, có phải hay không lão nhị nhanh ra đời, ngươi lo lắng thất sủng, cho nên muốn gây nên chú ý của ta. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi còn muốn mặt sao? Lý Thiên Mệnh tại lúc nói chuyện, đem cái kia thanh sắc thiên văn lá cây hái xuống. Nhưng là, hắn cũng không có luyện hóa,
mà chính là xuất ra một cái hộp ngọc, đem cái kia lá cây thu vào. Loại ngọc này hộp, có thể trình độ lớn nhất, cam đoan hỏa thần diệp dược hiệu. Ngươi thu hồi tới làm cái gì? Tiểu hoàng gà nghi hoặc hỏi. Bán, trả tiền a, thần thánh đòi nợ thúc giục gấp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sự kiện này, hắn còn nhớ đến đâu, vay tiền, đó là nhất định phải trả. Ngươi sẽ không phải, bị vừa mới cái kia cái lá cây dọa sợ, không còn dám luyện hóa một mảnh a. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Ngươi sai, Lý Thiên Mệnh vươn tay, đem hỏa thần quả hái xuống, sau đó, trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh, ném một nửa cho tiểu hoàng gà. Một nửa kia, hắn há miệng nuốt xuống. Hết thảy, tự nhiên như thế. Ngươi điên rồi, ngươi không sợ chết à? Tiểu hoàng gà ngốc trệ nói. Tại núi lửa bạo phát trước đó, Lý Thiên Mệnh sau cùng nở nụ cười. Sau đó nói, ta Lý mỗ người, đời này tuyệt đối không thể, để huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Phốc, ta khoái cảm động khóc, Lý Thiên Mệnh, ngươi liền chờ chết đi, ngu ngốc. Nó có luyện ngục hỏa. Lý Thiên Mệnh, không có. Như vậy, lần này chỉ sợ muốn bị đốt xuyên dạ dày a. Lý Thiên Mệnh dù là có thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, thế nhưng cũng chỉ là con non. Cho nên, làm màu xanh lam thiên văn hỏa thần quả nhập thể, hắn liền rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là liệt hỏa phần thân. May mắn, chỉ là một nửa hỏa thần quả. Cái này hỏa thần quả, đến bên trong thân thể, trong nháy mắt hóa thành trạng thái dịch, cọ rửa xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảm giác phía trên, cổ họng đều đã thiêu đến không cảm giác. Oanh! Hiện tại thân thể, mới thật sự là muốn phát nổ. Hô hô hô! Hắn ngọn lửa trên người nổi lên cao 3 mét. Nhưng, nơi này chính là đáy hồ A. Kết quả là, hồ nước bắt đầu sôi trào về sau, lấy tốc độ khủng khiếp bốc hơi. Đã ngươi không sợ chết, vậy lão tử liền bồi ngươi. Tiểu hoàng gà nhảy lên đầu của hắn, tại bị bỏng tóc phía trên xây tổ. Sau đó, nó cũng nuốt vào hỏa thần quả, lấy luyện ngục chi nguyên luyện hóa. Nó luyện ngục chi nguyên tại dạ dày, nó dạ dày, cũng là luyện ngục chi nguyên, phù này hợp nó vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng ăn sống mặt trời đặc tính. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thân thể, dù sao cũng là người thân thể, coi trọng trung chính đại khí, hội tụ thiên địa ở đan điền thú mạch liên tiếp toàn thân. Cho nên, tuy nhiên đều có vĩnh hằng luyện ngục thể, nhưng bọn hắn một người một gà, kỳ thật có nhất định khác nhau. So sánh tới nói, tiểu hoàng gà cầm giữ có thần thông, luyện hóa năng lực càng mạnh. Nhưng là Lý Thiên Mệnh, trung chính, dồi dào, cùng thiên địa linh khí, cùng thế gian huyền ảo câu thông càng tốt hơn. Hắn luyện ngục chi nguyên, tuy nhiên luyện hóa năng lực không bằng tiểu hoàng gà. Nhưng tại, nơi đan điền, có thể để hắn toàn thân lực lượng càng thêm thăng bằng, càng thêm ổn định. Như thế cùng một chỗ luyện hóa, nếu như Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ ở. Cái kia tiểu hoàng gà khẳng định không có vấn đề. Tại hỏa thần quả mới vừa vào miệng thời điểm, đối vĩnh hằng luyện ngục thể tạo thành hủy diệt khẳng định hung mãnh nhất. Chỉ phải sống đợt thứ nhất, về sau liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, dù sao bọn họ hỏa thuộc tính miễn dịch. Hỏa diễm thiêu đốt đều có thể chữa trị, cần đứng vững là linh khí thả ra xé rách cùng trùng kích. Mà tại cộng sinh quá trình tu luyện bên trong, làm Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà 18 đầu thú mạch lẫn nhau kết nối. Khi bọn hắn luyện ngục chi nguyên hình thành trao đổi thời khắc. Dù là Lý Thiên Mệnh bên này không có luyện ngục hỏa, hỏa thần quả cuồng bạo linh khí, lại có thể thông qua thú mạch, chuyển rời đến tiểu hoàng gà bên kia. Hai cái bàng bạc luyện ngục chi nguyên, tạo thành trực tiếp giao lưu. Bàng bạc vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, thông qua 18 đầu thú mạch, tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Vô số lực lượng cùng linh khí, theo Lý Thiên Mệnh trên thân lưu chuyển đến tiểu hoàng gà trên thân. Lại từ tiểu hoàng gà trên thân, chuyển rời về Lý Thiên Mệnh bên này. Cái này luân hồi, mọi người xưng là cộng sinh luân hồi. Đây là ngự thú sư cùng cộng sinh thú lớn nhất kỳ diệu. Bọn họ cùng một chỗ tiêu trừ hỏa thần quả cuồng bạo uy lực, cùng một chỗ lấy vĩnh hằng luyện ngục kinh chuyển hóa. Hỏa thần quả, hội tụ quá thật tốt chỗ, bình thường tới nói, bình thường ngự thú sư đều là chậm rãi luyện hóa, hấp thu song song. Như thế cơ bản không lãng phí. Cũng là quá chậm. Mà Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, hai người thì cùng một chỗ uống rượu mạnh giống như, khò khè ủng ục đổ xuống dưới. Xem ra rất lãng phí, nhưng trên thực tế, không có dược hiệu có thể trốn tránh vĩnh hằng luyện ngục kinh luyện hóa. Chỉ cần đứng vững đợt thứ nhất xé rách cùng trùng kích, tiếp đó, chính là thu hoạch thời khắc.
cuồn cuộn linh khí, bị chuyển hóa làm vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, bị luyện ngục chi nguyên nuốt vào trong đó. Hai người bọn họ thân thể, đều dường như hóa thành chân chính địa ngục. Giờ này khắc này, cả một cái hồ nước đã bị bỏng sạch sẽ, đáy hồ vũng bùn hiển lộ ra, đến mức tôm cá sinh vật, đã sớm bị chết sạch. Lý Thiên Mệnh an toàn. Tuy nhiên hắn luyện hóa năng lực kém một chút, nhưng dù sao quân chủ lực vẫn là tiểu hoàng kê, cộng sinh luân hồi tu luyện, chí ít bảy thành vẫn là muốn tiểu hoàng gà giải quyết. Còn lại ba phần, Lý Thiên Mệnh bên này còn có tu hành tiểu trợ thủ, Khương Phi Linh. Nàng lấy linh thể, trợ giúp hắn khống chế thân thể của hắn, trưởng khống linh khí đối ngũ tạng lục phủ trùng kích, lắng lại linh khí bạo động. Quả thực, dễ chịu. Xấu hổ a, thú mạch kết nối, luyện ngục chi nguyên trao đổi lẫn nhau, ta làm sao có một loại bị ngươi Lý Thiên Mệnh xâm phạm cảm giác. Tiểu hoàng gà than thở. Ta xâm phạm em gái ngươi. Quá không biết xấu hổ. Tuy nhiên ngự thú sư cùng cộng sinh thú dạng này tu luyện xác thực xấu hổ, nhưng người khắp thiên hạ đều là như vậy a. Lần này tu hành, đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Lý Thiên Mệnh kỳ thật vẫn là tính toán giúp một tay, dù sao hắn chỉ ít chia sẻ ba phần. Bằng không, tiểu hoàng gà cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy luyện hóa thành công. Hắn Lý mỗ người, xác thực không quen để huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Kỳ thật trên thế giới, rất nhiều người không nguyện ý xưng hô cộng sinh thú vì huynh đệ, thậm chí có đem cộng sinh thú xem như tọa kỵ, xúc sinh. Dù sao, cộng sinh thú xuất sinh không có trí tuệ, tại còn lúc nhỏ, là phi thường ỷ lại ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh đã từng liền đem Kim Vũ xem như chân chính huynh đệ. Có thể cùng một chỗ tu hành, kề vai chiến đấu, vinh nhục cùng hưởng, không phải huynh đệ là cái gì. Thân huynh đệ, thật thân nhân. Hiện tại tiểu hoàng gà, tuy nhiên không là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng, giữa bọn hắn, cũng là thân tình. Tu hành, chiến đấu. Đột phá, linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Xem như đột phá. Có thể nhìn đến, hấp thu hỏa thần quả dược lực về sau, bọn họ một người một gà luyện ngục chi nguyên, lần nữa mở rộng. Vốn là cái này luyện ngục chi nguyên cấp bậc, thì tương đương với 8 cái trở lên linh nguyên, hiện tại mở rộng phía dưới, càng thêm dồi dào. Cho nên, bọn họ tuy nhiên chỉ có làm bộ đáng thương linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Nhưng là, tại nhục thân, thú nguyên chất lượng và số lượng, đều viễn siêu cùng cảnh giới tình huống dưới, quyết đấu linh nguyên cảnh tầng thứ 8, đều không có vấn đề gì. Lại thêm Khương Phi Linh cái này, chiến đấu tiểu trợ thủ, ba đại năng lực phong ấn. Hiện đang sợ là có thể cùng linh nguyên cảnh tầng thứ 9 đấu một trận. Một lần đột phá, đầy đủ để Lý Thiên Mệnh sừng sững tại toàn bộ Trầm Uyên đấu thú đỉnh phong. Theo ta được biết, lần này tham gia Trầm Uyên đấu thú, trừ ta ra, toàn bộ đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Cơ Trường Viêm, đều xem như trong đó tương đối mạnh tồn tại. Trúc Long Quốc cùng Thương Hải Quốc, cũng không có Lâm Tiêu Đình loại tồn tại này. Nói cách khác, chúng ta tại cái này Trầm Uyên đấu thú phạm vi bên trong, đã vô địch. Chỉ cần không bị vây công, nghiền ép đánh bại tất cả mọi người, cầm tới Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, không khó lắm. Đây là Lý Thiên Mệnh lớn nhất lợi tốt. Phiền toái duy nhất là, cho đến nay, thiên văn kết giới còn tại co vào, mà ta, lại vẫn không biết Trầm Uyên đấu thú quy tắc. Thánh Thiên Phủ, đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Luyện hóa hỏa thần quả đột phá, cũng liền tiêu hao nửa canh giờ thời gian. Mà lại, nhất định phải mau chóng tìm tới Khương Thanh Loan. Càng là về sau, thì càng không chắc chắn. Lần này chậm trễ thời gian không dài. Hồ này, còn có cái gì kỳ quái chỗ? Vì cái gì hỏa thần quả, vừa vặn lớn lên tại cái này địa phương? Lý Thiên Mệnh lần nữa đem đáy hồ nước bùn đều lật cả đáy lên trời, vẫn là không thu hoạch được gì. Không có còn lại thu hoạch, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Mấu chốt là... Thiên văn kết giới giống như có lẽ đã tới gần nơi này bên. Ngẩng đầu nhìn lên, phía tây thiên văn kết giới chính hướng về bên này co vào. Đoán chừng không đến một phút, cái hồ này liền bị đá ra, Trầm Uyên đấu thú phạm vi. Đi! Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, rời đi hồ nước. Dọc theo thiên văn kết giới đi, sẽ có hay không có thu hoạch? Bình thường tới nói. Những người khác cũng cần phải là để thiên văn kết giới vội vàng đi vào bên trong. Nói không chừng, sẽ có người tại thiên văn kết giới bên cạnh. Mà lại, tại thiên văn kết giới bên cạnh, nhưng thật ra là rất địa phương an toàn. Bởi vì, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trực tiếp đụng tại thiên văn kết giới phía trên. Lúc đó văn kết giới uy lực, liền có thể hình thành phong bạo,
đem người tùy cơ cuốn tới thiên văn trong kết giới bất kỳ chỗ nào. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 18. Phía trước có người tranh đấu. Khá lắm, cuối cùng để Lý Thiên Mệnh thấy người. Khoảng cách còn có chút xa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Khương Phi Linh triển khai thiên chi dực. Thiên chi dực phía dưới, hắn nhảy bay lên, tại trong núi rừng bay qua, mượn nhờ sức gió mà đi, không người có thể ngăn cản. Bay trên trời thời điểm, tiểu hoàng gà đứng tại trên đỉnh đầu của hắn, nghênh phong phấp phới, mở ra hai cánh, hào tình vạn trượng. Vô cùng nhục nhã. Lịch sử đến nay, đều chỉ có người cưỡi cộng sinh thú. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh để cộng sinh thú cho cưỡi. Muốn không phải xem ở ngươi là thái cổ hỗn độn cự thú phân thượng, sớm đem ngươi đem Ninh Nhừ. Chờ xem, chờ ngươi tiếp tục tiến hóa, lại thêm chút thịt, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh tâm lý thầm nghĩ. Nói thật, cái gì thời điểm, Lý Thiên Mệnh có thể cưỡi tại tiểu hoàng gà trên đầu. Vậy nói rõ, nó đã là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đi. Khi đó, cường thành bộ dáng gì? Viêm hoàng đại lục tối cường giả, phải chăng có thể so sánh? Lý Thiên Mệnh còn không có khái niệm. Hắn chấn động thiên chi dực, bay qua cao sơn, dọc theo thiên văn kết giới biên giới mà đi, rốt cục nhìn đến chiến đấu phía trước tràng diện. Lúc này đang chiến đấu chính là hai người hai thú. Một người trong đó, thân mặc hắc y, dáng người thon dài, thoáng có chút gầy gò. Lại là chiến công thiên vương đệ tử Mặc Lâm. Hắn cộng sinh thú, chính là hạ phẩm cấp 7, gió bão hoa mộc hệ côn trùng loại cộng sinh thú, bạo phong thủy mặc hồ điệp. Đây là một loại vô cùng đặc thù cộng sinh thú, nhìn như yếu đuối, kỳ thật có rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này, đều là Mặc Lâm có thể trở thành thiên bảng đệ nhị đệ tử nguyên nhân. Thủy mặc hồ điệp cánh chấn động, có thể gây nên cường hãn phong bạo. Nó là song thuộc tính cộng sinh thú, có phong bạo lực lượng, cũng có thần kỳ hoa mộc chi lực. Cái gọi là hoa mộc, chính là hoa cỏ cây cối, đây là một loại mộc thuộc tính. Bây giờ trên chiến trường, phong bạo bao phủ, trên mặt đất lan tràn đại lượng hắc ám dây leo, những cái kia dây leo xem ra tựa như là tranh thủy mặc bên trong đi ra một dạng. Mặc Lâm binh khí là một cây bút, hắn tay cầm đại bút, mỗi nhất bút nhất họa, đều mang uy hiếp chí mạng. Binh khí của hắn ngược lại là cùng Lý Thiên Mệnh xiềng xích một dạng, đều thuộc về so sánh đặc thù. Lý Thiên Mệnh không biết Viêm Hoàng Đại Lục tình huống như thế nào, nhưng là tại Chu Tước Quốc, sử dụng nhiều nhất khẳng định chính là trường kiếm. Nói thí dụ như, Mặc Lâm hiện tại đối thủ, chính là sử dụng trường kiếm chiến đấu. Mà lại, nàng tay trái cùng tay phải mỗi người một thanh trường kiếm, nhất tâm lưỡng dụng, song kiếm hợp bích, một người tựa như là hai người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không tin tưởng, tại cuộc chiến đấu này bên trong, cái này xa lạ nữ tử, vậy mà nghiền ép Mặc Lâm. Chiến đấu thời gian không dài, nữ tử hoàn toàn áp chế, Mặc Lâm trên thân đã có mấy đạo kiếm thương, máu me đầm đìa. Liền hắn cộng sinh thú bạo phong thủy mặc hồ điệp cánh, đều bị xé rách mấy cái lỗ hổng. Nữ tử kia, hoàn toàn là chạy giết người đến. Nàng vì cái gì cường đại như thế? Lý Thiên Mệnh xem qua tài liệu, tất cả mọi người là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nàng dựa vào cái gì nghiền ép? Chẳng lẽ cũng bởi vì, nàng cộng sinh thú, thoạt nhìn như là một đầu chân long? Cái gọi là thần long cùng phượng hoàng, vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Cho dù là tầng thứ thấp nhất, vậy cũng là đỉnh cấp cự thú. Trúc Long quốc hiệu xưng là thần long chi quốc, nhưng kỳ thật một đầu thần long đều không có. Đương nhiên, Chu Tước quốc thì điệu thấp một chút, không gọi phượng hoàng quốc. Trúc Long quốc cơ trường viêm, hắn địa hỏa cầu long, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua. Nói trắng ra là, hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú, nhiều lắm thì một đầu tạp long, trưởng thành đến cực hạn, cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng là, nữ tử trước mắt này cộng sinh thú, xem ra càng giống là chân chính thần long. Đó là một đầu trắng xanh đan sen thần long, so địa hỏa cầu long còn muốn lớn, xem ra thần thánh mà cao quý. Nó dáng người thon dài, nanh vuốt sắc bén, vảy rồng dày đặc, dù là trên đầu không có chân chính long giác, nhưng hắn còn lại bộ phân, cùng thần long đã không sai biệt lắm. Không giống địa hỏa cầu long, xem ra tựa như là một cái lòng đất đại xà. Ca ca. Đây là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, phong tuyết ly long. Miễn cưỡng xem như thần long, đã được xếp vào, bạo phong băng thủy hệ thần long loại cộng sinh thú. Khương Phi Linh thanh âm, mang theo thật sâu kinh ngạc. Bởi vì, theo Mộ Dương bọn họ cho tư liệu nhìn, lần này Trầm Uyên đấu thú, cấp
cấp bậc cao nhất cộng sinh thú là trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú, căn bản không có thượng phẩm vương thú. Địa hỏa cầu long cùng phong tuyết ly long khác nhau, cũng là một cái thuộc về loài bò sát, một cái thuộc về thần long loại. Thuộc về loài bò sát, cái kia chính là bị cho rằng là xà, mà không phải long. Thần long loại, chính là độc lập đang phi hành, thú chạy bên ngoài một cái đặc thù phân loại. Bởi vì là chân chính thần long, không phải phi cầm, không phải thú chạy, không phải côn trùng, không phải loài cá. Kỳ thật viêm hoàng đại lục ở bên trên, còn có một số loại này, đỉnh phong huyết mạch phân loại. Bất quá chí ít chu tước quốc bên này không tồn tại. Đỉnh phong huyết mạch xác thực cao quý, nhưng cũng không phải là nói phổ thông phân loại cũng không phải là, nói thí dụ như trong truyền thuyết Phượng Hoàng, đó là thuộc về phi cầm loại. Đương nhiên, quản chi là bình thường nhất Phượng Hoàng, vậy cũng là phi cầm loại chí tôn. Lại càng không cần phải nói vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng loại này, căn bản không biết là cấp bậc gì Phượng Hoàng. Theo tiểu hoàng gà cái kia mộng cảnh đến xem, đồng dạng là Phượng Hoàng, chỉ sợ vượt qua cũng hội phi thường to lớn. Nói như vậy, cái này phong tuyết ly long được xếp vào thần long loại, liền là một loại thần long, chỉ là huyết mạch thấp nhất thần long. Nói trắng ra là, bị điển tịch liệt vào, thần long loại, rất có thể cũng là ra sức hướng trên mặt thiếp vàng, đến mức phong tuyết ly long có tính hay không đến chính thức thần long, đều có thuyết pháp. Còn có một loại thuyết pháp nói, thần long, phượng hoàng, kỳ lân các loại, thấp nhất huyết mạch đều là bát giai đế thú. Thậm chí, lại có người nói, chỉ ít cần là thánh thú mới có thể được xếp vào thần long loại. Chu tước quốc liên quan tới cộng sinh thú điển tịch cũng rất nhiều, thuyết pháp cũng không thống nhất. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần biết phong tuyết ly long là thượng phẩm cấp 7 mức độ là có thể. Lý Thiên Mệnh theo trông thấy chiến đấu, đến trong chiến đấu còn cần một chút khoảng cách. Khoảng cách này, hắn đem phong tuyết ly long cùng hắn ngự thú sư thấy rất rõ ràng. Cái kia ngự thú sư người mặc trắng xanh đan sen váy dài, nhìn từ xa liền biết là cái khuynh thành mỹ nhân, tay cầm song kiếm, múa kiếm thời điểm, tư thái yêu mỹ, thướt tha linh lung. Lý Thiên Mệnh đối nó mỹ mạo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì đẹp nhất người, đã ở trong lòng, càng xấu hổ chính là, tại thể nội. Mà lại, theo trong chớp nhoáng này đến xem, mỹ nhân này động thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu thấy máu, vì chính là chém giết Mạc Lâm. Dương Thúc cho tư liệu, không có người này ghi chép, nàng là như thế nào tiến đến thiên văn kết giới. Thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thật nhanh nhớ lại tư liệu. Thực lực của nàng cùng cộng sinh thú, đều rõ ràng so Mạc Lâm sư huynh hiếu thắng, như vậy thực lực của nàng, rất có thể là linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Nói rõ, nàng ẩn giấu thực lực, liền Chu Tước Quốc Thiên Phủ tình báo, cũng không biết. Đây là khả năng duy nhất. Lý Thiên Mệnh thì nhìn vài lần nàng đối Mạc Lâm áp chế, liền biết người này mạnh phi thường. Tuyệt đối đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Ta nhớ tới một người, Trúc Long Quốc có một cái người tham chiến, tựa như là một cái quận chúa, gọi là Nguyệt Linh Cơ. Tư liệu ghi chép, nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, cộng sinh thú gọi là Băng Tuyết Cầu Long, là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú, hẳn là nàng. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Cộng sinh thú là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cắm vào chiến trường thời điểm, còn chứng kiến một chi tiết. Nữ tử kia trong tay song kiếm, trực tiếp chém đứt Mạc Lâm bút. Đây tuyệt đối là cấp 6 thú binh, nàng phạm quy, Thánh Thiên Phủ có lệnh, không được sử dụng cấp 6 trở lên binh khí. Cảnh giới cùng cộng sinh thú, là chính nàng, vượt qua lẽ thường cường đại, cái kia còn không tính là gì. Nhưng là, nàng dựa vào cái gì? Sử dụng cấp 6 thú binh. Cầm tới tư liệu thời điểm, cái này Nguyệt Linh Cơ bị liệt là Trúc Long Quốc lớn nhất không chịu chú ý một vị, Lý Thiên Mệnh đều không sao cả chú ý tới nàng. Lúc ấy, Mộ Dương còn nói một chút, luận đơn đấu mạnh nhất hẳn là Thương Hải Quốc thất công tử Cô Tô Vũ. Nàng nắm giữ duy nhất một đầu trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Ai biết, cái này Nguyệt Linh Cơ vậy mà ẩn tàng đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nàng tại Thương Hải Quốc, không có xuất thủ qua? Nàng khả năng tại Trầm Uyên chiến trường đột phá cảnh giới, nhưng là cộng sinh thú đẳng cấp, nói thật, không phải huỳnh hỏa, không ai có thể ở chỗ này tiến hóa, mà lại lúc này mới hơn 10 ngày. Ngay tại lúc này, Nguyệt Linh Cơ chặt đứt Mạc Lâm thú binh, trong tay một kiếm đã đâm về Mạc Lâm vị trí hiểm yếu. Kiếm của nàng, bên trái phong bạo bao phủ, bên phải băng tuyết ngập trời. Cùng lúc đó, cái kia phong tuyết ly long lấy một miệng thần thông,
đem bạo phong thủy mặc hồ điệp triệt để đông cứng, đập xuống đất. Cái kia cổng sinh thú đã trọng thương, hấp hối, xem ra cách cái chết không xa. Lý Thiên Mệnh thi triển thiên chi dực, đã tới đến nhanh nhất. Huỳnh hỏa. Tại Lý Thiên Mệnh nói chuyện trước đó, tiểu hoàng gà thì hướng về phía Nguyệt Linh Cơ phương hướng, trực tiếp phun ra thần thông luyện ngục hỏa. Một cái hỏa diễm phượng hoàng, xé rách không khí, trong nháy mắt vọt tới Nguyệt Linh Cơ trước mắt. Nguyệt Linh Cơ không thể không lui lại, tránh thoát cái này luyện ngục hỏa trùng kích. Trên thực tế nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà bay được, mà lại tới nhanh như vậy. Đinh! Ngay tại phong tuyết ly long muốn cắn chết bạo phong thủy mặc hồ điệp trước đó, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích đã bay đi. Một đạo hỏa diễm thiểm ảnh, roi thứ nhất quất vào cái kia phong tuyết ly long phía trên, roi thứ hai thì cuốn lấy cái kia hồ điệp cộng sinh thú, trong nháy mắt đem kéo đến Mạc Lâm trước mắt. Điệp nhi! Mạc Lâm tay cầm dính đầy máu tươi, ánh mắt hắn đỏ thẫm, trên người mình vết thương chồng chất, lại nhìn thấy cộng sinh thú trọng thương ngã gục, hắn cơ hồ tròn mắt tận nứt. Mạc Lâm là một vị vô cùng ôn nhuận người, đem hắn làm cho trình độ như vậy, có thể thấy được đối thủ tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, lúc này liền ngăn cản tại Nguyệt Linh Cơ cùng phong tuyết ly long trước mặt. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ Mạc Lâm cùng hắn cộng sinh thú, hiện tại cũng đã chết trận. Thiên Mệnh, đa tạ ngươi, nhưng là, ngươi vẫn là mau trốn đi, nàng là linh nguyên cảnh tầng thứ 9, còn làm trái quy tắc sử dụng cấp 6 thú binh, chúng ta không phải là đối thủ. Mạc Lâm giãy giụa lấy đứng lên. Hắn cộng sinh thú thương thế quá nặng, hắn vội vàng dùng các loại linh túy trị liệu, sau đó đi vào cộng sinh không gian tĩnh dưỡng. Sư huynh, không cần. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc một chút phía sau của hắn, nói. Thiên văn kết giới nhanh thu tới nơi này, ta muốn là đánh không lại, ngươi liền dựa vào thiên văn kết giới đào tẩu. Kỳ thật Mạc Lâm vừa đánh vừa lui, chính là vì tiến đụng vào thiên văn kết giới chạy trốn. Nhưng là đối phương biết ý nghĩ của hắn, cho nên làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần. Thiên Mệnh, Mạc Lâm rất gấp. Yên tâm, Lý Thiên Mệnh cho hắn một cái rất đơn giản ánh mắt, để Mạc Lâm không có cách nào lại muốn cầu. Mạc Lâm sư huynh, người trước trị liệu cộng sinh thú thương thế, có chút quá nặng đi, chí ít trước tiên đem máu dừng lại. Nó bị băng tuyết đông lạnh quá nhiều, nhìn xem có hay không đối ứng linh túy có thể ấm một chút huyết nhục. Khương Phi Linh thanh âm. Cũng tại Lý Thiên Mệnh bên người vang lên. Lúc nói chuyện, cái kia Nguyệt Linh Cơ cùng phong tuyết ly long, đã thành công bước đến bọn họ trước mắt tới. Nguyệt Linh Cơ được màu trắng mạng che mặt, tay nàng cầm song kiếm chính đang dỉ máu, mà nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Giết một đưa một, lại có một cái chịu chết, vận khí thật tốt, không dùng ta bốn phía tìm người. Nàng cộng sinh thú tuy nhiên xinh đẹp, nhưng cũng mười phần hung sát, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tính cả lời của các ngươi, ta trên tay đã có thất cái tính mạng, tổng cộng cũng liền 20 người, ta nhìn, cái này Trầm Uyên đấu thú, còn là ta thắng. Nàng đối Lý Thiên Mệnh xuất hiện, quả thực phi thường hài lòng. Nói như vậy, nàng đã giết 5 người. 5 người này, phải chăng thì có Chu Tước Quốc người. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh cùng Mạc Lâm, còn thừa lại Mộc Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, nàng có hay không giết. Lấy 4 người bọn họ thực lực. Chỉ cần đụng tới cái này Nguyệt Linh Cơ, khẳng định xong đời. Lý Thiên Mệnh có càng dự cảm không tốt. Không ai nói quy tắc, làm gì giết người. Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Ngây thơ, cái gọi là đấu thú, chính là muốn phân ra sinh tử, dù sao, cũng không ai trông thấy. Ta liền Trúc Long Quốc người đều giết, huống chi các ngươi. Nàng lắc đầu cười cười, một mặt khinh thường. Lúc nói chuyện, nàng tay trái, phong đến kiếm, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Cấp 6 thú binh, ta chính là có thể sử dụng, có tức hay không? Nguyệt Linh Cơ nụ cười, có một loại bầy mưu tính kế cảm giác. Giống như cái này toàn bộ Trầm Uyên đấu thú hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Mạc Lâm sư huynh, người đi trước. Đã đối phương như thế hung tàn, như thế kiêu ngạo, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho nàng ngộ thương đến Mạc Lâm. Không được, người đi ta mới có thể đi. Lý Thiên Mệnh muốn đợi Mạc Lâm vừa đi. Lại cùng người này, đại chiến một trận. Để cho nàng kiêu ngạo, lãnh huyết. Ta không đi. Mạc Lâm đứng lên, hắn vừa cho mình bôi thuốc, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái này Mạc Lâm sư huynh, tuyệt đối không phải chính mình trước chạy trối chết người. Hắn tình nguyện chết, đều không muốn đem Lý Thiên Mệnh chính mình lưu tại nơi này. Dù sao, hắn đối Lý Thiên Mệnh thực lực, cũng không có khái niệm.
nhưng là một khi đánh lên, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ không thể chú ý đến đã trọng thương hắn, hắn ở bên cạnh, vẫn là nguy hiểm. Ca ca, vẫn là trước mang Mạc Lâm sư huynh đi thôi. Khương Phi Linh nói, bọn họ không tốt phạm sai lầm, vừa ra sai, chính mình không có việc gì, Mạc Lâm chết. Được, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Muốn đi, Nguyệt Linh Cơ nghe được bọn họ nói chuyện, sẽ chỉ muốn cười. Nàng đột nhiên động thủ, không giết Ngô Dục, mà chính là tiến công Mạc Lâm. Nàng là lấy giết người làm mục đích, đương nhiên là trước hết giết đã trọng thương Mạc Lâm, đến mức cái kia Phong Tuyết Ly Long, thì tại thời khắc này hướng về Lý Thiên Mệnh ngăn cản mà đến. Ý đồ của nàng, Lý Thiên Mệnh làm sao lại không hiểu rõ. Mạc Lâm không đi, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách, chỉ có thể trước dẫn hắn đi. Hắn cấp tốc chấn động thiên chi dực, đột nhiên bay trên trời. Thời gian tràng. Khương Phi Linh cấp tốc đem thời gian tràng triển khai, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, đem Nguyệt Linh Cơ cùng Mạc Lâm đều bao phủ trong đó. Cứ như vậy, Nguyệt Linh Cơ đồng dạng thụ đến thời gian hạn chế. Ông! Lý Thiên Mệnh ngay tại Mạc Lâm trước mắt, hắn dương cánh ra, trong nháy mắt ôm lấy Mạc Lâm, nhất phi trùng thiên. Nói thật, hắn có thiên chi dực, cái này trầm uyên đấu thú phạm vi bên trong, chỉ cần hắn muốn đi, không có có thể đuổi kịp hắn người. Chạy đâu? Nguyệt Linh Cơ sắc mặt âm hàn, Lý Thiên Mệnh tại thời gian chàng ra chỉ dưới, chạy như bay tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Truy! Nàng tự nhiên không thể phi hành, chỉ có thể cưỡi lên cái kia Phong Tuyết Ly Long. Phong Tuyết Ly Long mặc dù không có cánh, lại có thể dẫn động phong bạo chi lực, chạy như bay thượng thiên, truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, nàng chỉ cần tiến đụng vào thời gian chàng, lập tức liền sẽ bị kéo ra chênh lệch. Có Mạc Lâm làm hiện tại vướng víu, Lý Thiên Mệnh muốn đánh tan Nguyệt Linh Cơ đều không có cơ hội. Nhưng là hắn có thể hiểu được Mạc Lâm, nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không chính mình đào mệnh. Phụ cận thì có ngày văn kết giới tại, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trước mang theo hắn rời đi, dù sao hắn cộng sinh thú thương thế rất nặng. Mạc Lâm sư huynh, ta không biết tiến đụng vào thiên văn kết giới, chúng ta còn có thể hay không đến một chỗ. Nếu như không thể, người thì giấu đi. Liệu Thương làm chủ, không muốn cân nhắc Thánh Thiên Phủ. Tốt, đa tạ sư đệ ân cứu mạng. Mạc Lâm nhìn lại, Nguyệt Linh Cơ đuổi không kịp đến, hắn cuối cùng yên tâm. Với hắn mà nói, hai người có thể chạy thoát, là kết quả tốt nhất. Nếu như không có thiên văn kết giới, cái này Nguyệt Linh Cơ một mực tại đằng sau truy sát, âm hồn bất tán. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn là quyết định, mượn nhờ thiên văn kết giới rời đi, dù sao hắn mang theo Mạc Lâm bay. Phương diện tốc độ nhận lấy rất lớn ấn tượng. Thiên văn kết giới đang ở trước mắt. Tiểu hoàng gà đã về tới cộng sinh không gian, tránh cho bị phong bạo vung phải cùng Lý Thiên Mệnh tách rời. Hắn nắm chặt Mạc Lâm, trực tiếp đụng vào. Ông! Cơn bão táp này lực lượng thật đáng sợ, dù là Lý Thiên Mệnh còn dùng viêm long xiềng xích cuốn lấy Mạc Lâm, tại phong bạo xé rách phía dưới, Mạc Lâm vẫn là bay ra ngoài. Hô! Một trận trời đất quay cuồng, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có người hoặc là hung thú tồn tại. Thiên văn kết giới, thành công tùy cơ rời đi vị trí. Không biết, Mạc Lâm sư huynh chuyển di đi nơi nào, hy vọng hắn không có sao chứ, hắn cộng sinh thú, sau khi ra ngoài khẳng định phải tìm bác sĩ thú y sư trị liệu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể sống sót. Nguyệt Linh Cơ, linh nguyên cảnh tầng thứ 9, nắm giữ thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Còn sử dụng cấp 6 thú binh, lại giết 5 người. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lên. Người này, chỉ sợ là chính mình đối thủ lớn nhất. Nếu là không có Mạc Lâm sư huynh ở bên cạnh, hôm nay phải để ngươi đẹp mặt. Đối phương một bộ trưởng khống hết thảy điều dạng, xác thực khiến người chán ghét ác. Đều là nữ hài tử, vẫn là linh nhi đáng yêu. Lý Thiên Mệnh ra kết luận. Đến mức những người khác, cũng không biết mỹ mạo phía dưới, cất giấu chính là cái gì tâm. Liền sợ chính là, nàng giết người trong, có thanh nhi. Cái này trầm uyên đấu thú, đã để Khương Phi Linh một mực lo lắng. Nàng không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể an ủi một chút, hắn ngược lại là nghĩ bảo hộ Khương Thanh Loan. Nhưng mấu chốt là, tìm không thấy người a. Tại cái này hoang vu sơn hà, tinh khuyết thần hạo Mạc Lâm đều gặp, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh lớn nhất muốn gặp được Mộc Tình Tình cùng Khương Thanh Loan, một cái đều không đụng phải. Hiện tại là ngày thứ 18, xem ra, thiên văn kết giới đã co vào đến không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh bay lên trời,
tại mái vòm phía trên nhìn bầu trời văn kết giới lớn nhỏ. Đúng rồi, cái này thiên văn kết giới là một cái bán cầu hình, hắn cao nhất vị trí, chỗ đối ứng, không phải là cái này thiên văn kết giới điểm trung tâm sao? Vị trí kia, cũng là thiên văn kết giới cuối cùng co vào đến lớn nhất trung tâm. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, hắn sớm nên nghĩ đến. Đã tìm không thấy người, còn không bằng ở nơi đó chờ đợi. Vị trí kia, cần phải mới là nhiều người nhất vị trí. Hắn chỉ cần trên bầu trời, tiếp cận trên trời tầng mây địa phương, dọc theo thiên văn kết giới phi hành. Thẳng đến, bay đến thiên văn kết giới tối cao chỗ, lại nhìn xuống dưới, chính là điểm trung tâm. Ngay từ đầu thiên văn kết giới rất cao, đại bộ phận đều tại ô vân chi thượng. Theo bốn phía co vào, kỳ thật trên độ cao cũng tại giảm xuống, hiện ở đây, cần phải tại lôi đỉnh dưới tầng mây. Lý Thiên Mệnh cơ hồ là tại cái kia lít nha lít nhít tia chớp màu đen phía dưới phi hành, lúc nào cũng có thể bị trên trời lôi đỉnh bổ chúng. Muốn là gặp phải loại kia thiên văn cấp bậc cao lôi đỉnh, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Bất quá, vì cấp tốc tìm tới Khương Thanh Loan, hắn nhất định phải mạo hiểm. Hắn đổ là không có việc gì, nhưng là cộng sinh không gian bên trong. Như thế tới gần trên trời lôi đình, cái kia, lão nhị, lại bắt đầu sao động. Nó đỉnh lấy vỏ trứng, tại cộng sinh không gian trên nhảy dưới tránh, mặt ngoài phía trên vết nứt, tiếp tục mở rộng, hơn nữa lại nhiều tam điều vết nứt. Vết nứt bên trong, lôi đình mãnh liệt. Tới gần trên trời lôi điện tầng mây, để nó thập phần hưng phấn. Chỉ là tiểu hoàng gà cánh chống đỡ đầu, nhìn lấy cái này đệ đệ trên nhảy dưới tránh, nó không có chút nào kích động. Bởi vì nó cùng Lý Thiên Mệnh đều tại đếm. 1, 2, 3, 15, 16, 17, ngược lại. Đếm tới 10 thất thời điểm, viên kia trứng bỗng nhiên dừng lại, động tĩnh trong nháy mắt biến mất, cẩn thận nghe xong, liền biết đã nằm ngáy o o. Nó đã có động tĩnh vài chục lần. Mỗi lần đều kiên trì không đến 17, lập tức ngủ, lười đến làm cho người giận sôi. Như thế lười, ấp trứng, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Đoán chừng cũng là cái kiếm cơm. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 19. Lý Thiên Mệnh tìm được cao nhất vị trí. Tại vị trí này, nhìn xuống dưới, phía dưới chính là một mảng lớn vùng nước. Vùng nước phía trên, hắc vụ lượn quanh, không biết có bao nhiêu hung thú, giấu ở cái này mênh mông trong thủy vực. Vị trí này, đối ứng Viêm Hoàng Đại Lục, hẳn là Vạn Đảo Hồ. Vạn Đảo Hồ. Là thiên hồ chi địa lớn nhất hồ nước lớn một trong, không nghĩ tới, thiên văn kết giới điểm trung tâm, lại là ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh từ bên trên rơi xuống, giấu ở vạn đảo hồ bên cạnh đồi núi bên trong. Nơi này khắp nơi đều là màu đen khí độc, muốn thấy rõ người sợ quả thực rất khó. Sẽ có hay không có những người khác, đã đi tới nơi này, lại đã lặn trốn ở chỗ này. Mênh mông khí độc, muốn tìm tới người, cũng không dễ dàng. Hắn vòng quanh vạn đảo hồ chuyển. Vì hấp dẫn người xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không ngại làm ra động tĩnh đến, nghênh ngang. Thiên Mệnh. Một lúc lâu sau, một chỗ khe núi bên trong, có người gọi mình. Lý Thiên Mệnh cấp tốc đi qua, lại là Mặc Lâm. Hắn núp ở bên trong. Đi qua một ngày, hắn xem ra trạng thái còn tốt. Cộng sinh thú như thế nào? Thương thế ổn định lại. Mặc Lâm sư huynh sao tới nơi này? Ta là bị thiên văn kết giới quyển tới nơi này, nghe Tinh Khuyết cùng Thần Diệu nói, nơi này có thể là thiên văn kết giới sau cùng co vào điểm trung tâm. Mặc Lâm nói, bọn họ cũng tại a. Lý Thiên Mệnh hướng bên trong nhìn qua. Chỉ thấy tại một chỗ trong sơn động, Tinh Khuyết, Thần Hạo hai người cúi đầu, sắc mặt khó coi, không có cùng Lý Thiên Mệnh đối mặt. Hai vị thế nào? Mặc Lâm kỳ quái hỏi. Vừa mới bọn họ còn trò chuyện không tệ. Đoán chừng táo bón, không quen khí hậu. Lý Thiên Mệnh nói, hắn đi đến, hỏi, xin hỏi ba vị, phải chăng gặp qua Thanh Công Chúa? Ta không có, Mặc Lâm nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai người bọn họ cúi đầu không muốn nói chuyện. Hai vị gặp qua sao? Mặc Lâm nhìn ra được giữa bọn hắn có khúc mắc, cho nên trợ giúp Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, hai người bọn họ lúc này mới lắc đầu. Mặc Lâm có chút kỳ quái, dựa theo đạo lý, hai người này nhìn Lý Thiên Mệnh khó chịu. Lúc này thời điểm không cần phải vây công. Bọn họ nhìn hai vị này trên người có thương thế, hơn nữa nhìn đến Lý Thiên Mệnh trực tiếp cúi đầu, sẽ không phải. Hắn đang nghĩ, Lý Thiên Mệnh mạnh như vậy sao? Nhưng là, nhìn không ra a. Mặc Lâm sư huynh, đến đón lấy có kế hoạch gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi.
Không có, Nguyệt Linh cơ quá mạnh, nàng đã giết 5 người, không ai có thể đối phó, thậm chí có nhiều người hơn chết ở trong tay nàng. Mà lại, trên người chúng ta đều có thương thế, cho nên, chúng ta chuẩn bị trốn ở chỗ này, các loại Trầm Uyên đấu thú kết thúc. Dù sao, liền Nguyệt Linh cơ đều nói, Trầm Uyên đấu thú muốn giết chết tất cả mọi người, chúng ta muốn tiếp tục sống, liền không thể đi ra ngoài nữa. Tinh Khuyết đứng lên, nói, trừ phi sau cùng không thể không sinh tử nhất chiến đi, phó phủ chủ nói qua, coi nhẹ đệ nhất, coi trọng sinh mệnh. Tuy nhiên bọn họ càng thêm oán hận Lý Thiên Mệnh, nhưng là tại thời điểm như vậy, làm Chu Tước Quốc Thiên Phủ đệ tử, bọn họ cũng không đến mức tự giết lẫn nhau. Thiên Mệnh, người thì sao? Mạc Lâm hỏi. Ta muốn dẫy đệ nhất, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì chờ chết đi, Thần Hạo cười lạnh một tiếng. Còn muốn bị đánh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng là không dám nói tiếp. Lý Thiên Mệnh đánh người, là sẽ không nể mặt. Bọn họ không dám ở Mạc Lâm trước mặt, lại cho đánh một lần. Người đánh bại qua bọn họ liên thủ, Mạc Lâm rung động nói. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Lợi hại, bất quá, Nguyệt Linh cơ người này, không phù hợp lẽ thường, người muốn cạnh tranh tranh, vạn phần cẩn thận đi. Mạc Lâm dặn dò. Ngoại trừ nàng, vẫn còn có lợi hại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, ta không sao cả gặp được còn lại hai quốc gia người, cảm giác người quá ít, rất nhiều người, chỉ sợ đều bị giết. Mạc Lâm tiếc hận nói. Lần này Trầm Uyên đấu thú thực sự quá tàn khốc. Bọn họ vốn là tương lai giường cột nước nhà, nhưng là hiện tại, rất nhiều người đều lặng lẽ chết ở chỗ này, thi thể vô tồn. Hắn càng như vậy nói, Khương Phi Linh thì càng khẩn trương. Đến bây giờ không có Khương Thanh Loan động tĩnh, nàng có thể hay không cùng Cơ Trường Viêm một dạng, lặng yên bị giết, vô thanh vô tức, liền thi thể đều bị đốt đi. Trong sơn động, rơi vào trầm mặc. Các ngươi ngay tại cái này đi, khác đi loạn, ta ra ngoài tìm Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh nói. Sư đệ, Mạc Lâm hô một tiếng. Sư huynh có gì phân phó? Nếu có bản lãnh, cho chúng ta Chu Tước Quốc, tranh giành một hơi. Mạc Lâm ánh mắt nóng rực nói. Bị Nguyệt Linh cơ dạng này đánh tan, hắn có chút thất bại. Không có vấn đề. Bởi vì hắn Lý Thiên Mệnh, không chỉ là vì chính mình, cũng vì mẫu thân Vệ Tịnh. Đây là Vệ Thiên Thương cho chính mình cơ hội duy nhất. Nếu là không đoạt được đệ nhất, Vệ Tịnh thì mất đi hy vọng. Mà lại, Lý Thiên Mệnh còn hứa hẹn qua, lần này nếu là thất bại, đời này lại không có thể khẩn cầu Vệ Thiên Thương. Hắn không có đường lui. Chỉ cần mình cầm tới đệ nhất, còn có thể vỡ nát Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Tiêu song túc song tê mộng đẹp. Đương nhiên, còn có thể tiến về rộng lớn hơn thế giới Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ như là cự thú, phủ phục tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, Lý Thiên Mệnh, đã càng ngày càng hướng tới. Một công ba việc. Hắn đi ra sơn động. Có lẽ, Thanh Nhi giống như bọn họ, bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên núp ở cái này vạn đảo hồ chung quanh nào đó trong sơn động. Có lẽ, vẫn còn có người, đồng dạng đều tại phụ cận. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút bên ngoài, tựa hồ, thiên văn kết giới co vào tốc độ tăng nhanh. Khả năng hai trong vòng 3 ngày, liền sẽ co lại thành một cái điểm. Như vậy, tránh thức Trầm Uyên đấu thú thời gian, khả năng thì 2 ngày. Trầm Uyên chiến trường không có đêm tối, nơi này vĩnh hằng hắc dạ. Ma Nhật, vĩnh viễn âm trầm treo ở trên trời, không nhúc nhích. Làm Lý Thiên Mệnh theo trong sơn động lúc đi ra, bất ngờ nhìn đến một nữ tử, đứng tại vạn đảo Hồ Trung ương trên hòn đảo. Bên người nàng, một đầu phong tuyết ly long, quay quanh tại bên người nàng. Nguyệt Linh cơ, đến. Nàng như thế cao điệu xuất hiện tại vạn đảo Hồ Trung ương, muốn làm gì? Có thể tham dự Trầm Uyên đấu thú, cơ bản thân phận, kiến thức cũng sẽ không kém. Bị miễn cưỡng xếp vào, thần long, phong tuyết ly long, bọn họ sẽ không biết. Cho nên, làm Nguyệt Linh cơ đứng tại cái kia vạn đảo Hồ Trung ương trên hòn đảo thời điểm, không ai tới gần. Không biết vì sao, theo thiên văn kết giới co vào, vạn đảo hồ màu đen hơi nước ngay tại tiêu tán. Trong lúc bất chi bất giác, đứng tại Lý Thiên Mệnh vị trí này, dù là không sử dụng con mắt thứ ba, đều có thể thấy rõ ràng rất rộng lớn khu vực. Kể từ đó, Nguyệt Linh cơ tại vạn đảo Hồ Trung ương, liền càng thêm chói mắt. Cái kia phong tuyết ly long nhảy bay lên, ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh chạy như bay, phát ra trận trận long ngâm. Đây là một loại khiêu khích, làm ngự thú sư khiêu căng, bế nghế, không coi ai ra gì thời điểm, nàng cộng sinh thú cũng là như thế. Còn có người còn sống sao?
nếu như mà có, quay lại đây chịu chết. Thiên văn kết giới nhanh co vào xong, ta biết các ngươi đều gom lại chung quanh. Đương nhiên, chết trong tay ta có 6 cái, các ngươi còn tự giết lẫn nhau, khẳng định không có mấy người. Quả nhiên, không có một cái nào có loại người, đáng tiếc, buồn cười. Lớn như vậy vạn đảo hồ, không có người đáp lại. Chí ít Mạc Lâm bọn họ, không muốn lại trêu chọc họa sát thân. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đối Trầm Uyên đấu thú liền không có quá ngón cái nhìn, dù sao liền Mộ Dương đều nói, tình huống quỷ dị, tánh mạng làm trọng. Cái này quỷ dị, có phải hay không, cùng cái này Nguyệt Linh Cơ có liên quan. Dù sao, cho đến nay, vẫn không ai xác định Trầm Uyên đấu thú chân chính quy tắc. Thật là, giết sạch tất cả mọi người. Nguyệt Linh Cơ biết chung quanh có người tiềm tàng, đối mặt điểm này, nàng chỉ có cười lạnh. Nàng cộng sinh thú Phong Tuyết Ly Long, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ liền vạn đảo hồ cất giấu hung thú, giờ phút này đều không có hiện thân. Quá kiêu căng. Đến mức, những người còn lại đều trong góc nhìn nàng. Nói thí dụ như, tại vạn đảo hồ biên giới chỗ, có một cái bạch y nữ tử ngồi tại trên tảng đá, trắng như tuyết bắp chân nhẹ nhàng đung đưa. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra đây không phải là trắng như tuyết, mà chính là trắng bệch không huyết sắc. Lại hướng lên nhìn, da thịt của nàng cùng khuôn mặt, đã hoàn toàn mất đi tất cả huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân chói mắt nhất, chỉ có chỗ mi tâm cái kia tử huyết hồn ấn, quỷ dị, dữ tợn. Tựa như là sống lại, giống như là một cái con đỉa, ghé vào gáy của nàng phía trên, hút máu của nàng. Nàng xem thấy Nguyệt Linh Cơ, biểu lộ lạnh lùng, nàng không nhúc nhích ý tứ, bởi vì tạm thời tới nói, nàng muốn chờ, không phải người này. Nàng là phát hiện trước nhất, vạn đảo hồ là thiên văn kết giới trung tâm người. Những ngày này, nàng một mực đều ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Đến mức thỏ thi thể, đã trầm xuống vạn đảo hồ, để tôm cá cho chia cắt. Nàng không lên tiếng, tất cả mọi người không lên tiếng. Toàn bộ vạn đảo hồ, liền đã còn lại Nguyệt Linh Cơ cái kia khinh miệt, kiêu ngạo tiếng cười. Có lẽ, người còn sống, cần phải đều đang nghi ngờ, giết nhiều nhất người, thật có thể thành là thứ nhất. Coi như hiện tại trốn tránh, nhưng kỳ thật, chỉ cần thiên văn kết giới tiếp tục co vào, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị bước đi ra. Sẽ bị bách đối mặt Nguyệt Linh Cơ nhân vật khủng bố như vậy. Chỉ tiếc, tất cả mọi người không phải một lòng. Cho nên, muốn hợp lực vây công Nguyệt Linh Cơ, mạo hiểm càng lớn. Thời gian, ở trong tối chiều mãnh liệt chi bên trong trôi qua. Thiên văn kết giới, càng ngày càng tới gần Mạc Lâm bọn họ chỗ ẩn thân. Tại dạng này co vào, bọn họ chỉ sợ chỉ có thể giấu đến đáy hồ đi. Nhưng, quá trình này, nhất định sẽ làm cho Nguyệt Linh Cơ phát hiện. Một nữ tử, đem tam đại thiên phủ thiên tài, dọa đến không dám ra tới. Đúng vào lúc này, một trận rung động dị biến, đột nhiên xuất hiện. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, ngay tại Nguyệt Linh Cơ trước mắt hồ nước khu vực, vậy mà phát sinh động tĩnh khổng lồ. Cái kia chính là, lấy nàng chỗ đứng lấy đảo nhỏ làm trung tâm, bán kính trong phạm vi 100 thước hồ nước, bỗng nhiên ở giữa lóng lánh hào quang màu xanh lam. Giống như cái kia đáy hồ, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại bảo thạch màu lam. Loại này quang mang, đem đen nhánh hồ nước đều cho nhuộm thành màu xanh lam, cái kia một mảnh vùng nước, quả thực biến thành tràn ngập ánh sáng màu lam thanh tịnh hải dương. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, lấy Nguyệt Linh Cơ làm trung tâm, đảo nhỏ chung quanh hồ nước, xuất hiện 9 cái đường kính 1 mét vòng sáng. Cái kia vòng sáng càng thêm lập lòe, trong đó hồ nước, bắt đầu sôi trào. Đột nhiên, vòng sáng bên trong hồ nước, ngưng tập hợp một chỗ, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, 9 đầu từ màu xanh lam hồ nước tạo thành thần long, đột nhiên xông lên thương thiên. Dạng này rầm rộ, ở vào dị tượng chính giữa Nguyệt Linh Cơ, càng thêm lóng lánh. Nàng tựa như là đã sớm biết, đến đón lấy sẽ có loại biến hóa này giống như, trên mặt toát ra hiểu ý nụ cười. Cái kia 9 đầu hồ nước tạo thành thần long, trên bầu trời cùng múa, sau 3 hơi thở bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lam vũ, chiếu nghiêng xuống. Dạng này một màn, Lý Thiên Mệnh đều nghi ngờ. Cái này rốt cuộc là ý gì? Ca ca, cái này tựa như là thần nguyên dị tượng, cửu long trùng thiên. Khương Phi Linh thoáng có chút thanh âm run rẩy vang lên. Có ý tứ gì? Trong truyền thuyết, thiên địa huyền hoàng 4 loại thần nguyên, theo huyền cấp thần nguyên bắt đầu, lúc xuất thế, liền sẽ có dị tượng nương theo. Ta ở trong sách nhìn qua cửu long trùng thiên dị tượng miêu tả, giống như chính là như vậy.
Nghe nói, huyền cấp thần nguyên, hải long thiên trụ, xuất thế, liền sẽ có cửu long trùng thiên dị tượng nương theo. Khương Phi Linh chân thành nói. Huyền cấp thần nguyên. Vạn đảo hồ sớm đã bị lật cả đáy lên trời, xuất hiện hoàng cấp thần nguyên còn có thể, huyền cấp thần nguyên, căn bản không có khả năng. Đừng nhìn huyền cấp thần nguyên cùng hoàng cấp thần nguyên còn kém một cái cấp bậc, nhưng là giá trị phía trên, lại có cách nhau một trời một vực. Nói ngắn gọn, một cái hoàng cấp thần nguyên, giá trị có thể so với 30 tòa thành trì. Nhưng là, một cái huyền cấp thần nguyên, giá trị có thể so với 300 tòa thành trì, thậm chí nhiều hơn. Huyền cấp thần nguyên, nếu như tiến hóa thành công, thì liền bát giai cộng sinh thú. Bát giai cộng sinh thú, tại cộng sinh thú hệ thống bên trong, gọi là cộng sinh thú đế hoàng. Cấp 7 vương thú, bát giai đế thú, toàn bộ Chu Tước quốc, đều tìm không ra vài đầu bát giai đế thú tới. Bởi vì nắm giữ bát giai đế thú tồn tại, tu luyện tới đỉnh phong trình độ, chỉ cần tự thân tư chất không kém, rất có thể đứng hàng thiên ý cảnh giới cao tầng. Thực lực như vậy, xưng bá Chu Tước quốc, cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, huyền cấp thần nguyên giá trị, cơ hồ có thể so ra mà vượt thánh thú chiến hồn, thậm chí, so thánh thú chiến hồn dùng tốt. Bởi vì, huyền cấp thần nguyên có thể thay đổi căn bản, nhưng là thánh thú chiến hồn, bình thường đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Trầm Uyên đấu thú, thiên văn kết giới co vào đến vạn đảo hồ, mà vạn đảo hồ bên trong, bỗng nhiên sinh ra huyền cấp thần nguyên, hải long thiên trụ, điều này nói rõ cái gì? Nói như vậy, cái này huyền cấp thần nguyên, rất có thể là thánh thiên phủ người, để ở chỗ này. Mà lại, là bọn họ để cái này huyền cấp thần nguyên, tại khoảng thời gian này xuất thế. Cho nên, đây mới là Trầm Uyên đấu thú chân chính quy tắc đi, giết người, chỉ là tin đồn, đạt được huyền cấp thần nguyên, mới có thể có đến Trầm Uyên đấu thú đệ nhất. Đạt được thần nguyên, mới có thể trở thành chân chính thánh thiên phủ đệ tử. Dù sao, coi như thiên tư không đủ, nhưng là nắm giữ huyền cấp thần nguyên, một khi tiến hóa thành công, đủ để tạo nên đầy đủ thiên tư. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, đoán chừng người còn sống, đều là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy cái kia huyền cấp thần nguyên. Đây là đủ để cải biến vận mệnh thần vật. Thánh thiên phủ thủ bút, thật sự là quá lớn, quá dày đặc. Cái này một phần trọng lễ, trực tiếp làm cho lòng người tình rung động, trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thậm chí có thể nói, trước đây đối Trầm Uyên đấu thú chỗ có hiểu lầm, hiện tại cũng tan thành mây khói. Ai nói thánh thiên phủ để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ có thể sống sót một người. Rõ ràng cũng là một trận rất đơn giản, tranh đoạt huyền cấp thần nguyên trò chơi. Những cái kia coi là muốn đấu thú giết hại người, đánh mặt đi. Kỳ thật cũng không có. Bởi vì lúc này thời điểm Nguyệt Linh Cơ, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, nàng thì đứng tại cái kia huyền cấp thần nguyên phía trên đảo nhỏ, so với ai khác đều muốn tới gần. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lý Thiên Mệnh đều khoảng cách rất xa, cho nên cho dù có thiên chi dực, hắn cũng không kịp. Chỉ thấy cái kia Nguyệt Linh Cơ xông vào vạn đảo hồ bên trong, không đến thời gian ba cái hô hấp, liền đã về tới trên mặt nước. Có thể nhìn đến, một cái chỉ có ngón tay dài, trên đó có 9 con rồng nhỏ quay quanh, tản ra màu xanh lam nhân uân chi khí, chính là huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ. Tiếp theo trong nháy mắt, Nguyệt Linh Cơ đã đem Hải Long Thiên Trụ thu vào, thả trong ngực. Từ đầu đến cuối, trên mặt nàng đều là kinh hỉ, hài lòng thần sắc. Làm Hải Long Thiên Trụ bị lấy đi về sau, vạn đảo hồ dị tượng cuối cùng đình chỉ, hết thảy đều cùng chưa từng xảy ra giống như. Nhưng là ai cũng biết, đại biểu Trầm Uyên đấu thú đệ nhất huyền cấp thần nguyên, đã tại Nguyệt Linh Cơ trên tay. Duy nhất trấn an chỗ, chỉ sợ là thiên văn kết giới bây giờ còn chưa co vào tiến vạn đảo hồ. Cho nên, tại Thánh Thiên Phủ không có tuyên bố Trầm Uyên đấu thú kết thúc trước đó. Bọn họ có lẽ, còn có cạnh tranh tư cách. Huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ, ngay tại ta trên tay, bất quá, Trầm Uyên đấu thú còn không có kết thúc, còn có người muốn lên đi tìm cái chết sao? Ta đã giết 6 người, ta muốn tiến đến 10 cái, tiếp cận một cái số nguyên. Nguyệt Linh Cơ thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên văn kết giới, nàng lớn lối như thế, bá đạo như vậy, như thế đắc ý. Quả nhiên, tại huyền cấp thần nguyên dụ hoặc phía dưới, có so Lý Thiên Mệnh còn phải nhanh hơn xuất hiện tại trước mắt nàng. Đó là hai cái Thương Hải Quốc Thiên Phủ thiên tài, tựa hồ là hai huynh đệ, thực lực cùng tinh khuyết, thần hạo không sai biệt lắm. Hai người bọn họ mang theo cộng sinh thú tiến lên vây công, cùng Nguyệt Linh Cơ, Phong Tuyết Ly Long tại vạn đảo hồ phía trên đánh cho long trời lỡ đất.
Nguyệt Linh Cơ xuất thủ vô cùng hung ác, không đến nửa khắc đồng hồ, hai cái ngự thú sư đầu đều bị tước mất, cộng sinh thú cũng bị Phong Tuyết Ly Long Long chảo tê liệt thành hai nửa. Soạt, cộng sinh thú thi thể rơi tại vạn đảo hồ phía trên, nhuộm đỏ mảng lớn vùng nước. Có chút máu tươi văng đến Nguyệt Linh Cơ trên mặt, để khăn che mặt của nàng đều nhuộm đỏ, nàng lấy xuống mạng che mặt, quả nhiên là cái đỉnh cấp mỹ nhân. Duy nhất khuyết điểm cũng là hai mắt có chút hẹp dài, lộ ra so sánh cay nghiệt. Còn có người không phục, còn có chịu chết người sao? Ta khoảng cách số nguyên, còn kém hai người đầu. Nếu như không có, cái này Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, còn có cái này huyền cấp thần nguyên, ta thì nhận. Ta loại này người, mới xứng đi thánh thiên phủ, các người đám phế vật này, vẫn là luôn đợi tại cái này rách nát chi địa, phí thời gian cả đời đi. Cơ Trường Viêm đâu, người chết chưa, ta biết người tại phụ cận. Nàng trên mặt ý cười, tay cầm song kiếm, quét mắt bốn phương tám hướng. Loại kia bế nghế, bá đạo khí chàng, ngược lại là có thiên hạ vô song cảm giác. Lý Thiên Mệnh biết, khi nàng giết chết Thương Hải Quốc hai người về sau, hẳn là không người hội lại không muốn sống nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết, đều quyết định lại trốn đi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để cái này Trầm Uyên đấu thú, cứ như vậy kết thúc. Đã Khương Thanh Loan cùng Mộc Tình Tình cũng không tìm tới, như vậy có lẽ các nàng đều ở chung quanh, chỉ cần mình hiện thân, các nàng cũng có thể nhìn đến chính mình. Hiện tại thiên văn kết giới càng ngày càng nhỏ, có thể cạnh tranh cái này huyền cấp thần nguyên thời gian không lâu. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định chiến đấu, tranh đoạt huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ. Nguyệt Linh Cơ trưởng khống Phong Tuyết, nàng đã ngồi ở Phong Tuyết Ly Long phía trên. Nàng đang chờ đợi thời gian trôi qua, hết thảy kết thúc. Dù sao, sẽ không có người lại có đảm lượng xuất hiện. Quá đơn giản, một chút ý tứ đều không có. Nàng bĩu môi. Ngay tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác nóng bỏng. Khi nàng quay đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến, một cái toàn thân nóng rực nam tử, ở trên mặt hồ vỗ cánh chạy như bay, trong nháy mắt vò tới trước mắt của nàng. Là ngươi, Nguyệt Linh Cơ nở nụ cười gằn. Lần trước không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, còn để Lý Thiên Mệnh cứu đi một cái người, đối với nàng mà nói, chính là một loại làm nhục. Đây là Trầm Uyên đấu thú bên trong, một cái duy nhất, để cho nàng ăn quả đắng qua người. Lần nữa nhìn đến Lý Thiên Mệnh, mà lại hắn trả cả gan đến cướp đoạt thần nguyên, Nguyệt Linh Cơ sát cơ, đã đốt bốc cháy. 9, là chí tôn số lượng, giết ngươi, thủ 9 cái số này, vậy cũng không tệ. Ngươi cần phải đến từ Chu Tước Quốc, tên gọi là gì? Nguyệt Linh Cơ trong mắt chậm rãi đều là miệt thị. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản nhân tên, gọi là Lý Cha. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, toàn thân vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, đã cuồn cuộn mà động. Lý Cha, cái tên này, thật sự là cổ quái, bất quá, hôm nay bắt đầu, đây chính là cái chết người tên. Nguyệt Linh Cơ nở nụ cười, cùng Phong Tuyết Ly Long liếc nhau một cái, một người một rồng, đã áp bách xuống. Tiểu hoàng gà chính mình bay lên, nhìn lấy cái kia Phong Tuyết Ly Long ánh mắt, có chút không có hảo ý. Thật xinh đẹp, ta muốn cưỡi rồng thượng thiên, nó cười hắc hắc nói. Vậy phải xem, ngươi không có bản lãnh, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đây là một cái đối thủ cường đại. Đây là một cửa ải khó. Nhưng, điều này cũng làm cho Lý Thiên Mệnh, chiến ý mãnh liệt. Cả đời này, chỉ có một cơ hội này có thể cứu mẹ thân. Nguyệt Linh Cơ thì là mẫu thân sống sót lớn nhất ngăn cản, cho nên một trận chiến này, hắn sẽ làm toàn lực ứng phó. Đem sinh tử, đều không để ý. Nếu không, như thế nào để mẫu thân, đang bị tiểu mệnh kiếp tra tấn 20 năm về sau, đang bị lời nói lạnh nhạt 20 năm sau, dồn vào tử địa, dục hỏa trọng sinh. Nàng cái này 20 năm, bị qua cái gì, Lý Thiên Mệnh đều rõ ràng. Hắn biết, nếu như cứ như vậy kết thúc sinh mệnh, Vệ Tịnh so với hắn đều muốn không cam tâm. Với hắn mà nói, là mẫu thân cho tính mạng của mình, cho mình hết thảy, đời này, không thể hồi báo. Người nào nói tất cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Hắn chỉ muốn, dốc hết nhiệt huyết, vì để cho nàng sống sót, bại hết tất cả. Đừng nói là Nguyệt Linh Cơ, bất kể là ai ngăn cản ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Hắn giờ phút này thiêu đốt chiến ý, nóng rực ánh mắt, cuồng bạo ý chí, thậm chí để Nguyệt Linh Cơ đều có chút kinh hãi. Ý chí của hắn, xác thực đầy đủ đáng sợ, cái kia một đôi thiêu đốt ánh mắt,
tựa như là thiêu tại ngũ tạng lục phủ phía trên. Mà Nguyệt Linh Cơ lúc này thời điểm mới chợt nhớ tới. Lý cha, cái tên này, không phải liền là cùng, cha ngươi, tương tự sao? Lớn mật, một giới phế đồ, cũng dám trêu đùa ta, ngươi muốn chết. Ở trước mặt nàng tự xưng cha nàng. Nguyệt Linh Cơ sát khí, trong nháy mắt xông lên ba cái cấp bậc. Tay nàng cầm cấp 6 thú binh, phong lai kiếm, cùng tuyết lâm kiếm, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Trực tiếp ở trên mặt nước lướt sóng đánh tới. Cái kia phong tuyết ly long phun ra một hơi thở, cái kia màu xanh lam khí tức chỗ đến, lấy nó làm trung tâm, bán kính ba trong phạm vi ngàn mét hồ nước trong nháy mắt đóng băng thành hàn băng. Nguyệt Linh Cơ chân đạp hàn băng, giống như trên đất bằng chiến đấu một dạng. Đây là linh nguyên thần thông, đông lạnh trời lạnh khí, đông lạnh trời lạnh khí chỗ đến, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Toàn bộ vạn đảo hồ, trời đông giá rét, vô số sinh vật nhỏ tại cái này đóng băng bên trong, tại cũng khó có thể động đậy. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám cánh tay đã nắm chặt, hắn thời khắc này bạo tạc lực lượng, cơ hồ đưa trên cánh tay vải vỡ nát nứt. Trong tay phải, viêm long xiềng xích như cùng một cái hỏa diễm thần long, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Cả đời này, đều là ngươi ban cho ta. Nếu như không có ngươi, ta không biết cái kia 3 năm, ta như thế nào tới. Nương, có lẽ đời này, ta không thể đáp lại ngươi quá nhiều, không thể đem tất cả ân, toàn bộ còn cho ngươi. Nhưng là lần này, ta nhất định muốn tranh thủ một cơ hội này, đây là ta cả đời này, trọng yếu nhất cơ hội. Cho nên, Nguyệt Linh Cơ, giết. Một chữ giết, hô lên hắn ngập trời chiến ý. Giết. Giết hắn cái, không chừa mảnh giáp. Giết. Giết hắn cái, quỳ xuống đất run rẩy. Hắn đã đột phá, đây là hắn lần thứ nhất, thi triển linh nguyên cảnh tầng thứ 5 lực lượng. Hắn cảnh giới xác thực rất thấp, nhưng là chiến lực của hắn, đã nghịch thiên. Nhất là tăng thêm Khương Phi Linh Phụ Linh, giờ phút này luyện ngục chi nguyên, điên cuồng vận chuyển, nghịch thiên chi lực nước vọt khắp toàn thân. Giao phong trước trong nháy mắt, Khương Phi Linh cùng Tiểu Hoàng Gà, cũng đang giúp trợ hắn. Phụ Linh, một mực nương theo, nếu như không có Phụ Linh, lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại trình độ, nhiều lắm là đánh bại Thần Hạo Tinh Khuyết. Thiên chi dực, để Lý Thiên Mệnh có thể bay trên trời chiến đấu, chiếm cứ ưu thế. Thời gian tràng, để Lý Thiên Mệnh tốc độ càng nhanh. Lấy thời gian tới áp chế đối thủ tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Thời gian chàng là một cái lĩnh vực. Đến mức Tiểu Hoàng Gà bên kia, vậy đến tự thái cổ hỗn độn cự thú thần thông, luyện ngục thuẫn giáp, cơ hồ ngay đầu tiên, liền đã phun tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Tương đương với một miệng luyện ngục hỏa, để Lý Thiên Mệnh toàn thân thiêu đốt, như là mặc giáp trụ phía trên một thân hỏa diễm lông vũ chiến giáp. Như hôm nay văn kết giới tiếp tục co vào, thời gian không đợi người. Rất nhanh. Thiên văn kết giới liền đã co vào đến vạn đảo hồ phạm vi, liền Mặc Lâm bọn họ, đều chỉ có thể trốn vào vạn đảo hồ quan chiến. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đã cùng cái kia Nguyệt Linh Cơ lần thứ nhất giao phong. Cái kia tiếng oanh minh âm, chính là Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào dưới chân 3.000 mét hàn băng phía trên. Nhất quyền thiêu đốt chi lực, trực tiếp chấn vỡ hàn băng, để vạn đảo hồ long trời lỡ đất. Muốn đứng tại hàn băng phía trên chiến đấu. Lý Thiên Mệnh để cho nàng, chỉ có thể phiêu phù ở mặt nước. Mặt nước không tốt mượn lực, đối nàng linh hoạt, tốc độ đều sẽ có ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, lại có thể bay lên không trung chiến đấu, mượn nhờ không khí chi lực lượng. Còn thật có chút bản lãnh. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh một tiếng, cùng cái kia phong tuyết ly long cùng một chỗ, chân đạp hồ nước cùng vụn băng, khua tay trường kiếm, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Tay trái, phong lai kiếm. Thi triển, siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, phong ma cửu kiếm. Tay trái, tuyết lâm kiếm, thi triển, siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, băng phong vạn lý kiếm quyết. Một tay cuồng phong gào thét, kiếm khí hình thành phong bạo, một tay hàn băng vạn lý, trời đông giá rét, nhất kiếm xuyên tâm, băng lãnh thấu xương. Tay trái tay phải đồng thời sử dụng, cũng coi như nhất tâm lưỡng dụng, đây đã là đỉnh cấp thiên phú. Tại bên người nàng, phong tuyết ly long bá đạo hung ác, nó thần thông quá nhiều. Trưởng khống phong bạo băng tuyết chi lực. Tại tác dụng của nó dưới, chẳng những hồ nước tiếp tục kết băng, chỉ sợ liền không khí đều muốn ngưng tụ ra gai băng tới. Người như ngươi, thậm chí cũng không biết, mình rốt cuộc có buồn cười biết bao. Thì chút bản lãnh này, cũng muốn đến tranh đoạt, vốn là không thứ thuộc về ngươi. Thật sự là không chết qua, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi muốn cầm Hải Long Thiên Trụ, ngươi cầm được đến sao? Nàng một bên áp chế Lý Thiên Mệnh,
một bên Sương cuồng tiếu, trong ánh mắt của nàng, có đối lý thiên mệnh thật sâu miệt thị. Trong lời nói của nàng có lời nói, nhưng lại nói đến không rõ ràng. Chỉ bất quá, Lý Thiên Mệnh híp mắt, đang nháy né qua công kích của đối phương về sau, hắn đột nhiên hỏi. Ý của ngươi là, ngươi liền cấp 6 thú binh cũng dám sử dụng, cho nên, ngươi là dự định đệ nhất sao? Thánh Thiên Phủ, làm ra trận thế lớn như vậy, lại dự định một cái đệ nhất. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không tin, nhưng là nghe được người này nói những lời này, lại liên tưởng Hải Long Thiên Trụ cái này huyền cấp thần nguyên, rõ ràng chính là cho người này cộng sinh thú chế tạo riêng. Hắn cảm thấy, kỳ thật có cái này khả năng. Đây là đối với hắn trong suy nghĩ, Thánh Thiên Phủ hình tượng làm nhục. Nhưng, hắn sớm cũng không phải là ngây thơ người. Mạnh hơn địa phương, sắt nhất định có càng đáng sợ luật rừng, có chí cao đẳng cấp xâm nghiêm. Nói một cách khác, cường giả có thể làm tất cả mọi chuyện. Bao quát, dự định. Cái này gọi người, làm sao có thể chịu phục. Vệ Thiên Thương thế nhưng là đem Vệ Tĩnh tánh mạng, cùng Trầm Uyên đấu thú đệ nhất móc nối. Ngươi suy nghĩ nhiều, loại người như ngươi, tranh giành đoạt không qua ta, thì dùng âm mưu luận đến công kích ta, cái gọi là tránh thức vô năng kẻ hèn nhát, nói cũng là người như ngươi đi, bố cục quá nhỏ. Nguyệt Linh Cơ sắc mặt lạnh lùng, kiếm thế lại càng thêm hung hoành. Vậy xin hỏi, ngươi làm sao có thể sử dụng cấp 6 thú binh? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ngươi sai, đây là cấp 5 thú binh, Nguyệt Linh Cơ thản nhiên nói. Cấp 5 thú binh, nắm giữ màu xanh lam thiên văn. Lý Thiên Mệnh cười. Chỉ hưu bảo ngựa. Buồn cười. Ngươi đừng nói nhảm, ta không dùng cái này thú binh, cũng có thể cầm xuống ngươi, bản thân đường đường chính chính, dung ngươi không được ở chỗ này phỉ báng. Ngươi thật sự là nhu nhược vô năng, mới có thể giống một vị phụ nhân một dạng, ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Ngươi nếu có thể lấy bản lĩnh thật sự đánh bại ta, ta cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục, đem đệ nhất cùng huyền cấp thần nguyên nhường cho ngươi. Nhưng là, ngươi lại lựa chọn lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán, không có ý tứ, ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Nguyệt Linh Cơ lúc nói chuyện, cái kia Phong Tuyết Ly Long thi triển linh nguyên thần thông cụ Phong Long Quyển. Trong nháy mắt, phong bạo như rồng, hủy thiên diệt địa, đem đại lượng hồ nước cuốn lên thương thiên, hình thành thác nước hướng về Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà đập tới. Chết! Nguyệt Linh Cơ song kiếm phá vỡ hồ nước, đâm về Lý Thiên Mệnh vị trí hiểm yếu. Đây chính là ngươi nói, coi như dự định, ngươi muốn là chiến bại, cũng đem đệ nhất cùng thần nguyên nhường cho ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ha ha, không có vấn đề a, đáng tiếc, đầu ngươi hết rồi. Nguyệt Linh Cơ có thể nói là cực kỳ tự phụ, một kiếm kém chút đâm trúng Lý Thiên Mệnh vị trí hiểm yếu. Kiếm thế biến đổi, cái kia Tuyết Lâm kiếm quét ngang mà đến, trong nháy mắt đến Lý Thiên Mệnh cổ. Tiếp theo trong nháy mắt, sợ là đầu đều muốn bay ra ngoài. Đinh! Đúng vào lúc này, một tiếng chói tai bén nhọn tiếng ma sát xuất hiện. Nguyệt Linh Cơ thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, trực tiếp lấy thân thể máu thịt, chặn chính mình một kiếm. Cấp 6 thú binh Tuyết Lâm kiếm, bổ vào trên cánh tay của hắn, phát ra sắt thép ma sát thanh âm, trong nháy mắt đó tia lửa văng khắp nơi. Lý Thiên Mệnh trên cánh tay trái quấn quanh vải, đều bị hắn xé rách hơn phân nửa, nàng hoàn toàn có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cánh tay của hắn, vậy mà bao trùm lấy hình 6 cạnh vải màu đen, vô cùng chỉnh tề, vô cùng mỹ quan, kinh người hơn chính là, liền cấp 6 thú binh đều không chặt đứt. Hô! Nàng không có thời gian kinh ngạc, bởi vì ngay tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, bỗng nhiên thoát ra một cái tiểu hoàng gà, đột nhiên phun ra một miệng luyện ngục hỏa. Oanh! Nguyệt Linh Cơ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. May mắn, tại luyện ngục hỏa đụng chạm lấy thân thể trước đó, cái kia Phong Tuyết Ly Long thi triển thần thông, đem nàng đóng băng thành một cái băng cầu. Ầm! Băng cầu nổ tung thời điểm, đem luyện ngục hỏa mang bay ra ngoài, tạm thời không có thương tổn đến cái này Nguyệt Linh Cơ. Nhưng là vừa rồi một màn kia, đã để Nguyệt Linh Cơ vô cùng kinh ngạc. Cánh tay của người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bất ngờ nhìn đến đánh bay chính mình trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà liền đã cùng một chỗ dây dưa Phong Tuyết Ly Long. Tiểu Hoàng Gà cười gằn, nhào tới. Nó muốn, cưỡi rồng thượng thiên. Lý Thiên Mệnh nắm giữ Khương Phi Linh, nàng thiên chi dực có thể cho Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông lên thiên. Nhưng là, Nguyệt Linh Cơ nhiều lắm là chỉ có thể nhảy lên thiên không, nhưng lại không thể trên bầu trời trường kỳ tác chiến. Phong Tuyết Ly Long giận dữ.
Nó thi triển thần thông phong bạo thiên nhận, trong nháy mắt, vô số cuồng phong ngưng tụ trở thành cương khí, ùn ùn kéo đến, lấy ngàn mà tính đao phong phóng tới Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh thi triển hỏa hồn thiểm ảnh, tại thời gian chàng bao trùm phía dưới, đao phong tốc độ đều trở nên chậm. Hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ xuyên thẳng qua đao phong, vọt thẳng đến phong tuyết ly long trước mắt. Lúc này, Nguyệt Linh Cơ đã giết trở về, kiếm khí trùng thiên, một đạo cuồng phong kiếm ý cùng một đạo băng tuyết kiếm ý, bao phủ lại Lý Thiên Mệnh. Ngươi đi xuống. Tiểu hoàng gà nghe được Lý Thiên Mệnh phân phó, trực tiếp cản ở phía dưới, trong nháy mắt mở rộng chính mình luyện ngục thuẫn giáp, chặn Nguyệt Linh Cơ ngút trời kiếm khí. Luyện ngục thuẫn giáp vậy mà đều bị đánh nát. Bất quá, tiểu hoàng gà đã vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ đến thời gian. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia phong tuyết ly long trước mắt. Giống. Phong tuyết ly long lần nữa phun tuyết, trời đông giá rét, đây là một chiêu linh nguyên thần thông, tuyết quốc thiên lâm. Nhưng là, tuyết này quốc thiên lâm, căn bản đông lạnh không ngừng Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn luyện ngục thuẫn giáp chính là luyện ngục hỏa hình thành. Phổ thông hàn băng, sao có thể đông cứng hắn? Siêu siêu. Viêm long xiềng xích cuốn lấy cái kia phong tuyết ly long đầu rồng. Cái này chỉ là trong nháy mắt. Lên. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, thiên chi dực vô cùng bay lên vân tiêu. Khiến người ta kinh hô chính là, Lý Thiên Mệnh vậy mà dùng viêm long xiềng xích, kéo lấy cái kia phong tuyết ly long đầu rồng, đem cái này cự thú hướng trên trời kéo. Đây chính là thần long, không phải một con trâu. Nhưng là, viêm long xiềng xích rất sắc bén. Nó không phải từ vòng sắt tạo thành, mà chính là từ long lân hình dáng lưỡi dao tạo thành. Đừng nghĩ động. Làm xiềng xích quấn chặt lấy phong tuyết ly long đầu rồng thời điểm, lưỡi dao trực tiếp cắt tiến huyết nhục bên trong. Dạng này đi lên rồi, chỉ cần phong tuyết ly long chính mình dùng lực, đều có thể đem chính mình đầu rồng chặt đứt. Mà lại, cái kia sắc nhọn nhất viêm long nha, trực tiếp đâm vào khoang miệng của nó phía trên, kém chút liền đem đầu lưỡi cùng hàm dưới đinh ở cùng nhau. Cho nên phong tuyết ly long căn bản không dám cùng Lý Thiên Mệnh đấu sức. Nó chỉ có thể bị đi lên kéo, nó linh nguyên thần thông, đa số đều không đánh tan được Lý Thiên Mệnh luyện ngục thuẫn giáp. Phong bạo, Lý Thiên Mệnh có thể tránh. Băng tuyết, muốn đông cứng luyện ngục thuẫn giáp không dễ dàng. Tiểu hoàng gà hiện tại mạnh nhất cũng là thần thông. Cho dù là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, cũng không thể phá. Mà lại, làm tiểu hoàng gà chặn Nguyệt Linh Cơ một cái công kích, quay người đi lên. Trực tiếp truy đuổi Lý Thiên Mệnh cùng phong tuyết ly long mà đi. Bọn họ đều là có thể bay. Nhưng là, Nguyệt Linh Cơ không bay được, chỉ cần lên tới đầy đủ không trung, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể dương mắt nhìn. Lần này, nàng phiền muộn, hốt hoảng, bạo nộ rồi. Muốn chết, nàng nhảy lên thật cao, nhảy lên thương thiên, chỉ cần nàng có thể vọt tới phong tuyết ly long bên người, có phong tuyết ly long chèo chống, bay trên trời chiến đấu còn không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn có thời gian chàng. Nàng vừa nhảy tới thời điểm. Hoàn toàn không chỗ mượn lực, trực tiếp để tiểu hoàng gà một miệng luyện ngục hỏa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng cho phun xuống tới. Khi nàng phía dưới đến về sau, Lý Thiên Mệnh đã kéo lấy phong tuyết ly long, tại hơn 200 mét trên trời. Nguyệt Linh Cơ ngây ngẩn cả người. Nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại này chiến đấu thủ đoạn. Nàng tự nhận là, có thể nghiền ép đánh bại Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, nàng hiện tại chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn A. Ai biết, đối thủ lại là một cái biết bay người chim A. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh linh hoạt đa dạng, quả thực khiến người ta thổ huyết. Phong âm, mau xuống đây. Nguyệt Linh Cơ đứng ở trên đảo, thân thể mềm mại tức giận đến run rẩy. Phong tuyết ly long kêu lên một tiếng giận dữ, điên cuồng giãy giụa, càng giãy giụa, viêm long xiềng xích thì càng cắt chém huyết nhục. Mà lại Lý Thiên Mệnh lượn quanh vài vòng, còn tại nó trên thân dây dưa nữa mấy tầng. Tiểu hoàng gà đã đến. Lão tử, cưỡi rồng thượng thiên. Tại Lý Thiên Mệnh quấn lấy phong tuyết ly long, không để cho đi xuống thời điểm, tiểu hoàng gà trực tiếp ở trên lưng, lấy tam dương trọng chảo, xé rách long lân, xé rách huyết nhục. Xin gọi ta, rút gân lột ra đại hiệp, để ta xem một chút, gân rồng của ngươi ở nơi nào. Câu nói này nói ra, liền phong tuyết ly long đều run rẩy. Long gân muốn là rút ra, cái này phong tuyết ly long thì triệt để phế bỏ. Ta cảnh cáo ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có gan cho ta xuống tới. Nguyệt Linh Cơ ở phía dưới mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ gào thét.
Lý Thiên Mệnh thì cùng không nghe thấy uy hiếp của nàng giống như. Chiến đấu, vốn là muốn phát huy ưu thế, coi trọng thủ đoạn. Nếu có loại này có thể lấy khéo léo đánh bại đối thủ biện pháp, làm gì cùng nàng sinh tử vật lộn đâu. Cái kia là kẻ ngu hành động. Tại Nguyệt Linh cơ đe dọa phía dưới, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Nhìn ta, nông phu ba quyền. Nhớ đến Thanh công chúa lão trào phúng chính mình là trồng trọt. Hôm nay, liền để cái này Phong Tuyết Ly Long, nhấm nháp một chút chính mình, nông phu ba quyền. Đương nhiên, nhưng thật ra là Tam Dương trọng quyền. Hắn ngăn chặn cái này Phong Tuyết Ly Long. Tại tiểu hoàng gà đã xé rách đối phương mấy chục chiếc vảy rồng, để hắn đau đến lăn lộn, bá khí mất đi, không có chút nào long uy thời điểm, Lý Thiên Mệnh liên tục ba quyền, nện ở hắn trên ót. Oanh! 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 Ba quyền phía dưới, Phong Tuyết Ly Long trong nháy mắt mềm xuống tới. Quản ngươi cái gì sư tử, thần long, đều phải chịu thua. Liên tục ba quyền phía dưới, Phong Tuyết Ly Long buồn bã hô một tiếng, toàn thân run rẩy, máu me đầm đìa, hấp hối. Nó nhận lấy thần hạo thất tinh dực sư một dạng đãi ngộ. Mượn nhờ thiên chi dực mỹ diệu, chụp một kích phá, thực sự quá mỹ diệu. Làm Phong Tuyết Ly Long toàn thân mềm nhũn ra, cùng một con cá giống như bị Lý Thiên Mệnh treo thời điểm, phía dưới Nguyệt Linh cơ chỉ có thể một bên chửi mắng, một bên trên nhảy dưới tránh. Không có cách, chân ngắn, là nguyên tội a. Ai bảo Lý Thiên Mệnh có thể ở trong mây chạy như bay? Nguyệt Linh cơ, có phục hay không? Lý Thiên Mệnh không có giết Phong Tuyết Ly Long. Hắn có chừng mực. Đệ nhất, cuộc chiến đấu này, có người quan chiến, giết người sẽ có phiền phức. Thứ hai, Nguyệt Linh cơ hư hư thực thực dự định, nếu như thật dự định, cái kia chỉ sợ cũng có thánh thiên phủ quan hệ, xúc động giết nàng cộng sinh thú, hậu quả khả năng phiền phức. Hắn chỉ muốn đệ nhất, chỉ muốn huyền cấp thần nguyên. Loại tình huống này, giết người không cần thiết. Ta không phục, ngươi cái phế vật này, ngươi chỉ có thể dựa vào loại này vô sỉ phương pháp đánh bại ta cộng sinh thú. Ngươi không xứng làm nam nhân, Nguyệt Linh cơ tức đến xanh mét cả mặt mày. Vừa rồi, nàng chính là khinh miệt, trêu đùa. Hiện tại, nàng chỉ có thể tức giận đến phát run, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, lại cầm Lý Thiên Mệnh không có biện pháp nào. Ngươi còn không phải sử dụng cấp 6 thú binh. Còn chỉ hưu bảo ngựa cưỡng từ đoạt lý. Đã ngươi không phục, cái kia ta hôm nay, thì đánh tới ngươi phục. Lý Thiên Mệnh hất ra viêm long xiềng xích, Phong Tuyết Ly Long thân thể to lớn nện xuống đến, đánh tới hướng Nguyệt Linh cơ. Phong Tuyết Ly Long đã bị thương, căn bản không có tiếp tục chiến đấu khả năng. Cho nên, Nguyệt Linh cơ chỉ có thể ôm hận, để nó trước quay về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng. Chỉ ít tại cộng sinh không gian đặc thù trong hoàn cảnh. Hắn thương thế chuyển biến xấu so sánh chậm chạp. Mà lại, cấp bậc này cộng sinh thú, tự thân đều có cường đại huyết nhục khôi phục năng lực. Chỉ cần không tiếp tục chiến đấu, thoát ly nguy hiểm tính mạng không là vấn đề. Nhưng là, cái này khiến Nguyệt Linh cơ, như thế nào đối mặt Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú? Ta biết ngươi là ai, cộng sinh thú là một con gà con, rất đặc thù nhân vật, gọi là Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh cơ híp mắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Còn thật thông minh, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Như ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy người, chỉ dám vây công ta cộng sinh thú, ngươi căn bản không có tư cách, cùng ta giao phong. Hiện tại, ngươi còn muốn hai đánh một, vây công ta, coi như ngươi thắng, ta cũng không thừa nhận, ngươi đánh bại qua ta. Nguyệt Linh cơ nói. Ai nói, ta muốn vây công ngươi, liền lấy ngươi cấp 6 thú binh, ta theo ngươi đơn đấu, tránh khỏi ngươi thua về sau, còn cùng phụ nữ một dạng ồn ào. Nguyệt Linh cơ ánh mắt sáng lên. Ngươi nói thật chứ? Không phải vậy đâu. Ha ha, ngươi sẽ hối hận cái này quyết định, ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nguyệt Linh cơ âm lãnh nói. Huỳnh Hỏa, một bên chơi đùa đi. Lý Thiên Mệnh không có trả lời Nguyệt Linh cơ, mà chính là cùng Huỳnh Hỏa nói một tiếng. Đập nát nàng cái mông, tiểu hoàng gà bị ổi cười nói. Lúc này, luyện ngục thuẫn giáp còn tại Lý Thiên Mệnh trên thân thiêu đốt. Kỳ thật tính toán ra, tiểu hoàng gà cũng còn có giúp đỡ. Đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh nhất định phải để cho nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không, muốn để nàng cam tâm tình nguyện xuất ra, Hải Long Thiên Trụ, nói nghe thì dễ. Dù là cái này huyền cấp thần nguyên chính mình không thích hợp, nhưng là, về sau có cơ hội cũng có thể đổi lấy. Luôn có băng thủy hệ cộng sinh thú, trong tay có hỏa diễm thần nguyên. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh cơ đã không kịp chờ đợi. Vì trả thù, vì giết chết Lý Thiên Mệnh, nàng một khắc cũng chờ đợi không được.
Nhưng theo một góc độ khác đã nói, nàng dám như thế trắng trợn giết người, chứng minh nàng có đặc quyền. Đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Không phải nàng bản thân nguy hiểm, mà chính là sau lưng nàng, tồn tại nguy hiểm, khiến người ta không dám tưởng tượng bóng mờ. Nhưng, vì Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn. Nếu không phải như thế, đối mặt cái này giết chóc quen tay đối thủ, Lý Thiên Mệnh đã sớm giết chết Phong Tuyết Ly Long, sau đó cùng Tiểu Hoàng Gà cùng một chỗ chém giết nàng. Hắn chỉ muốn cứu Vệ Tịnh, hắn không muốn sinh sự đoan. Đinh! Phong Ma Cửu Kiếm, Băng Phong Vạn Lý Kiếm Quyết, Nguyệt Linh Cơ Song Kiếm Hợp Bích. Lý Thiên Mệnh đột nhiên di động. Thời gian chàng bên trong, hắn nhanh làm cho người khác giận sôi. Mở mắt, đột nhiên ở giữa, Mê Linh Chi Đồng sử dụng. Sau đó, Tang Hồn Thất Sát, Đệ Nhất Sát, Đệ Nhị Sát, Đệ Tam Sát, gào khóc thảm thiết, oan hồn lấy mạng, quỷ dị mà thê lương thanh âm, vờn quanh lỗ tai. Thủ đoạn như vậy, có điểm giống là thanh âm thắt ngự thú sư thủ đoạn. Phối hợp Mê Linh Chi Đồng, càng thêm quỷ quyệt. Ánh mắt, lỗ tai, gần như đồng thời xa vào đến mê huyễn bên trong. Nguyệt Linh Cơ giờ phút này, tiếp nhận chính là trước nay chưa có khảo nghiệm. Đệ tứ sát, đệ ngũ sát, đệ lục sát. Mấu chốt là, Tang Hồn Thất Sát bản thân roi pháp, cũng cực kỳ hung mãnh, một chiêu so một chiêu cường. Liên tục 6 lần, Nguyệt Linh Cơ chỉ có thể sắc mặt tái nhợt, tại Lý Thiên Mệnh cuồng bạo thế công bên trong. Nàng sát lục kiếm quyết, hiện tại chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Đinh đinh đinh, binh khí đụng nhau. Cấp 6 thú binh tại tiếp nhận cuồng phong bạo vũ công kích thời điểm, cái kia cũng không gì hơn cái này. Đệ thất sát. Một chiêu cuối cùng, chính là Tang Hồn Thất Sát chân chính chỗ tinh hoa. Một chiêu này, như là độc long xuất động hang, lao vút mà ra, trực tiếp xuyên thấu kiếm quyết. 3. Nguyệt Linh Cơ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quất bay, hai tay song kiếm trực tiếp tuột tay, cắm trên mặt đất. Ngẩng đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh đang ở trước mắt. Hô. Tiếp theo trong nháy mắt, viêm long xiềng xích lấy tốc độ nhanh hơn, cuốn lấy Nguyệt Linh Cơ phần eo. Lý Thiên Mệnh đem trói gô, buộc đến cực kỳ chặt chẽ, đường cong lộ ra, có chút xấu hổ. 3. Lý Thiên Mệnh đem kéo lại, đập xuống đất, bằng. Giờ khắc này, Nguyệt Linh Cơ cơ hồ tan ra thành từng mảnh, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đã trắng bệch. Huyền cấp thần nguyên, là của ta. Lý Thiên Mệnh động tác nhanh nhất, trực tiếp đem tay vươn vào trong ngực của nàng. Một trận tìm tòi. Chướng ngại vật thực sự quá lớn, đã cách trở bàn tay của hắn. Lý Thiên Mệnh một trận tìm tòi, cuối cùng đem cái kia Hải Long Thiên Trụ móc ra. Loại này thần vật, đương nhiên là tranh thủ thời gian giấu đi a. Huyền cấp thần nguyên a, cơ hồ có thể so với thánh thú chiến hồn bảo vật. Cứ như vậy, rơi vào trong tay mình. Cầm tới Hải Long Thiên Trụ một khắc này, Lý Thiên Mệnh có một loại thoải mái lật trời cảm giác. Ca ca, ngươi mò cái gì đâu? Trong thân thể truyền đến Khương Phi Linh ghen tuông ngút trời thanh âm. Nguyên lai, nàng cũng sẽ ăn dấm a. Hải Long Thiên Trụ a. Ngươi mò được là thiên văn kết giới đi. Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên văn kết giới. Hình bán cầu, giống như, là cái này hình dáng. Hiểu lầm, dù sao cái này Hải Long Thiên Trụ hơi nhỏ, khó tìm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Thượng thương làm chứng. Hắn tuyệt đối không phải cố ý. Ta không để ý tới ngươi, nàng vẫn có chút tức giận a. Linh Nhi, tuyệt đối đừng sinh khí, ta thật không phải cố ý, ta cũng chỉ đối ngươi thiên văn kết giới có hứng thú. Lý Thiên Mệnh vội vã giải thích nói. Tuy nhiên nàng không nói, nhưng là làm sao cảm giác, tiểu cô nương này tại e lệ a. Thương thiên a, trên thế giới này, thuần khiết chẳng lẽ chỉ có chính mình sao? Lý Thiên Mệnh không phục. Lấy đi Hải Long Thiên Trụ, lần này, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, hẳn là ta đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thiên văn kết giới đã thu vào vạn đảo hồ. Đoán chừng nửa ngày bên trong, thiên văn kết giới liền sẽ co vào hoàn tất. Thiên văn kết giới. A, à, cái này cành không qua được, hiện tại không ngớt văn kết giới cũng không thể nói chuyện, thì có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mẹ nó. Ngượng ngùng a. Còn tốt tiểu hoàng gà nghe không được bọn họ đối thoại, không phải vậy muốn bị chế giễu cả đời. Cũng chỉ có bị trói chặt Nguyệt Linh Cơ cái kia phẫn nộ lại vô lực biểu lộ, mới có thể để cho Lý Thiên Mệnh theo xấu hổ bên trong giải thoát đi ra. Quang Minh chính đại đánh bại ngươi, chịu phục sao? Lý Thiên Mệnh giận tái mặt, thanh âm âm lãnh hỏi.
ta không phục, ngươi nếu không phải gian lận, trước đánh bại ta Phong Âm, ngươi không có khả năng thắng ta, ngươi cộng sinh thú cũng là cái phế vật. Nguyệt Linh cơ táo bạo nói. Ngươi có mau bệnh a, à, vì sao nhục nhã ta, ta chính là đi ngang qua đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Tiểu Hoàng Gà bĩu môi nói. Quản ngươi có tức giận hay không, dù sao Hải Long Thiên Trụ ta lấy được, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất chính là ta, ngươi có phục hay không, đều không có gì cái gọi là. Lý Thiên Mệnh cũng lười cùng nàng dây dưa. Hắn cất kỹ cái này Hải Long Thiên Trụ. Hắn cũng không tin, loại này huyền cấp thần nguyên nơi tay, rõ ràng đệ nhất chính là mình, Nguyệt Linh Cơ. Còn có thể bị dự định sao? Còn có người nhìn lấy đây. Ha ha, Nguyệt Linh Cơ thì cười lạnh một tiếng. Thả ta ra, ta đi. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Lý Thiên Mệnh đánh tan nàng, để cho nàng táo bạo, bất lực, khuất nhục, khó chịu, thậm chí sắc mặt tái xanh, tức giận đến run rẩy. Để cho nàng vứt bỏ Hải Long Thiên Trụ, để cho nàng cộng sinh thú trọng thương. Mẫu thân tánh mạng quan trọng, Hải Long Thiên Trụ đã tới tay, cũng không phải sinh tử cừu địch, vẫn là không muốn sinh sự đoan đi. Hắn biết, những người còn lại, cần phải đều nhìn đến chính mình đánh bại Nguyệt Linh Cơ. Nếu như cái này còn muốn dự định, trừ phi Thánh Thiên Phủ, đem tất cả mọi người giết, để Nguyệt Linh Cơ một người còn sống ra ngoài. Vậy liền không ai nói. Loại tình huống này, hẳn là sẽ không tồn tại a. Hắn đối Thánh Thiên Phủ không hiểu rõ, nhưng, làm sao cũng là to lớn, đáng sợ, nguy nga địa phương. Cho nên, hắn buông lỏng ra Nguyệt Linh Cơ buộc chặt. Ha ha, Nguyệt Linh Cơ khó khăn đứng lên, lại âm nở nụ cười gằn. Người đau răng sao, dạng này cười, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh, người người sẽ phải hối hận. Nguyệt Linh Cơ sau cùng nói một câu, quay người, gọn gàng, thực sự ở trên mặt nước, một chút thì đi xa. Thiên văn kết giới tuy nhiên thu vào vạn đảo hồ. Nhưng là, vạn đảo hồ bên trong, còn có ẩn thân địa phương. Hối hận. Nàng sau cùng lời nói, xác thực cho Lý Thiên Mệnh mang đến một chút kỳ quái tín hiệu. Không biết Trầm Uyên đấu thú, còn sẽ có biến hóa khác sao? Liền Mộ Dương đều nói, coi nhẹ đệ nhất, coi trọng tánh mạng. Mà bây giờ, chính mình khuất nhục quần hùng, là đệ nhất đi. Liền Nguyệt Linh Cơ đều chỉ có thể tan tác rời đi, còn có ai? Thừa buổi chiều, lo lắng liền sẽ công bố. Tiếp đó, chỉ có chờ. Đợi đến thiên văn kết giới, đem tất cả mọi người thu tới. Hắn nhìn về phía Mạc Lâm phương hướng của bọn hắn, ba người bọn hắn nhìn đến chính mình chiến đấu. Hiển nhiên, Thần Hạo, Tinh Khuyết, bọn họ chỉ sợ từ nay về sau, triệt để đã mất đi cùng mình so sánh dũng khí. Sau khi trở về, Tuyết Lam sẽ biết, bọn họ bị bại nhiều thảm liệt, mà Lý Thiên Mệnh, lấy được Trầm Uyên đấu thú tối cao vinh dự. Bây giờ còn có một cái chuyện không xác định, cũng là Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh không cần sợ cao điệu, hắn trực tiếp nhìn bốn phía, hỏi, Khương Thanh Loan, người có ở đó hay không? Tới tìm ta. Thanh âm của hắn truyền khắp thiên văn kết giới. Nói thật, nói ra câu nói này về sau, hắn cùng Khương Phi Linh đều có chút khẩn trương. Đó là bởi vì, càng là không có trả lời, thì càng nói rõ nàng chết rồi. Chỉ có người chết, mới sẽ không đáp lại. Người sống, khẳng định sẽ xuất hiện. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Nhịp tim đập thanh âm, càng lúc càng nhanh. Nội tâm run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Nhớ tới cái kia theo lần thứ nhất gặp mặt, liền bắt đầu cùng mình tranh cãi nữ hài, tuy nhiên vĩnh viễn tranh cãi, nhưng là từ không ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Mà bây giờ, nàng rất có lẽ đã chết rồi. Chớ nói Khương Phi Linh không thể tiếp nhận, Lý Thiên Mệnh cũng đều không thể thừa nhận. Bên trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Mãnh liệt sóng ngầm, cho đến giờ phút này, rốt cục rồi rào bạo phát. Bỗng nhiên bên trong thiên địa, có một cái du dương thanh âm cô gái truyền đến. Nàng nói, Khương Thanh Loan a, ngươi lại cũng không nhìn thấy nàng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Hắn so ai đều quen thuộc cái thanh âm này. Dù là nghe, cái thanh âm này có chút khàn khàn, có chút bất lực, thế nhưng là, hắn vẫn là trong nháy mắt đều có thể nghe được. Hắn hóa thành cho, hắn đều biết đây là ai thanh âm. Mộc Tình Tình. Từ khi tiến vào Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đều tại tìm cơ hội muốn mệnh của nàng. Không nghĩ tới, các loại cho tới bây giờ, nàng xem như xuất hiện. Tại hắn quay đầu một cái nháy mắt, hắn liền thấy tại cái kia vạn đảo hồ trong một cái góc, có một cái bạch y nữ tử, bàn chân để trần ngồi tại trên tảng đá.
sắc mặt của nàng thảm như vậy trắng, nàng gầy yếu đi rất nhiều, xem ra da bọc xương. Nhưng là, nàng chỗ mi tâm tử sắc ấn ký, lại trước nay chưa có lập lòe. Nhất là, khi nàng giờ phút này đứng lúc thức dậy, hào quang màu tím, càng là nối liền trời đất. Lý Thiên Mệnh, đã nghe chưa? Nàng chết rồi, ta giết, thì cùng ta để Lâm Tiêu Đình, giết Kim Vũ một dạng. Nàng đứng lên, xem ra tựa như là thằng điên. Thanh Nhi, đối Khương Phi Linh tới nói, loại này tuyên cáo, chính là lớn nhất sấm sét giữa trời quang. Nàng hoàn toàn luống cuống. Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, nàng tại Phụ Linh trạng thái cực kỳ không ổn định. Vốn là, Phụ Linh liền sẽ kích thích Lý Thiên Mệnh tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Mà bây giờ, khi nàng cũng là cuồng bạo trạng thái thời điểm, Lý Thiên Mệnh lực lượng trong cơ thể, càng thêm táo bạo, càng thêm hung mãnh, quả thực long trời lỡ đất. Linh Nhi, người trước đừng như vậy, lời nàng nói, không nhất định là thật. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nàng. Cho nên, tại không thấy được Khương Thanh Loan trước thi thể, hắn chỉ có thể dạng này an ủi Khương Phi Linh. Theo khách quan đã nói, Khương Thanh Loan thật giữ nhiều lành ít. Cái này thật không có cách, Trầm Uyên đấu thú quy tắc chính là như vậy. Khương Thanh Loan lựa chọn tiến đến ngày nào đó, liền cần làm tốt, bị người vô thanh vô tức giết chuẩn bị. Hắn nhất định phải an ủi Khương Phi Linh, bằng không, không biết cô nương này, hội thương tâm gần chết thành bộ dáng gì. Lý Thiên Mệnh có thể nhất cảm nhận được loại kia cảm giác. 3 năm trước đây, Kim Vũ cũng là huynh đệ của hắn, cũng là chết tại nữ nhân này trong tay. Mà bây giờ, Khương Thanh Loan cũng là Linh Nhi thân nhất tỉ muội, là nàng thân nhất thân nhân. Nàng vì thủ hộ nàng, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tiến đến, cũng cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ khắp nơi tìm kiếm nàng, chính là sợ nàng ra chuyện. Nhưng bây giờ, Mộc Tình Tình chính miệng đối bọn hắn nói, nàng, giết Khương Thanh Loan. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, làm sao không trong nháy mắt não tử xung huyết, sát cơ nghịch thiên. Tại đối phó Nguyệt Linh cơ thời điểm, hắn vì không sinh sự đầu, hắn chả khắc chế. Nhưng là hiện tại, cũ mới hận chồng chất cùng một chỗ. Cái kia lôi điện mưa to ban đêm, Kim Vũ bị từng mảnh nhổ lông vũ, chết ở trước mặt mình hình ảnh, lại lần nữa tái hiện. Thật giống như tại phát sinh trước mắt một dạng. Làm hắn nhớ tới Kim Vũ đối với mình cầu cứu, nhớ tới cái kia đầy đất huyết thủy. Nhớ tới ngày nào đó, nàng rúc vào Lâm Tiêu Đình trong ngực, dùng lạnh lùng ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hiện tại, nhớ tới Khương Thanh Loan đủ loại, nhớ tới các nàng tựa như là thân tỉ muội một dạng cảm tình. Lúc trước, Linh Nhi tại Phụ Linh thời điểm, cảm nhận được hắn 3 năm trước đây phẫn nộ cùng huyết hải thâm cừu,